Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 331. Hào hùng ma khí, cuồn cuộn nổ tung ra, làm được thiên địa rúng động, hư không ngưng động chất. Không tốt, là Hồng Quân thất bảo, Ma La kinh tràng. Cửu U Tà Quân thấy vậy pháp bảo, nhất thời cả kinh thất sắc. Ma Tổ Vô Thiên trong tay Ma La kinh tràng, lại là 33 thiên thái thượng thần khí, Hồng Quân thất bảo một trong. Kinh tràng, vốn là Phật môn pháp khí, nhưng ở thời đại Hồng Hoang, Hồng Quân lão tổ đạo pháp thâm hậu, hắn cho rằng, gia pháp đồng nguyên, Phật tức là ma, ma tức là Phật, gia pháp đều là không tương, hết thảy đều phải quy về bụi đất, thế giới hiện thật tất cả mọi thứ, đều là giả tạo, chỉ có không vô tài là vĩnh hằng. Cho nên, Phật cùng ma, ở Hồng Quân lão tổ trong lòng, cũng không khác biệt. Vậy Phật khí kinh tràng, cũng bị Hồng Quân lão tổ luyện thành ma khí, chính là Hồng Quân thất bảo bên trong Ma La kinh tràng. Cái này Ma La kinh tràng, vừa có ma nguyên khí, cũng có Phật nguyên khí, ma Phật đồng nguyên. Bất quá, ở Ma Tổ Vô Thiên trong tay, pháp bảo này, liền hoàn toàn hiện ra ma đạo khí vận, ma hóa chữ viết dày đặc, bao phủ thiên địa, cực kỳ cường hãn. Nguy rồi! Cửu U Tà Quân thần sắc đại biến, nhưng gặp vậy một bài thiên ma đạo văn chương, ùn ùn kéo đến, lẫn nhau xen lẫn, đem Diệp Thần bốn phương tám hướng đường đi, hoàn toàn phong tỏa ở. Diệp Thần hô hấp nghẹt thở, chỉ cảm thấy nặng nề ma khí, hung mãnh chấn áp xuống tới. Hắn trước mắt thấy ma đạo văn chương, mỗi một cái ma hóa chữ viết, đều có giống như ngôi sao nặng nề, căn bản không phải người có thể chống lại, trừ phi là thiên quân hạ xuống, nếu không ai cũng không khả năng ngăn cản. Nếu là bị những thứ này ma hóa chữ viết, chấn áp xuống tới, vậy Diệp Thần hẳn phải chết. Mộ chủ đại nhân, ta giúp ngươi chạy khỏi. Ngươi phải nhớ kỹ, một ngày kia, đi huyền hải chém chết huyền cơ nguyệt, cứu vãn ta chân thân, đừng quên thay ta trả thù. Cửu U Tà Quân cắn răng, sống chết trước mắt, đã làm ra quyết đoán. Ngay sau đó, Cửu U Tà Quân điên cuồng cháy thần hồn, lại là muốn tự mình hy sinh, giúp Diệp Thần chạy khỏi. Ung ung, thần hồn điên cuồng cháy dưới, Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra núi lửa nhô lên vậy thanh âm. Đó là Cửu U Tà Quân thần hồn, đang kịch liệt cháy bạo động, vô cùng hung mãnh cựu nhật năng lượng, đỉnh cấp gào thét ra. Sắc sắc, sắc sắc, sắc sắc. Chung quanh một phiến mảnh không gian, toàn bộ vỡ vụn. Một bài thiên ma đạo văn chương, toàn bộ bị nghiền nát. Ma Tổ Vô Thiên pháp bảo, Ma La kinh tràng, tất cả ma khí dị tượng, toàn bộ bị đánh diệt. Cửu U Tà Quân không để ý hy sinh, cháy hết thần hồn, bộc phát ra năng lượng, cực kỳ khủng bố. Tiền bối. Diệp Thần kinh hãi, không nghĩ tới Cửu U Tà Quân sẽ tự mình hy sinh. Chạy mau. Cửu U Tà Quân quát to một tiếng, sau đó thần hồn liền hoàn toàn tiêu tán, đã tiêu hao hết tất cả năng lượng. Ở hắn thần hồn thiêu đốt năng lượng dưới sự xung kích, chung quanh tất cả phong tỏa, đều bị nghiền phá. Diệp Thần con ngươi hiện ra tia máu, thương cảm Cửu U Tà Quân chết, nhưng cũng rất rõ ràng, bây giờ không phải là tưởng niệm thời điểm, phải mau rời khỏi. Rút lui. Diệp Thần quyết định thật nhanh, lập tức xoay người đi bên ngoài phi độn đi. Ma Tổ Vô Thiên thấy Cửu U Tà Quân biến mất, ngẩn ngơ, ánh mắt một hồi ảm đạm, thấy Diệp Thần chạy trốn, lại cũng không đuổi theo. Đừng để vậy tiểu tử chạy. Lại nghe một hồi chợt quát tiếng vang lên. Ở Ma Tổ Vô Thiên sau lưng, có một cái hộ pháp cường giả bạo xông lên ra. Vậy hộ pháp cường giả, lắc người một cái, hiển hóa ra tinh thú bản tướng. Chính là một đầu bát kỳ đại xà. Ung ung. Bát kỳ đại xà, tám bài tám đuôi, một hiển hóa ra, nhất thời ở trong hư không, khơi dậy ngập trời gió bão sóng biển, tinh khí xông vào mũi. Ngao. Bát kỳ đại xà gầm thét, tám viên đầu rắn dương ra miệng to như chậu máu, điên cuồng hướng Diệp Thần chiếm đoạt đi. Diệp Thần hô hấp nghẹt thở, chỉ cảm thấy từng cơn áp lực tấn công tới. Cái này bát kỳ đại xà tu vi. Ước chừng đạt tới bách gia cảnh 5 tầng thiên, nếu như ở ngày thường, hắn tự nhiên có thể chém chết, nhưng hiện tại, hắn trạng thái rất là yếu ớt, đặc biệt là Cửu U Tà Quân thần hồn biến mất sau đó, hắn vậy được ảnh hưởng, khó mà lại tác chiến. Tuyết Táng tinh trần, lên. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần há mồm phun một cái, phun ra một đoàn gió tuyết tinh trần. Hô hô hô, đầy trời gió tuyết tinh trần bạo dũng, hóa thành một tầng chướng khí vậy bình phong che chở. Khó khăn lắm đem bát kỳ đại xà ngăn trở. Bát kỳ đại xà rơi vào tinh trần bên trong,
nội tâm thất kinh, không tốt. Là hạng thứ hai thần khí, tuyết táng tinh trần. Hắn nghe nói cái này tuyết táng tinh trần, có thể ảnh hưởng đạo tâm, rơi vào tinh trần trong gió tuyết sau đó, vội vàng coi giữ tâm thần, nên cũng không dám quá mức truy đuổi ép Diệp Thần. Diệp Thần thừa dịp này cơ hội, ngự gió bay vút, rốt cuộc chạy khỏi đi ra ngoài, sau đó biến dạng hư không, trực tiếp trở lại Bắc Mãng tổ địa. Hô! Tuyết táng tinh trần khí tượng, chìm xuống. Diệp Thần bóng người, hoàn toàn tại chỗ biến mất. Toàn trường mọi người thấy Diệp Thần thoát đi, đều là một hồi xôn xao. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể ở ma tổ vô thiên mí mắt phía dưới, hoàn toàn chạy khỏi, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Mọi người ánh mắt, rối rít hội tụ ở ma tổ vô thiên trên mình. Ma tổ vô thiên nhưng là cúi thấp đầu, ánh mắt tràn đầy ảm đạm thần thương vẻ, tựa hồ ở tưởng niệm cửu u tà quân chết. Không người nào dám quấy rầy hắn, đám người xôn xao sau một hồi, liền hoàn toàn yên lặng xuống, tất cả mọi người đều biết, ngày hôm nay sự tình phát sinh, đối ma tổ vô thiên chấn động quá lớn. Hắn ký thác kỳ vọng rất lớn Diệp Thí Thiên, lại chính là hắn tử địch luân hồi chi chủ, mà sư đệ của hắn cửu u tà quân, lại đứng ở luân hồi bên này, cuối cùng thậm chí vì phản kháng hắn, hiến tế hết mình thần hồn. Đang trầm mặc ảm đạm hồi lâu sau đó, ma tổ vô thiên bất đắc dĩ phất phất tay, nói tất cả trở về đi thôi. Sau đó biến dạng hư không, mang đám người rời đi. Nhân gian cấm bên trong thành, cố ra mọi người, thấy ma tổ vô thiên đi, đều là như nhặt được đại xá, không ít người còn dọa được mềm ngã dưới đất. Hiện tại cố gia tộc trưởng Cố Tỳ, còn có thiếu chủ Cố Đồ Tô, cũng cùng Diệp Thần chạy, nếu như ma tổ vô thiên truy cứu xuống, lo cho gia đình diệt môn đều là nhẹ. Mà ma tổ vô thiên, lại không có giận cá chém thất xuống, coi như là cố gia vận khí. Ở trở lại cựu Nhật Minh trên đường, Bát Kỳ Đại Xà thấp giọng hỏi nói, lão tổ, luân hồi chi chủ chạy khỏi, đến tiếp sau này nên xử lý như thế nào, mời lão tổ chỉ thị. Ma tổ vô thiên nghe được luân hồi chi chủ bốn chữ, ảm đạm trong ánh mắt, khôi phục một chút mũi nhọn, lại nhìn xem Già Thiên Ma Đế, cuối cùng phân phó nói, nghĩ biện pháp giết hắn, nhổ cỏ tận gốc, chớ lưu hậu hoạn. Bát Kỳ Đại Xà trong lòng rét một cái, muốn nói cái gì vẫn là nuốt xuống. Cuối cùng chỉ có thể kêu, ưng. Luân hồi chi chủ người mang đại khí vận, quả thực không dễ dàng giết chết, nhưng nếu ma tổ vô thiên phân phó xuống tới, hắn coi như hợp lại hết mình tánh mạng, vậy sẽ nghĩ biện pháp đem Diệp Thần giết chết. Dừng một chút, ma tổ vô thiên lại phân phó nói, ngoài ra, điều tra đáy biển nhân quả, tìm huyền hải lối vào, chuyện này chớ quên. Ma tổ vô thiên nhớ không quên, vẫn luôn muốn đi huyền hải, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được lối vào. Hắn nghe nói ở đáy biển bên trong, có lẽ có dấu huyền hải lối vào, cho nên một mực phái người đang điều tra. Bát Kỳ Đại Xà lĩnh mệnh nói, ưng. Cùng lúc đó, Diệp Thần biến dạng hư không, trở lại Bắc Mãng tổ địa. Ta lần này có thể chạy khỏi, nhưng thật ra là ma tổ vô thiên do dự. Diệp Thần âm thầm thở dài, lấy ma tổ vô thiên tu vi, hắn nếu như hàng giận, Diệp Thần là không thể có thể còn sống. Coi như cửu u tà quân hiến tế thần hồn, cũng rất khó ngăn trở vô thiên. Hiện tại Diệp Thần có thể chạy khỏi, là bởi vì là cửu u tà quân chết, để cho ma tổ vô thiên chấn động, cuối cùng do dự chốc lát, để cho Diệp Thần thuận lợi rời đi. Nếu như ma tổ vô thiên, là vũ hoàng cổ đế như vậy vô tình tàn nhẫn tính cách, vậy Diệp Thần ngày hôm nay nhất định là chết. Bất quá, hắn thả qua ta một lần, đã là hết tình hết nghĩa, lần sau gặp được ta. Hắn khẳng định sẽ không chút lưu tình, đem ta giết chết. Trong sâu thẳm, Diệp Thần bắt được một món nghiêm ngặt ý định giết người, mà tổ vô thiên hiển nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Sau này hắn ở Hắc Ám Cấm Hải hoạt động, nhất định phải chú ý. Thuận lợi trở lại Bắc Mãng tổ địa, tiểu hoàng thấy Diệp Thần hạ xuống, vừa mừng vừa sợ, nói chủ nhân, ngươi làm sao tới. Dừng một chút, tiểu hoàng lại có chút lo âu nói, ta mới vừa tựa hồ. Cảm thấy được ma tổ vô thiên hơi thở, các ngươi sẽ không nổi lên tranh đấu chứ. Ma tổ vô thiên phân thân hạ xuống, thậm chí vận dụng pháp bảo ma la kinh tràng, chấn động toàn bộ Hắc Ám Cấm Hải, tiểu hoàng ở Bắc Mãng tổ địa bên trong, cũng có cảm ứng. Hơn nữa, hắn phát hiện Diệp Thần trên mình, tựa hồ có ma tổ vô thiên lưu lại hơi thở, không khỏi một hồi lo âu. Diệp Thần than thở một tiếng, đem nhân gian cấm trong thành sự việc, mình bại lộ Diệp Thí Thiên thân phận. Cuối cùng cùng ma tổ vô thiên quyết liệt cùng chuyện, cũng tất cả nói.
Tiểu hoàng sau khi nghe, nhất thời kinh hãi, nói chủ nhân, ngươi nhanh như vậy cùng ma tổ vô thiên quyết liệt, chỉ sợ. Diệp thần khoát tay một cái, nói, không sao, ta đã sớm dự liệu được, sẽ có quyết liệt một ngày, không nói cái này, huyền hải bản đồ, ngươi đã tìm được chưa? Huyền cơ nguyệt đi huyền hải, mà huyền hải bên trong, lại có vạn vật mẫu kiếm quyết, kinh cức phương quan hai đại cơ duyên, Diệp thần không muốn bỏ qua. Bây giờ có thể khẳng định, huyền cơ nguyệt bị kiêm gia kiếm phái người mang đi, nhất định là phải thừa kế kiêm gia tiên tử đạo thống. Nhưng vạn vật mẫu kiếm quyết và kinh cức phương quan, cái này hai môn chín tầng trời thần thuật, còn không rơi vào huyền cơ nguyệt trong tay. Trước mắt, cuối cùng này hai môn thần thuật, vẫn là trạng thái vô chủ. Nếu như thần thuật có chủ, hơn nữa bị thành công tu luyện, vậy khẳng định sẽ có động trời khí tượng, ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới. Giống như Diệp thần luyện thành đại thiên trọng lâu trưởng, khí tượng trực tiếp chấn động thế giới hiện thật tất cả thời không, hiện ở tất cả mọi người đều biết, đại thiên trọng lâu trưởng, chính là luân hồi chi chủ tiêu phối. Mà vạn vật mẫu kiếm quyết và kinh cức phương quan, còn không có tương ứng khí tượng truyền ra, cái này hai môn thần thuật, rõ ràng cho thấy vô chủ. Huyền cơ nguyệt thừa kế kiêm gia tiên tử đạo thống, đây đã là thiên đại khí vận, Diệp thần tuyệt đối không thể để cho vạn vật mẫu kiếm quyết cùng kinh cức phương quan, rơi vào huyền cơ nguyệt trên tay. Hơn nữa, hắn sẽ đối kháng ma tổ vô thiên, cái này hai môn chín tầng trời thần thuật, cũng là chỗ mấu chốt. Nếu như có thể thu hoạch thần thuật cơ duyên, đối kháng ma tổ vô thiên, tự nhiên ung dung rất nhiều. Chỉ tiếc, cũng không người nào biết tiến vào huyền hải biện pháp, liền ma tổ vô thiên cũng không biết. Truyền thuyết ở Bắc Mãng tổ địa bên trong, có huyền hải cửa vào bản đồ, Diệp thần chỉ hy vọng tiểu hoàng có thể thật tìm được. Tiểu hoàng lắc đầu một cái, nói còn không có, tổ địa nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn tìm một tấm bản đồ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Bắc Mãng tổ địa lãnh thổ, bề ngoài nhìn như chỉ là một tòa đảo, nhưng bên trong đảo có rất nhiều không gian nếp nhăn, dị độ hư không vân. Vân, muốn ở rất nhiều thời không trong thế giới, tìm nho nhỏ một phần bản đồ, rõ ràng không phải chuyện dễ. Diệp thần tự nhiên biết một điểm này, cho nên không hề trách cứ tiểu hoàng, nói tiếp tục tìm đi, ngược lại cũng không cần gấp nhất thời. Huyền hải sự việc, có thể chậm một chút lại mưu đồ, hiện tại việc cần kíp, là mau sớm tìm được kéo dài tánh mạng linh căn. Lấy ra cố đồ tô trong cơ thể mảnh vỡ. Người nọ gian hồn đạo mảnh vỡ, đối Diệp thần mà nói, vô cùng trọng yếu, đây là luân hồi thánh hồn thiên một phần chia, nếu như hắn bỏ lỡ, rất có thể thì phải rơi vào ma tổ vô thiên trong tay. Diệp thần đem kỷ tư thanh, cố đồ tô, cố tỷ các người, từ hoàng tuyển đồ bên trong ra thả ra ngoài. Ba người trải qua biến đổi lớn, gương mặt đều là mang nghĩ mà sợ. Nếu như Diệp thần chạy khỏi thất bại, bọn họ có thể đều phải bị ma tổ vô thiên giết chết. Mà trước mắt, Hạ Huyền Thịnh bị ma tổ vô thiên đả thương, vẫn là hôn mê bất tỉnh trạng thái. Diệp thần thử nghiệm thay hắn chữa trị, nhưng phát hiện hiệu quả yếu ớt, dẫu sao là ma tổ vô thiên tự tay tạo thành thương thế, muốn chữa trị, nơi nào có như thế dễ dàng. Sư phụ, nơi này là địa phương nào? Ta thật giống như chưa bao giờ gặp qua. Cố Đồ Tô vẫn nhìn bốn phía, lòng vẫn còn sợ hãi. Diệp thần nói, nơi này là ác mộng thần tộc, Bắc Mãng thị tổ địa. Mà cố đồ tô ngẩn ngơ, nói, lúc đầu chúng ta thật trốn ra được. Có thể từ ma tổ vô thiên dưới quyền chạy khỏi, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Dừng một chút, cố đồ tô lại nói, sư phụ, vậy chúng ta tiếp theo làm thế nào? Diệp thần nói, dĩ nhiên là nghĩ biện pháp, lấy ra bên trong cơ thể ngươi nhân gian hồn đạo mảnh vỡ. Trước mắt Diệp thần tu vi. Là hoàn chân cảnh 9 tầng thiên, khoảng cách quá chân cảnh, chỉ có một bước xa. Diệp thần nằm mộng cũng nhớ cố gắng đột phá, nếu như có thể đột phá nói, đến quá chân cảnh, Ngọa Long thần tôn sẽ đem một trang thiên võ Ngọa Long kinh đưa cho hắn, đó đúng là thiên đại cơ duyên. Mà nhân gian hồn đạo mảnh vỡ, đối Diệp thần mà nói, nhưng là một phần đại cơ duyên, nếu như có thể đạt được, hắn tu vi tất có thể tăng lên, coi như không có thể đột phá, chí ít cũng có thể đại bộ mại tiến. Cố tỷ cố đồ tô phụ tử nhìn nhau, sau đó cố tỷ chắp tay một cái, trầm giọng nói. Ta lo cho gia đình mấy đời, bảo vệ luân hồi thánh hồn thiên mảnh vỡ, liền mong đợi một ngày kia, luân hồi chi chủ có thể xuất hiện, nếu Diệp đại nhân chính là luân hồi chi chủ chuyển thế, vậy thánh hồn mảnh vỡ, ngươi cứ việc cầm đi, không cần lo lắng con ta sống chết, hắn nếu là chết, ngươi sau này chấp trưởng luân hồi đỉnh cấp,
đem hắn sống lại chính là. Trước đây Cố Tỷ lo âu con trai, từ đầu đến cuối không chịu đem nhân gian hồn đạo mảnh vỡ đưa ra, nhưng bây giờ biết liền Diệp Thần thân phận, lại là Diệp Thần mang bọn họ chạy khỏi, hắn vậy thay đổi thái độ, coi như liều mạng hy sinh con trai, cũng phải đem nhân gian hồn đạo mảnh vỡ, mau sớm giao cho Diệp Thần. Cố Nộ Tô một mặt tránh khí, nói, không sai. Sư phụ, nếu vận mệnh ta, định trước như vậy, vậy ngươi liền đem trong cơ thể ta mảnh vỡ, mau sớm lấy ra đi. Dù sao nếu như không phải là sư phụ, ta cũng không khả năng ở ma tổ vô thiên dưới quyền sống sót. Diệp Thần thấy hai phụ tử như thế kiên quyết hình dáng, một hồi lộ vẻ xúc động, cuối cùng nhưng là khoát tay một cái, nói, đừng xung động, ta ngoài ra có giải quyết phương pháp, có lẽ có thể không tổn thương Đồ Tô tánh mạng. Cố Đồ Tô nói, sư phụ, chẳng lẽ ngươi có kéo dài tánh mạng linh căn? Muốn lấy ra thánh hồn mảnh vỡ, lại không bị thương đạt tới tánh mạng, trừ phi là tìm được trong truyền thuyết kéo dài tánh mạng linh căn. Mà đây loại vật liệu, chỉ có huyền hải mới có sinh trưởng. Diệp Thần âm thầm hướng Hoang Lão đặt câu hỏi, Hoang Lão, ngươi xác định kéo dài tánh mạng linh căn ngay tại đáy biển. Hoang Lão nói, thời gian trôi qua quá lâu, ta không thể xác định, chỉ là để cho ngươi đi thử vận khí một chút. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, xem ra muốn tìm cái này kéo dài tánh mạng linh căn, cũng không phải là đơn giản như vậy. Lập tức, Diệp Thần liền hướng Cố Đồ Tô nói, chúng ta nghỉ ngơi trước mấy ngày, chờ thêm mấy ngày sau đó, ta mang ngươi đi một chỗ, xem có thể hay không tìm được kéo dài tánh mạng linh căn. Mới vừa từ ma tổ vô thiên trong tay chạy trốn ra ngoài, Diệp Thần tiêu hao cực kỳ to lớn, thậm chí liền Cửu U Tà Quân cũng bỏ mình, hắn cần thời gian nghỉ ngơi. Cố Đồ Tô nói, hết thảy đều nghe sư phụ phân phó. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thần liền ở Bắc Mãng Tổ Địa bên trong nghỉ ngơi. Như vậy qua 5 ngày thời gian, Diệp Thần nguyên khí hoàn toàn khôi phục. Kỷ Tư Thanh cũng được công luyện hóa chu tước cửa, tu vi tấn thăng đến bách gia cảnh 2 tầng thiên. Mà Hạ Huyền Thịnh thương thế có chút chuyển biến tốt, tuy còn không tỉnh lại, nhưng chí ít không có nguy hiểm tánh mạng. Cùng Hạ Huyền Thịnh tỉnh lại, ta phải hỏi hỏi hắn, Âm Dương Thần Điện đệ nhị trọng tổng đàn, rốt cuộc ở nơi nào? Diệp Thần âm thầm tính toán, hắn luôn muốn tìm Âm Dương Thần Điện đệ nhị trọng tổng đàn, đáng tiếc từ đầu đến cuối không tìm được. Mà Hạ Huyền Thịnh, cùng Âm Dương Thần Điện có thiên ti vạn lũ quan hệ, từ trên người hắn, có lẽ có thể dòm ngó gặp Âm Dương Thần Điện bí mật. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Cố Đồ Tô ba người, rời đi Bắc Mãng Tổ Địa, lên đường đi Hắc Ám Cấm Hải đáy biển. Còn như Cố Đồ Tô phụ thân Cố Tỷ, thì ở lại Bắc Mãng Tổ Địa bên trong, phụ trợ Tiểu Hoàng tìm huyền hải bản đồ. Hoàng Lão, vậy kéo dài tánh mạng linh căn rốt cuộc ở địa phương nào? Diệp Thần âm thầm hỏi. Hoàng Lão nói, người đi trước đáy biển nói sau. Diệp Thần gật đầu một cái, liền dẫn Kỷ Tư Thanh cùng Cố Đồ Tô, lẻn vào đáy biển. Đại khái là ở bên này. Hoàng Lão âm thầm chỉ điểm, là Diệp Thần chỉ đường. Hắc Ám Cấm Hải đáy biển, là một phiến tuyệt đối đen nhánh vùng, không thấy được chút nào quang minh, tới ở nơi này phiến đáy biển bên trong, tràn đầy vô cùng nguy hiểm. Diệp Thần vận chuyển thiên tiên cá chép sao, từng cái màu vàng màu trắng cá chép, vờn quanh bốn phía, tiên quang tràn ngập lúc đó, sắp tối ám xua tan. Cái này Hắc Ám Cấm Hải đáy biển, nhưng mà huyền hải khởi nguyên, chôn giấu rất nhiều kỳ chân dị bảo, vậy kéo dài tánh mạng linh căn liền ở trong đó, hẳn còn không có tuyệt cây. Hoàng Lão một bên chỉ thị Diệp Thần tiến về trước, một bên ung dung thong thả nói. Huyền hải khởi nguyên, Diệp Thần khá có chút bất ngờ, chẳng lẽ đáy biển địa giới, còn cùng huyền hải có liên quan? Hoàng Lão nói, không sai, huyền hải lúc ban đầu ngay tại đáy biển, sau đó mới thăng thiên lột xác, cho nên, đáy biển địa giới, chính là huyền hải khởi nguyên, lưu lại có rất nhiều bảo bối, kéo dài tánh mạng linh căn chính là một. Huyền hải đặc biệt đặc thù. Chính là một phiến thiên hải, truyền thuyết là ở trên bầu trời, mà huyền hải lúc ban đầu thời điểm, nhưng thật ra là ở đáy biển. Thì ra là như vậy. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, khó trách đáy biển lại sẽ có kéo dài tánh mạng linh căn sinh trưởng, lúc đầu đó là huyền hải khởi nguyên, cho nên lưu lại có rất nhiều huyền hải kỳ chân bảo vật. Lập tức Diệp Thần dựa theo Hoang Lão chỉ thị, một đường đi tới trước, dần dần đi tới dưới đáy biển ương. Đường xá bên trên. Diệp Thần vậy bắt được Cựu Nhật Minh hơi thở, tựa hồ có Cựu Nhật Minh cường giả, cũng ở đây đáy biển tìm kiếm chút gì. Bất quá, vì để tránh cho gây thêm rắc rối,
Diệp Thần cũng không có bại lộ, che giấu hơi thở mà qua. Tới đến dưới đáy biển ương sau đó, Diệp Thần nhưng là phát hiện, đáy biển thế giới có động thiên khác, vô cùng bát ngát, đặc biệt là trung ương vùng, mơ hồ có thể gặp rất nhiều cung điện lâu vũ, châu cung bối khuyết, từng ngọn thành chỉ vân. Vân. Bất quá những chỗ này, đều bị một tầng vô hình cấm chế bao phủ, nhìn không rõ lắm. Cái này đáy biển thế giới, tựa hồ có một cổ cường đại lực lượng, ẩn giấu ở sau lưng, đang bảo vệ chút gì. Hoàng lão, làm sao tiến vào dưới đáy biển thế giới? Diệp Thần nhìn trước mắt đáy biển thế giới, thấy những cái kia cường đại cấm chế, không khỏi chau mày. Hắn lại không nghĩ rằng, cái này đáy biển thế giới bị một tầng cấm chế bao phủ ở, muốn đi vào còn muốn trước phá vỡ cấm chế. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, cưỡng ép phá cấm có lẽ có thể được, nhưng ắt phải sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Ta biết có hai cái lối vào, người đi bên này. Hoàng lão nhìn trước mắt cảnh tượng, tựa hồ bị gợi lên rất nhiều nhớ lại. Năm đó, hắn từng đặt chân đáy biển, còn thân hơn mắt xem qua huyền hải thăng thiên kỳ cảnh. Lập tức, hắn chỉ dẫn Diệp Thần, để cho Diệp Thần tìm lối vào. Diệp Thần gật đầu một cái, mang Kỷ Tư Thanh cùng Cố Đồ Tô, dựa theo Hoàng lão chỉ thị, ở đáy biển rất nhiều đá san hô, hình thù kỳ lạ thực vật, quái núi quái thạch gian qua lại, rất nhanh đi tới một phiến sinh đầy màu hồng đáy biển thực vật địa phương. Đây là một phiến yên lặng đáy biển núi lửa, trong núi lửa nhưng nạm một cánh cửa hộ, cửa kia hộ hiện đầy cổ xưa hồng hoang hơi thở, lại là hồng hoang cửu môn một trong. Đây là... Diệp Thần nhìn cánh cửa kia hộ, bắt được từng trận khí thức cường đại, nhất thời trợn to hai mắt. Không sai, nơi này chính là đáy biển thế giới lối vào một trong, tên là Hắc Long Cửa. Hoàng lão híp mắt, đánh giá trước mặt môn hộ. Cửa kia hộ, tên là Hắc Long Cửa, chính là hồng hoang cửu môn một trong, trên cửa khắc rất nhiều hắc long hình đồ đằng đồ trang sức, lộng lẫy mà cổ xưa, khá là nguy nga. Diệp Thần nói, Hắc Long Cửa. Hoàng lão nói, đúng vậy, Hắc Long Cửa, từ xa cổ hắc ám cổ long hài cốt chế tạo mà thành, cánh cửa này có khí linh, chính là trong truyền thuyết hắc ám cổ long, ta cùng ngươi nói qua, vậy kéo dài tánh mạng linh căn do hắc ám cổ long trông coi, ngươi muốn cướp lấy, cũng không như vậy dễ dàng. Diệp Thần nói, vậy hiện tại, ta là muốn mở ra cái này Hắc Long Cửa, tiến vào đáy biển thế giới. Bỏ mặc vậy kéo dài tánh mạng linh căn, sau lưng nhân quả như thế nào, muốn lấy được tay, ít nhất phải tiến vào trước đáy biển thế giới. Hoàng lão cười nói, cái này Hắc Long Cửa vô cùng là vững chắc, ngươi có thể mở nói sau. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nói, vậy cứ việc thử một chút. Lập tức, Diệp Thần để cho Kỷ Tư Thanh, Cố Đồ Tô hai người, lưu ở bên cạnh canh gác, mình dậm chân đi về phía vậy Hắc Long Cửa. Hống! Làm Diệp Thần đến gần Hắc Long Cửa thời điểm, cánh cửa này hộ bên trong, nhưng truyền ra một tiếng trầm thấp tang thương rồng ngâm, mang uy nghiêm cùng kháng cự, tựa hồ cự tuyệt Diệp Thần đến. Phá cho ta! Diệp Thần giơ bàn tay lên, quát to một tiếng, vận chuyển linh lực, hung hăng một chưởng, đánh vào vậy Hắc Long Cửa trên. Phịch! Bàn tay hắn rơi xuống, ở hắn một chưởng đánh dưới, mãnh liệt chấn động đứng lên, phát ra vang lớn. Ngao! Môn hộ bên trong, tiếng rồng ngâm đổi được hung mãnh tức giận, những cái kia hắc khắc hình rồng khắc hoa văn, bỗng nhiên sống lại, mười mấy cái to lớn hắc long hư ảnh, tựa như điên hướng Diệp Thần đạp chết tới. Cố Đồ Tô hét lớn, sư phụ chú ý. Diệp Thần thong thả, trực tiếp rút ra Long Uyên Thiên Kiếm, một tiếng gào thét, khua kiếm hướng những cái kia hắc long hư ảnh chém tới. Vù vù! Tia máu bung ra, huyết long thân thể, từ thiên trên thân kiếm nổi lên, dương nanh múa vuốt, long đấu long, đem những cái kia hắc long hư ảnh, toàn bộ xé nát. Hắc long hư ảnh tiêu tán đi, thế nhưng hắc long cửa, vẫn là đóng chặt hình dáng, không có chút nào mở ra dấu hiệu. Còn không chịu mở cửa. Diệp Thần nhướng mày một cái, hắn cảm thấy cái này hắc long cửa bên trong, có một cổ ý chí cường đại ở ngăn trở, không cho phép hắn đi vào. Thật ra thì, lấy Diệp Thần trước mắt võ đạo thực lực, chính là một cánh cửa, là không ngăn được hắn, hắn một chưởng liền có thể đánh vỡ. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không cách nào phá cửa, chính là bởi vì cái này Hắc Long Cửa sau lưng, có ý chí cường đại ở ngăn trở. Xem ra Hải Đế không muốn để cho ngươi đi vào à? Hoàng lão thấy một màn này, mở miệng thở dài nói. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, Hải Đế, đây là người nào? Hắn còn lấy là Hắc Long Cửa sau lưng,
là khí linh ý chí, không nghĩ tới Hoàng lão lại nói là hải đế. Hoàng lão nói, hải đế, chính là thống trị đáy biển thế giới đế hoàng, tên là Trương Thái Hư, coi như là ta trước kia bạn cũ, năm đó hắn thiếu chút nữa thì chấp trưởng kinh cức vương quan, đáng tiếc khí vận không đủ, cuối cùng bị cự tuyệt, huyền hải thăng thiên thời điểm, hắn không có thể đi theo phi thăng, cuối cùng là ở lại đáy biển. Huyền hải lúc ban đầu thời điểm, chính là ở đáy biển, kinh cức vương quan và vạn vật mẫu kiếm quyết, đều ở đây đáy biển, chỉ là sau đó huyền hải thăng thiên lột xác, biến thành thiên hải, cái này hai môn chín tầng trời thần thuật, mới thoát khỏi mặt đất phạm vi. Hoàng lão nói tiếp, Hắc Long cửa chính là hải đế pháp bảo, Hắc Long cửa khí linh, cùng hải đế quan hệ, liền cùng ngươi và huyết long như nhau, bây giờ nhìn lại, là hải đế ý chí ở kháng cự ngươi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, vậy làm sao bây giờ? Muốn ta cưỡng ép phá cửa. Nếu như vận dụng đại thiên trọng lâu trưởng mà nói, Diệp Thần có lòng tin, trực tiếp phá cửa mà vào. Tuy nói hải đế ở kháng cự hắn, nhưng dẫu sao, hải đế là Hoàng lão trước kia bạn cũ, chỉ cần Hoàng lão chịu mở miệng, hải đế nhất định sẽ tiếp nhận. Đến lúc đó, từ hải đế trong tay, bắt được kéo dài tánh mạng linh căn, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Hoàng lão nói, chính ngươi quyết đoán. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, lần nữa nhìn về phía vậy Hắc Long cửa, mơ hồ tới giữa, hắn cảm thấy môn hộ bên trong, vậy hải đế ý chí, cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Chẳng lẽ ta biết cái này hải đế? Diệp Thần trong lòng âm thầm cục cục, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hải đế Trương Thái Hư, là Hoàng lão trước kia bạn cũ, niên đại cực kỳ rất xưa, theo lý thuyết, Diệp Thần là không thể nào biết, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn ngay cả có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Nghi ngờ dưới, Diệp Thần hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay ẩn nhiên có thế giới vô biên, vạn trọng lâu các khí tượng hiện lên. Đại thiên trọng lâu trưởng, phá cho ta. Diệp Thần cắn răng một cái, lập tức liền muốn toàn lực bùng nổ, cưỡng ép vận dụng đại thiên trọng lâu trưởng phá cửa. Kỷ Tư Thanh cùng Cố Đồ Tô vội vàng lui về phía sau, vận chuyển linh khí hộ thể, e sợ cho gặp ảnh hưởng đến. Rắc rắc. Ngay tại Diệp Thần muốn rơi trưởng phá cửa thời điểm, Hắc Long cửa đột nhiên bị người từ bên trong mở ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mở cửa người, là một cái minh lệ mát mẻ thiếu nữ, cả người tiên hà vần quanh, lộng lẫy tuyệt luân, trên trán nhưng dài hai cây sừng rồng, lại là long tộc cô gái. Diệp Thần vừa nhìn thấy cô gái này, nhất thời một tiếng thét kinh hãi, trợn mắt hốc mồm. Thiếu nữ này hắn biết, chính là Uyên Long tộc đời cuối cùng thánh nữ, Long nữ thiên quân Ngao Dạ. Uyên Long tộc, đã từng là thái thượng thế giới chủng tộc, sau đó bị cựu Nhật chi chủ đánh rớt, còn sót lại mạch ngay tại địa tâm vực, Diệp Thần trước kia gặp được, còn thu lấy thiên long hồ tiên bộ phận năng lượng, để cho huyết long cùng Long Uyên thiên kiếm lột xác. Diệp Thần chả hết nhớ, Long nữ thiên quân Ngao đêm từ vỏ trứng bên trong ra đời, ngay sau đó thừa kế huyết mạch nhân quả, đi hắc ám cấm hải, bảo là muốn tìm ma tổ vô thiên trả thù. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới, lại thật ở hắc ám cấm hải đáy biển, cùng Long nữ thiên quân gặp lại. Hắn muốn một trưởng phá cửa, một trưởng này uy thế cực lớn, Long nữ thiên quân đột nhiên mở cửa đi ra, hắn đại thiên trọng lâu trưởng, phải đánh bạo Long nữ này đầu. Thật may, Diệp Thần võ đạo căn cơ cực kỳ thâm hậu, tất cả thần thông không câu nệ như ý, cái này đại thiên trọng lâu trưởng đã đến thu phát tự nhiên cảnh giới, mắt xem Long nữ thiên quân sẽ bị mình đánh chết, vội vàng thu hồi trưởng lực. Ngao cô nương, là ngươi. Diệp Thần thu bàn tay về sau đó, như cũ có chút khó tin nhìn Long nữ thiên quân. Long nữ thiên quân vỗ ngực một cái, nói, ai yêu, luân hồi chi chủ, ngươi cái này trưởng pháp thật đúng là thật lợi hại, thiếu chút nữa không cầm ta đánh chết. Đại thiên trọng lâu trưởng khí thế, hiển nhiên cũng để cho nàng cảm thấy rung động, thật may Diệp Thần võ đạo tinh xảo, thu thả tự nhiên, nếu không, nàng đã bị một trưởng đánh chết. Diệp Thần kinh nghi bất định, nói, Ngao cô nương, ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Long nữ thiên quân khẽ mỉm cười, nói ta là trông coi đáy biển thế giới nữ đế, ta dĩ nhiên ở chỗ này, ta còn lấy là người ngoài ở đập cửa, còn muốn ngăn địch tới, gặp nguyên lai là ngươi, liền mở cửa. Nghe được nữ đế hai chữ, Diệp Thần một hồi kinh ngạc, nói, ngươi là hải đế. Hải đế không phải Trương Thái Hư sao? Long nữ thiên quân nói, Trương Thái Hư đã sớm chết rồi, ta là một đời mới hải đế, hôm nay đáy biển thế giới do ta trông coi. Cái gì,
Trương Thái Hư đã chết. Diệp Thần kinh ngạc không thôi, Hoàng lão nghe nói như vậy, cũng là à đích một tiếng, ra ý liệu. Vậy Hải Đế Trương Thái Hư, là hắn trước kia bằng hữu, lần này đi ra ngoài tìm kéo dài tánh mạng linh căn, hắn vốn đang kế hoạch, nếu như có cơ hội, cùng bạn cũ tụ họp, nào nghĩ tới đối phương lại chết, trước mắt thống ngự đáy biển thế giới, là Long Nữ Thiên Quân Ngao Đêm, nàng là một đời mới nữ đế. Long Nữ Thiên Quân nói, đi vào rồi hãy nói, nếu không đáy biển địa mạch linh khí tiết lộ ra ngoài, lại phải bị Ma Tổ Vô Thiên tìm tới cửa. Nói đến Ma Tổ Vô Thiên thời điểm, Long Nữ Thiên Quân trong giọng nói rất nhiều kiêng kỵ ý, vội vàng mời Diệp Thần các người vào bên trong. Diệp Thần cùng Kỷ Tư Thanh nhìn nhau, hai người liền dẫn Cố Đồ Tô, đi theo Long Nữ Thiên Quân, xuyên qua Hắc Long cửa, chính thức bước vào đáy biển thế giới. Cái này phiến đáy biển thế giới, khắp nơi đều là huy hoàng trong suốt cung điện, có rất nhiều mỹ nhân ngư, giao nhân, nửa người nửa long sinh linh, tại trong biển chơi trò chơi trước, tất cả người trên mặt đều mang khí tức tường hòa, nơi này phảng phất là một phiến chân chính thế ngoại đào nguyên, không chịu ngoại giới bóng mờ bao phủ. Nữ đế đại nhân, rất nhiều vệ binh tuần tra, thấy Long Nữ Thiên Quân sau đó, đều rối rít thi lễ, thái độ mười phần cung kính. Diệp Thần âm thầm lấy làm kỳ, ánh mắt đánh giá Long Nữ Thiên Quân, chẳng lẽ nàng thật thành một đời mới hải đế. Đừng nhìn như vậy ta cũng không muốn, là Trương Thái Hư trước khi chết, đem đạo thống truyền cho ta. Long Nữ Thiên Quân nhún vai một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Diệp Thần không nhịn được hỏi, vậy Trương Thái Hư, là chết như thế nào? Lòng hắn bên trong khá có chút lo âu, nếu như Trương Thái Hư chết, không biết còn có thể hay không bắt được kéo dài tánh mạng linh căn. Long Nữ Thiên Quân nói, hắn là bị Ma Tổ Vô Thiên giết chết. Nghe nói như vậy, Diệp Thần sắc mặt hơi đổi một chút, lại có điểm ý liệu bên trong, lẩm bẩm nói, quả nhiên là Ma Tổ Vô Thiên sao? Long Nữ Thiên Quân nói, Ma Tổ Vô Thiên muốn tìm huyền hải lối vào, nhiều lần tra hỏi hải đế, nhưng hải đế thật không biết, hắn sợ Ma Tổ Vô Thiên hàng giận, hoàn toàn phong tỏa đáy biển thế giới, nhưng Ma Tổ Vô Thiên thần thông quảng đại, lợi dụng hồng hoang cửu môn bên trong phá hư cửa, cách không đem hải đế đầu tháo xuống, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Ngay lúc nói chuyện, Long Nữ Thiên Quân mang Diệp Thần đám người đi tới một cái ao nước trước mặt, nàng đầu ngón tay nặn quyết, nước kia ao sương mù bốc hơi lên, huyễn hóa ra một bức tranh. Hình ảnh bên trong, có thể thấy rõ một cái đầu mang bảo xanh vương miệt, tay cầm quyền trượng đế hoàng nhân vật, đang ngồi ngay ngắn ở cung điện ngai vàng mặt, một cô gái bầu bạn ở hắn bên người. Cái này đế hoàng vậy nhân vật, dĩ nhiên chính là đời trước hải đế Trương Thái Hư. Cô gái kia chính là Long Nữ Thiên Quân. Hải đế Trương Thái Hư trên khuôn mặt, tràn đầy tất cả ý nghĩ tan vỡ tử khí, tựa hồ đã dự liệu được mình phải bỏ mạng. Hắn nhìn về Long Nữ Thiên Quân nói, ta lập tức phải bị Ma Tổ Vô Thiên giết chết, sau này đáy biển thế giới, liền do ngươi thống quản, ngươi nói ngươi là Luân Hồi Chi Chủ bằng hữu, nếu như tương lai có cơ hội, nhớ mời Luân Hồi Chi Chủ, đem ta sống lại. Hắn vừa mới dứt lời, trước mắt hư không một hồi vặn vẹo, nổi lên một cánh cửa hộ. Cánh cửa này hộ, tràn đầy mãnh liệt không gian quy luật năng lượng, tựa như có thể qua lại hàng tỷ thời không, coi thường hết thảy quy tắc ràng buộc. Đây là, hồng hoang cửu môn bên trong phá hư cửa. Diệp Thần con ngươi hơi co rúm một cái, vậy bắt được thiên cơ. Phá hư cửa, chính là 33 thiên thái thượng thần khí, hồng hoang cửu môn một trong, hơn nữa còn là hồng hoang cửu môn bên trong, xếp hạng thứ nhất tồn tại. Trong truyền thuyết phá hư cửa, vô cùng huyền diệu, có thể coi thường không gian hạn chế, cách không giết người. Nhưng gặp vậy phá hư cửa, môn hộ mở ra, một cái kinh khủng bàn tay, mang cuồn cuộn ma khí, từ môn hộ bên trong dò ra. Đó là Ma Tổ Vô Thiên bàn tay. Hải đế Trương Thái Hư, mặc dù phong tỏa đáy biển thế giới, nhưng Ma Tổ Vô Thiên thần thông quảng đại, lại lợi dụng phá hư cửa, rất miễn cưỡng phá hư không gian phong tỏa, cách không vẫy tay nghiền giết tới. Trương Thái Hư, ngươi không chịu nói ra huyền hải bí ẩn, vậy ta liền bắt ngươi đầu lâu làm ly rượu, là ngươi tự diệt vong, vậy cũng không thể trách ta. Ma Tổ Vô Thiên thanh âm, cũng ở đây trong cung điện vang lên, sau đó hắn bàn tay một chảo, đem Trương Thái Hư đầu hái xuống, hoàn toàn giết chết. Trương Thái Hư thi thể không đầu, máu tươi văng tung tóe, trạng thái chết cực kỳ thảm thiết, ngã xuống Long Nữ Thiên Quân trước mặt. Hắn ở Ma Tổ Vô Thiên trước mặt, liền một chút xíu năng lực phản kháng cũng không có. Hình ảnh tới nơi này, liền hoàn toàn tiêu tán đi.
Diệp Thần thấy hình ảnh này, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh xiêu xiêu, cả người rợn cả tóc gáy, cổ đều ở đây lạnh cả người. Lòng hắn bên trong sản sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ đầu mình, cũng phải bị ma tổ vô thiên lấy đi. Cái này phá hư cửa cường hãn, lại có thể coi thường không gian phép tắc hạn chế, trực tiếp xuyên phá hư không, từ hàng tỷ bên trong xa xôi bên ngoài địa phương, đưa tay đem người giết chết, lấy đầu người, liền như lấy đồ trong túi vậy. Thằng nhóc, người sợ cái gì, người hư bia cùng hư linh thần mạch, so với cái này phá hư cửa cường hãn trăm lần. Hoàng lão cảm thấy được Diệp Thần kiêng kỵ tâm tình, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nghe được Hoàng lão mà nói, Diệp Thần trong lòng nhất thời tỉnh táo lại. Hoàng lão nói không sai, luân hồi huyết mạch bao trùm chư thiên, mỗi một đạo thần mạch đều có tuyệt diệu huyền ảo chỗ, ví dụ như Diệp Thần mới thức tỉnh hư linh thần mạch, đối không gian phép tắc trưởng khống lực, so với phá hư cửa còn lợi hại hơn rất nhiều. Chỉ là bởi vì Diệp Thần tu vi có hạn, vẫn không có thể hoàn toàn phát huy mà thôi, nếu không, hắn cũng có thể làm được dễ dàng phá giết hư không, nghiền nát hết thảy thực tế thời không, cách nhau hàng tỷ bên trong xa xôi, thổi một hơi liền có thể đem người giết chết. Đây là huyền diệu khó giải thích cảnh giới, Diệp Thần hiện tại dĩ nhiên không làm được, hắn phỏng đoán phải chờ tới tấn vị thiên quân, mới có thể nắm trong tay như vậy huyền diệu thần thông. À, Hải Đế chết được thật đúng là quá thảm. Long nữ thiên quân một tiếng thở dài, nàng là chính mắt thấy Trương Thái Hư tử vong, đầu trực tiếp bị lấy đi, hình ảnh cực kỳ máu tanh, nàng bây giờ nghĩ lại, như cũng mang một chút sợ hãi cùng run rẩy. Dừng một chút, nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, khẽ mỉm cười, nói, luân hồi chi chủ, ta có thể thừa kế Hải Đế đạo thống, đây có thể phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta. Diệp Thần sửng sốt một chút, sau đó liền biết. Hải Đế Trương Thái Hư tự biết hẳn phải chết, không cam lòng chết, từ đầu đến cuối ôm chức phục hy vọng sống. Mà Long Nữ Thiên Quân, vừa lúc là Diệp Thần bằng hữu, hắn đem đạo thống truyền xuống, chính là mong đợi Long Nữ Thiên Quân có thể mở miệng, mời được Diệp Thần, đem hắn sống lại. Ngao cô nương, ta biết ý ngươi, nhưng chờ ta chấp trưởng luân hồi đỉnh cấp, cân nhắc quyết định sống chết, không biết muốn đợi tới khi nào. Diệp Thần không biết làm sao lắc đầu một cái, mặc dù hắn cũng muốn sống lại Trương Thái Hư, nhưng dưới mắt hiển nhiên không làm được. Sống chết phép tắc trung cực bí ẩn, nơi nào có như thế dễ dàng động phá. Cho dù là Hồng Quân lão tổ, năm đó vậy không làm được chấp trưởng sống chết, sống lại chết đi thê tử, chỉ có thể trốn vào không không lúc nào không, tìm kiếm sinh tử trung cực. Long nữ thiên quân cười nói, mặc dù hy vọng mong manh, nhưng vẫn tốt hơn cái gì cũng không có. Đúng rồi, người sau này không cần kêu ta Ngao cô nương, ta Long nữ thiên quân pháp danh, đã tặng đưa cho Thái Thượng Thiên Nữ, nàng nói cái này pháp danh, nàng phải ban cho nàng một tên thủ hạ, ta thừa kế Hải Đế Trương Thái Hư đạo thống, sau này đổi họ Trương, ngươi có thể kêu ta Trương Đinh Linh. Diệp Thần nghe được Thái Thượng Thiên Nữ tên chữ, nhất thời trong lòng giật mình, nói, ngươi gặp qua Thái Thượng Thiên Nữ. Long nữ thiên quân cười nói, đúng vậy, ngươi xem đây là cái gì. Chỉ bên cạnh ao nước. Nước này ao tiên khí hòa hợp, mây mù bốc hơi lên lúc đó, mơ hồ có ngàn vạn long ảnh hiển hóa, vô cùng nguy nga. Bốn đại tiên ao, thiên long ao. Diệp Thần ngưng thần nhìn nước này ao, nhất thời con người co rúc một cái, nhận ra, lại là 33 thiên thái thượng thần khí, bốn đại tiên trong ao thiên long hồ tiên. Ban đầu ở địa tâm vực, địa uyên long tộc bí cảnh thám hiểm thời điểm, Diệp Thần và huyết long, đã lấy được thiên long hồ tiên. Hơn nữa đem Long Uyên Thiên Kiếm rèn luyện, để cho huyết long cùng Long Uyên Thiên Kiếm hòa làm một thể. Nhưng lúc đó, Diệp Thần luyện hóa, chỉ là Thiên Long Hồ Tiên nhánh sông, chân chính Thiên Long Hồ Tiên ngọn nguồn, ở Thái Thượng Thế Giới. Hiện tại Long Nữ Thiên Quân bên cạnh ao nước, Long khí linh lực cực kỳ cường hãn, vô cùng nồng nặc, hiển nhiên không phải cái gì chi nhánh, mà là chân chánh chủ yếu, nàng đem Thiên Long Hồ Tiên, từ Thái Thượng Thế Giới mang về. Long nữ thiên quân cười nói, ta ngồi bay tháng đỏ ngang, may mắn vượt qua bể khổ, từng đi qua Thái Thượng Thế Giới, hơn nữa gặp Thái Thượng Thiên Nữ. Diệp Thần nói, ngươi là vượt biên đi. Hắn cẩn thận cảm ứng Long nữ thiên quân hơi thở, đại khái là bách gia cảnh bốn tầng thiên, thực lực này, tuyệt không khả năng phi thăng Thái Thượng. Hiển nhiên, Long nữ thiên quân là ngồi bay tháng đỏ ngang, vượt biên đi. Bay tháng đỏ ngang, chính là lợi dụng vọng thư thiên châu linh khí. Tạo ra chiến thuyền, nếu như may mắn, thậm chí có thể ngồi bay tháng đỏ ngang, vượt qua bể khổ, đến bờ bên kia thế giới cực lạc.
Long nữ thiên quân nói, đúng vậy, nếu như không ăn trộm độ, ta cũng không khả năng đi thái thượng thế giới, ta gặp phải thái thượng thiên nữ sau đó, lấy được cực lớn ân gặp, nàng biết ta là Uyên Long tộc đời cuối cùng thánh nữ, thay ta tìm được tộc ta thánh vật Thiên Long Hồ Tiên, hơn nữa đưa cho ta, nàng thật đúng là một người tốt. Diệp thần nói, thiên nữ dĩ nhiên là hào phóng, đối đãi người ân gặp vô cùng long, nhưng là không phải người tốt, nhưng rất khó nói. Long nữ thiên quân nói, cái này thế gian, tốt xấu xa nơi nào có như thế dễ dàng phân rõ. Nàng đem Thiên Long Hồ Tiên đưa cho ta, ta thân không vật dư thừa, liền đem mình pháp danh tặng cho nàng, coi là đáp lễ. Diệp thần nói, pháp danh của ngươi. Long nữ thiên quân nói, ta Uyên Long tộc thánh nữ pháp danh, Long nữ thiên quân, sau lưng có đại khí vận tích chứa, dĩ nhiên là có thể cầm được xuất thủ lễ vật, thiên nữ nhận ta pháp danh. Ban cho nàng một cái kêu là Diệp Lạc Nhi dưới quyền, sau này Long nữ thiên quân không phải ta, mà là vậy Diệp Lạc Nhi. Diệp thần nội tâm đại chấn, bên cạnh Kỳ Tư Thanh, nghe Diệp Lạc Nhi tên chữ, cũng là một hồi chấn động. Lúc đầu lại là Lạc Nhi, sau này Long nữ thiên quân, chính là nàng sao? Diệp thần nhớ lại Diệp Lạc Nhi một màn, ánh mắt một hồi mê ly, trong miệng lẩm bẩm. Diệp Lạc Nhi tấn vị thiên quân, vốn nên là đáng ăn mừng sự việc. Nhưng Diệp thần nghĩ đến sau lưng nàng rất nhiều nhân quả đánh giết, ánh mắt nhưng là vô cùng ngưng trọng. Luân hồi chi chủ, ta sau này không còn là Long nữ thiên quân, mà là Hải đế Trương Thái Hư đạo chính thống người thừa kế, hắc ám cấm hải đáy biển thế giới nắm giữ, nữ đế Trương Đinh Linh là ta tên mới, hy vọng ngươi không nên quên. Long nữ thiên quân, không, chính xác mà nói, hẳn là kêu Trương Đinh Linh, nàng mỉm cười nhìn Diệp thần. Trương Đinh Linh, được. Ta biết. Diệp thần gật đầu một cái, nhớ Long nữ thiên quân tên mới. Trương Đinh Linh nói, hôm nay đáy biển thế giới, nguy cục trùng trùng, cựu Nhật Minh bóng mở vẫy không đi, luân hồi chi chủ, ngươi là tới giúp ta phá cuộc sao? Ta có thể không có thứ gì hảo báo đáp ngươi. Diệp thần khẽ cau mày, tự nhiên vậy rõ ràng đáy biển thế giới hôm nay nguy hiểm. Ma tổ vô thiên trong lòng nghiệt chướng quá nặng, vẫn luôn muốn đi huyền hải. Hắn khó mà công phá Bắc Mãng tổ địa địa mạch, liền đem tập trung tinh lực ở đáy biển thế giới, hy vọng có thể từ nơi này, tìm được đi huyền hải đầu mối. Coi như hải đế Trương Thái Hư đã chết, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha cái đầu mối này. Diệp thần nói, nếu như ngươi gặp nguy hiểm, ta tự nhiên sẽ hỗ trợ, nhưng ta lần này tới, chủ yếu là vì một kiện chuyện khác. Trương Đinh Linh nói, chuyện gì? Diệp thần nói, kéo dài tánh mạng linh căn. Ta tìm một loại kêu kéo dài tánh mạng linh căn bảo vật, nghe nói người bên này có. Trương Đinh Linh hơi kinh hãi, nói kéo dài tánh mạng linh căn sao? Cái loại này thiên tài địa bảo, cực kỳ hiếm thấy chân quý, đáy biển thế giới mặc dù có, nhưng không thuộc về ta, mà là do hắc ám cổ long trông coi. Diệp thần nói, hắc ám cổ long. Hắn cũng nghe hoàng lão nghe qua, kéo dài tánh mạng linh căn tựa hồ chính là do hắc ám cổ long trấn thủ. Trương Đinh Linh nói, không sai, hắc ám cổ long, chính là hắc long cửa khí linh, nó trước mắt ẩn cư ở trên trời Long Hồ Tiên phía dưới, ta cũng không cách nào mệnh lệnh nó, người muốn bắt được kéo dài tánh mạng linh căn nói, trừ phi là đạt được nó cho phép. Diệp thần trong lòng động một cái, nhìn trời Long Hồ Tiên, nói ta bây giờ muốn gặp vậy hắc ám cổ long. Một bên Cố Đồ Tô, tiến lên trước một bước nói, sư phụ, ta cũng đi. Hắn nghe được có kéo dài tánh mạng linh căn tin tức, vô cùng tự nhiên kích động, nếu quả thật có thể tìm được kéo dài tánh mạng linh căn nói, hắn liền không cần chết. Trương Đinh Linh nói, hiện tại sợ rằng không được. Diệp thần nói, tại sao? Trương Đinh Linh nói, ta suy tính thiên cơ, cảm giác được mấy ngày nay bên trong, cựu Nhật Minh sẽ có cường giả hạ xuống, chúng ta phải làm được ngăn địch chuẩn bị, Thiên Long Hồ Tiên đến lúc đó phải dùng, hiện tại không thể qua loa mở cửa. Cựu Nhật Minh sẽ có cường giả hạ xuống. Diệp thần sắc mặt hơi đổi một chút, hắn hiện tại cùng ma tổ vô thiên quyết liệt, nếu như đụng phải cựu Nhật Minh cường giả, không tránh được một tràng sát phạt. Trương Đinh Linh nói, đúng vậy, luân hồi chi chủ, người muốn lưu lại, cùng ta cùng ngăn địch sao? Diệp thần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu nói, đây là tự nhiên, chúng ta là bạn. Hắn đã cùng ma tổ vô thiên quyết liệt, nếu như có thể mượn đáy biển thế giới thế lực. Đem cựu Nhật Minh cường giả giết chết, tự nhiên có thể áp chế ma tổ vô thiên kiêu căng, cơ hội không cho phép bỏ qua. Trương Đinh Linh đại hỉ, đi tới kéo Diệp thần tay, nói, rất tốt, luân hồi chi chủ, có ngươi ở đây,
ta sẽ không sợ. Thỏa thuận xong, Diệp Thần, Kỷ Thư Thanh, Cố Đồ Tô ba người, liền ở cung điện dưới đáy biển ở. Không biết sắp muốn phủ xuống cựu Nhật Minh cường giả, sẽ là ai? Diệp Thần trong lòng tính toán, nếu như là vậy cựu Nhật Minh hộ pháp, xem Ngọc Thiềm tiên tử cái loại này, hắn đủ để ung dung nghiền ép, nhưng nếu như là giả thiên ma đế hạ xuống, vậy thì phiền toái. Diệp Thần cũng không muốn cùng giả thiên ma đế binh khí gặp nhau, lòng hắn bên trong chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Như vậy qua được ba ngày, chợt nghe bên ngoài truyền tới một hồi kịch liệt đụng tiếng cửa. Có người ở đánh hắc long cửa. Đáy biển thế giới bên trong cung điện, khắp nơi vang lên từng trận phòng bị tiếng kèn lệnh, rất nhiều cường giả điều động, vây quanh nữ đế Trương Đinh Linh, chuẩn bị nghênh chiến. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Cố Đồ Tô ba người vậy đi ra, nhìn nhau, sắc mặt đều là hơi ngưng trọng. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, bên ngoài người đến quả thực không thiếu, chỉ là không biết là ai tới. Tội nữ Trương Đinh Linh, ta là cựu Nhật Minh hộ pháp Bát Kỳ Chí Tôn, mau mở cửa đầu hàng, dâng lên huyền hải bản đồ, có thể tha ngươi không chết. Hắc Long cửa bên ngoài, truyền tới một đạo lãnh khốc tiếng hò hét. Trương Đinh Linh thiếu mặt trầm xuống, trong tay hồ tiên linh thủy biến ảo, triển lộ ra một bức tranh. Trong hình, hiện lên ngoài cửa thế giới cảnh tượng. Chừng hơn 10.000 cái cựu Nhật Minh cường giả, vây trận ở ngoài cửa. Một người cầm đầu, chính là một cái người đàn ông trung niên, gương mặt hung ác, thân mặc trường bào màu đen, áo choàng trên in một đạo rắn khổng lồ đồ đằng, vậy rắn khổng lồ tám bài tám đuôi, sinh trưởng được vô cùng là dữ tợn. Người này, chính là cựu Nhật Minh 10 lục hộ pháp, Bát Kỳ Đại Xà Tôn giả. Cũng bị mọi người gọi là Bát Kỳ Thiên Xà. Bát Kỳ Đại Xà Tu Vi, ở bách gia cảnh 4-5 tầng thiên cỡ đó, đối Diệp Thần mà nói, không hề coi là mạnh, nhưng đối phương mang theo vạn người đại quân, kết thành trận thế, khí cơ nối thành một phiến, ngược lại cũng không thể khinh thường. Bát Kỳ Thiên Xà, nguyên lai là hắn. Diệp Thần thấy cựu Nhật Minh phủ xuống cường giả, cũng không phải là giả thiên ma đế, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất, chính là muốn cùng giả thiên ma đế đoàn binh gặp nhau. Trước mắt, hắn đã cùng ma tổ vô thiên quyết liệt, nhưng giả thiên ma đế, vẫn là ở vô thiên dưới quyền, một khi vô thiên phát điên lên tới, ép ma đế đối phó hắn, vậy thì phiền toái. Luân hồi chi chủ, bỏ mặc người này là Bát Kỳ Đại Xà vẫn là Bát Kỳ Thiên Xà, liền hỏi ngươi, người này ngươi có thể đối phó sao? Trương Đinh Linh ánh mắt nhìn về Diệp Thần, nói. Diệp Thần ánh mắt híp lại, bàn tư một hồi, nói, có thể, người muốn động sát thủ sao? Trương Đinh Linh nói, nếu như có thể chu diệt, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Diệp Thần gật đầu một cái, nếu như hắn nghiêm túc, coi như Bát Kỳ Đại Xà mang theo vạn người đại quân, vậy không phải là địch thủ của hắn. Luân hồi chi chủ, nếu như ngươi có thể chu diệt Bát Kỳ Đại Xà, lão phu kia liền đem kéo dài tánh mạng linh căn cho ngươi. Vừa lúc đó, một hồi bể dâu cổ xưa thanh âm, từ trong hư không vang lên. Diệp Thần sững sờ một chút, nhìn về phía chung quanh hư không. Trương Đinh Linh nói, là hắc ám cổ long thanh âm. Lúc đầu thanh âm này, là hắc ám cổ long phát ra. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nói, hy vọng tiền bối nói chuyện giữ lời. Hắc ám cổ long nói, ta tự nhiên sẽ không lừa gạt ngươi. Diệp Thần vui mừng, hướng Trương Đinh Linh nói, ngao cô nương, không, Trương cô nương, mời ngươi mở cửa. Trương Đinh Linh gật đầu một cái, lập tức mở ra hắc long cửa. Ở Trương Đinh Linh sau lưng, rất nhiều đáy biển thế giới cường giả, đều là vô cùng khẩn trương. Cửa mở ra sau đó, ngoài cửa hơn 10.000 cái cựu Nhật Minh cường giả, đông nghịt một phiến, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Diệp Thí Thiên, là ngươi. Bát Kỳ Đại Xà đang đánh cửa, không nghĩ tới môn hộ đột nhiên mở ra, càng ngoài dự liệu của hắn, đứng ở trước mặt hắn người, lại là Diệp Thần. Bát Kỳ Tôn giả, vẫn khỏe chứ? Diệp Thần ánh mắt lãnh khốc, ngắm nhìn Bát Kỳ Đại Xà, ban đầu hắn từ nhân gian cấm thành thời điểm chạy trốn, thiếu chút nữa bị Bát Kỳ Đại Xà ngăn lại, thật may vận dụng Tuyết Táng Tinh Trần, mới may mắn chạy khỏi. Lúc đó Diệp Thần, ở Bát Kỳ Đại Xà dưới quyền, có thể nói vô cùng chật vật. Nhưng hiện tại, Diệp Thần hơi thở đã khôi phục, lại đi xem Bát Kỳ Đại Xà, liền như nhìn một con kiến hôi. Diệp Thí Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? À, còn có ngươi, Cố Đồ Tô, ngươi làm sao cũng ở đây? Bát Kỳ Đại Xà thấy Diệp Thần sau lưng, còn đứng Cố Đồ Tô, trong lòng lại là kinh ngạc.
Phải biết, Cố Đồ Tô nhưng mà nhân gian hồn đạo mảnh vụn đồ đựng, hắn vậy xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ Diệp Thần có biện pháp gì, có thể lấy ra nhân gian hồn đạo mảnh vỡ? Sư phụ, người này hơi thở khá là cường hãn, người thật có thể tru diệt hắn sao? Cố Đồ Tô cảm thấy bát kỳ đại xà hơi thở, đạt tới bách gia cảnh 5 tầng thiên cỡ đó, đối hắn mà nói, đơn giản là không thể chiến thắng tồn tại, không khỏi âm thầm lo âu Diệp Thần. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, một con kiến hôi thôi, không đủ gây sợ hãi. Bát kỳ đại xà nghe được Diệp Thần mà nói, nhưng giác vô cùng là chói tai, cười lạnh nói, con kiến hôi. Diệp Thí Thiên, ngươi không khỏi quá cuồng vọng điểm, nếu như ta một thân một mình, có lẽ còn sẽ kiêng kỵ ngươi, nhưng ta dưới quyền, chừng vạn người, ngươi cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Hắn dựa vào người nhiều, không hề đem Diệp Thần đặt ở bên trong mắt. Nói nhảm thật nhiều, cho ta chết. Diệp Thần ánh mắt bỗng nhiên run lên, chanh một tiếng, Long Uyên Thiên Kiếm rút ra, một kiếm hướng bát kỳ đại xà chém tới. Luân hồi chi chủ, ta tới giúp ngươi. Trương Đinh Linh đầu ngón tay huy động, lòng bàn tay hiện ra một cái nước chảy vòng xoáy, dòng nước kia trong nước xoáy, trào đãng suốt ngàn xích long khí, vạn trượng hà thải, hội tụ đến Diệp Thần Thiên Kiếm bên trên. Nước này lưu nước xoáy, chính là Thiên Long Hồ Tiên khí tượng diễn hóa. Thiên Long Hồ Tiên linh khí, điên cuồng dưới vào Diệp Thần Long Uyên Thiên Kiếm bên trong. Hống! Đạt được Thiên Long Hồ Tiên bồi bổ, huyết long thân thể, từ trên thân kiếm nổi lên, ngửa mặt lên trời gầm thét chấn động, khí thế huy hoàng tới cực điểm. Thái Dương Tiên Hoàng chém! Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, thân kiếm nổ lên Thái Dương vậy sáng chói tinh mang, chém thẳng bát kỳ đại xà thân thể. Long Uyên Thiên Kiếm mũi nhọn, hòa lẫn Thái Dương Tiên Hoàng chém bá đạo, một kiếm này cực kỳ hung mãnh. Bát kỳ đại xà con người co rúc lại, nếu như là đơn đả độc đấu mà nói, hắn tuyệt không khả năng ngăn trở một kiếm này. Kết trận, vạn xà phệ thiên trận, mở. Thật may, hắn hiện ở sau lưng chừng vạn người. Theo bát kỳ đại xà một tiếng gào thét, vạn người đại quân khí cơ tương liên, ngay tức thì kết thành một cái đại trận. Vù vù. Đại trận kết thành, một cái đen nhánh trận pháp kết giới, ở trên vùng đất hiện lên. TTT, TTT, TTT. Đếm không hết rắn độc, phơi bầy năm màu rực rỡ màu sắc, từ trận pháp bên trong toát ra, TT lẻ lưỡi, lại phun ra từng cổ khí độc, tình cảnh cực kỳ khủng bố. Đây là bát kỳ thế gia đại trận, tên là vạn xà phệ thiên trận, vừa bắt đầu đi ra, có vạn xà phệ thiên lớn khí thế kinh khủng. Trương Đinh Linh, Kỷ Tư Thanh, Cố Đồ Tô các người, thấy vô số rắn độc nổ lên, vội vàng vận chuyển thần thông pháp bảo chống đỡ. Diệp Thần đang muốn một kiếm chém về phía bát kỳ đại xà, nhưng hắn thân kiếm, vậy gặp phải vô số khí độc quấn quanh, thậm chí trong hư không đột ngột toát ra vô số rắn độc, cuốn lấy kiếm hắn, tình cảnh dị thường quỷ dị. Người điểm này trận pháp thành tựu, cũng xứng ở ta trước mặt phô trương. Diệp Thần thấy một màn này, nhưng là thong thả, cười lạnh một tiếng. Trận tự quyết, Thiên Kiếm Đằng Long trận, mở. Diệp Thần ngửa mặt lên trời quát to một tiếng. Trực tiếp bùng nổ trận tự quyết. Long Uyên Thiên Kiếm ở trận tự quyết ra chỉ xuống, bắn ra, sau đó là kiếm thành trận, hóa thành nguy nga lộng lẫy mênh mông trận pháp. Trận pháp này, lấy Long Uyên Thiên Kiếm là hạch tâm, chung quanh linh khí mãnh liệt, hóa thành từng cái đằng long, phóng lên cao, thần quang như sao thủy thác nước vậy sáng chói, vô cùng nguy nga. Ngàn vạn long ảnh bay lên không, chung quanh hết thảy rắn độc khí độc dị tượng. Toàn bộ bị cuồn cuộn oai rồng làm tan rã, nghiền nát. Cái gì, trận tự quyết, ngươi từ nơi nào học được vũ hoàng thế gia thần thông? Bát kỳ đại xà thấy một màn này, nhất thời hoảng hốt. Nhưng gặp ở Diệp Thần trận tự quyết dưới sự xung kích, hắn vạn xà phế thiên trận, tại chỗ bị phá hết, rất nhiều cựu Nhật Minh cường giả, bị cắn trả, tại chỗ hộc máu trọng thương. Bát kỳ đại xà vậy cảm thấy ngực tới giữa, khí huyết sôi trào, mười phần không dễ chịu. Hừ, người quản ta từ nơi nào học được, tóm lại muốn giết ngươi dư sức có thừa. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trận tự quyết trình độ cao nhất bùng nổ, Long Uyên Thiên Kiếm nhô lên, mang ngàn vạn huy hoàng long ảnh kiếm khí, như hãn biển vậy cuồn cuộn không ngừng, hướng bát kỳ đại xà bổ tới. Bát kỳ đại xà ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy Diệp Thần kiếm khí thịnh, quả là tới không thể tưởng tượng nổi bước. Ngươi thật sự là hoàn chân cảnh 9 tầng thiên sao. Hắn không dám tin tưởng, bề ngoài nhìn như, Diệp Thần tu vi, chỉ có hoàn chân cảnh 9 tầng thiên mà thôi,
nhưng hiện tại bộc phát ra chiến lực, liền hắn cái này bách gia cảnh 4-5 tầng thiên cường giả, đều cảm thấy vô cùng khủng hoảng cùng sợ hãi. Rút lui. Bát kỳ đại xà quyết định thật nhanh, cũng không để ý người thủ hạ sống chết, lập tức xoay người phi độn đi. Hắn rất rõ ràng, nếu như lưu lại nữa mà nói, tuyệt đối phải bị Diệp Thần giết chết. Muốn chạy, thiên yêu thần tác, cho ta trói buộc. Diệp Thần ánh mắt sát khí bại lộ, trực tiếp sử dụng thiên yêu thần tác, đem bát kỳ đại xà trói buộc ở. Không tốt. Bát kỳ đại xà cả người bị trói cột, chỉ cảm thấy khó mà nhúc nhích. Đây là pháp bảo gì? Hắn nhìn trên mình dây thừng, nội tâm hoảng hốt không dứt, hốt hoảng dưới, vội vàng mở chân thân. Hống. Bát kỳ đại xà chân thân, 8x8 đuôi rắn khổng lồ bóng người, nhất thời nổi lên, ngửa mặt lên trời gầm thét, cuốn lên gió tanh mưa máu, dị thường dữ tợn. Hắn rắn khổng lồ chân thân, không biết có nhiều ít trượng dài, eo như trùng điệp, răng như kiếm kích, thoáng ngăn lại đuôi, liền nghiền bạo trăm ngàn nặng không gian, 10 phần cường hãn. Nhưng mà, theo bát kỳ đại xà chân thân hiện lên, Diệp Thần thiên yêu thần tác, vậy là theo chân trở nên lớn, như cũ vững vàng đem hắn trói buộc ở. Làm sao có thể? Bát kỳ đại xà phát ra hoảng sợ tiếng hô, không nghĩ tới mình khai mở chân thân, lại vẫn là không cách nào chạy khỏi Diệp Thần khốn khóa. Hư linh thần mạch, không gian nhận, giết. Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp mở hư linh thần mạch, biến dạng hư không, một cái thoáng hiện, bay giết tới bát kỳ đại xà trước mặt, bàn tay như đao vậy chém xuống đi. Hư linh thần mạch mở dưới, Diệp Thần đối chung quanh không gian phép tắc nắm trong tay, đạt đến mức tận cùng đỉnh chút nào trạng thái, không gian năng lượng xé sụp đổ, chuyển hóa thành đao kiếm loạn nhận vậy sát phạt. Hắn một trường này, xen lẫn ác liệt không gian sát phạt lực, mũi nhọn giống như thiên kiếm vậy, cường hãn dị thường. Phốc xích, một trường rơi xuống, ác liệt không gian sát phạt bùng nổ, bát kỳ đại xà thân thể khổng lồ, tại chỗ bị Diệp Thần chặt đứt, máu tươi cuồng bắn ra. Diệp Thí Thiên, ngươi! Bát kỳ đại xà ngũ quan vặn vẹo, không nghĩ tới Diệp Thần thật phải đem hắn giết chết. Ngươi cho ta chờ, lão tổ nhất định sẽ thay ta trả thù. Bát kỳ đại xà rên lên một tiếng, tại không gian sát phạt nghiền ép hạ, thân xác sức sống cùng thần hồn, ngay tức thì tử vong. Mà thấy Diệp Thần ở trong nháy mắt, phá hỏng vạn xà phệ thiên trận, mới giết bát kỳ đại xà, toàn trường tất cả mọi người đều là kinh hãi. Những cái kia cựu Nhật Minh các cường giả, rối rít bỏ lại vũ khí, quỳ xuống đầu hàng. Ở Diệp Thần uy thế bao phủ hạ, bọn họ hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Luân hồi chi chủ, người vậy thật lợi hại đi. Trương Đinh Linh mặt đầy kích động cùng vui mừng, tuyệt đối không nghĩ tới cựu Nhật Minh thế công, như thế dễ dàng liền bị Diệp Thần giải quyết. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói cái này không có gì, điểm này tu vi cùng ma tổ vô thiên so sánh, đó là kém được xa. Hắn rất rõ ràng, bát kỳ đại xà chỉ là một thông thường hộ pháp mà thôi, cựu Nhật Minh bên trong chân chính chí tôn, là ma tổ vô thiên. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, muốn chu diệt giống vậy hộ pháp, tự nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng muốn đối kháng ma tổ vô thiên, nhưng là khó hơn lên trời. Kết thúc chiến đấu, cựu Nhật Minh những người còn lại đám người cửa, bị Trương Đinh Linh tù binh, tạm thời tống giam vào hầm giam. Những chuyện này, Diệp Thần dĩ nhiên là sẽ không nhúng tay, hắn chỉ muốn mau sớm bắt được kéo dài tánh mạng Linh Căn mà thôi. Trương cô nương, vậy kéo dài tánh mạng Linh Căn. Diệp Thần nhắc nhở. Trương Đinh Linh cười nói, ta tự nhiên biết, Hắc Ám Cổ Long tiền bối nói cấp cho ngươi, hẳn không có vấn đề, ngươi đi gặp hắn đi. Trận chiến này, Diệp Thần cơ hồ là lấy thế dễ như bớn, nghiền nát cựu Nhật Minh tấn công, còn đặc biệt ung dung giết chết bát kỳ đại xà, nàng thậm chí không cần điều động Thiên Long Hồ Tiên. Hắc Ám Cổ Long nói qua, nếu như Diệp Thần có thể giết chết bát kỳ đại xà mà nói, liền sẽ đem kéo dài tánh mạng Linh Căn đưa cho hắn. Lập tức, Trương Đinh Linh mở cửa Thiên Long Hồ Tiên cấm chế, để cho Diệp Thần đi vào. Kéo dài tánh mạng Linh Căn, rốt cuộc có thể lấy tới tay. Diệp Thần trong lòng tính toán, nội tâm một hồi sợ hãi, tiến vào Thiên Long Hồ Tiên bên trong, trực tiếp lẻn vào đáy ao thế giới. Hắc Ám Cổ Long ẩn cư ở đáy ao, nó ở đáy ao hạ, tự đi mở ra một khối hư không thế giới, vậy phương thế giới, địa mạch thuận tiện lấy Thiên Long Hồ Tiên làm căn cơ, linh khí rất là đậm đà, đặc biệt thích hợp ẩn cư. Diệp Thần đi tới đáy ao, tựa như bị cảm cho đòi vậy, trực tiếp qua lại đi tới Hắc Ám Cổ Long thế giới. Mảnh thế giới này,
là một phiến hoang vu phế tích vậy, thiên địa hoàng vân mạc mạc, sóc gió gào thét, từng viên một cát bụi hỗn hợp ở lớn gió bên trong, đối diện đánh tới, làm người ta gò má làm đau. Diệp Thần đi ở mảnh thế giới này, nhưng gặp thế giới trung ương, đứng vững vàng chín cây dơ lên trời trụ. Hắc ám cổ long tiền bối. Diệp Thần kêu gọi một tiếng, không gặp có hồi âm, nhưng mơ hồ thấy vậy chín cây dơ lên trời trụ, tựa hồ quanh quẩn có hắc long bóng dáng. Lòng hắn bên trong động một cái, hướng trên thế giới ương dơ lên trời trụ đi tới. Đợi được đến gần, Diệp Thần lúc này mới phát hiện, vậy chín cây dơ lên trời trụ, nhưng thật ra là chín tòa thẳng tắp bất ngờ đỉnh núi, cao vút sáp thiên, dị thường hùng hồn gay gắt. Một cái tang thương hắc long, cả người miếng vảy đen nhánh, chỉ có long tu là trắng, trong mắt đục không chịu nổi, tràn ngập suy đổi khí, ở chín cây dơ lên trời trụ tới giữa, chậm rãi du động. Ngươi chính là luân hồi chi chủ sao? Quả nhiên oai hùng anh vĩ, phong thái không kém gì Hồng Quân lão tổ. Vậy hắc long ngưng mắt nhìn Diệp Thần, nhìn Diệp Thần anh vĩ cao ngất bề ngoài, tựa hồ vậy cảm thấy vô cùng hài lòng, trước mắt vẻ tán thưởng. Tiền bối gặp qua Hồng Quân lão tổ. Diệp Thần chắp tay, hướng vậy hắc long thi lễ, vừa tò mò hỏi. Vậy hắc long ha ha cười một tiếng, nói ta là Hồng Hoang cửu môn khí linh, người đoán một chút ta có hay không gặp qua Hồng Quân. Hồng Hoang cửu môn đều là xuất từ thời đại Hồng Hoang pháp bảo, mà Hồng Quân lão tổ chính là thời đại Hồng Hoang nhất truyền kỳ nhân vật. Nói cách khác, cái này hắc long cửa khí linh, hắc ám cổ long, nhất định là gặp qua Hồng Quân. Diệp Thần lúng túng cười một tiếng, vừa nghĩ đến một điểm này, nói tiền bối quá khen rồi, ta há có thể cùng Hồng Quân lão tổ so sánh. Hắc ám cổ long ngừ một tiếng, nói, ngươi hiện tại kém hơn Hồng Quân, nhưng tương lai thành tựu, chưa chắc có thể so với Hồng Quân kém đi nơi nào, ngươi tư chất thiên phú, huyết mạch năng lượng, đặc biệt là ở Hồng Quân bên trên. Diệp Thần không biết làm sao cười một tiếng, nói, hy vọng như vậy, tiền bối, trước không nói cái này, không biết vậy kéo dài tánh mạng linh căn ở nơi nào, ngươi nói qua cấp cho ta. Nghe được Diệp Thần mà nói, hắc ám cổ long trong mắt lướt qua một chút giảo quái thần sắc, nói kéo dài tánh mạng linh căn sao, ta tự nhiên có thể cho ngươi, ngươi cứ việc cầm đi đi, cái này chín cây dơ lên trời núi trụ, chính là kéo dài tánh mạng linh căn. Cái gì? Diệp Thần một hồi ngạc nhiên, hắn còn lấy là kéo dài tánh mạng linh căn, là tương tự dược liệu các loại đồ, nào nghĩ tới trước mắt chín tòa dốc đỉnh núi, lại chính là kéo dài tánh mạng linh căn. Tiền bối, cái này chín cây núi trụ, là kéo dài tánh mạng linh căn nói, không biết phải thế nào sử dụng. Diệp Thần vội vàng hỏi, chín ngọn núi giống như vậy, phải thế nào sử dụng, làm sao ăn tiếp, mới có thể giữ được cố đồ tô tánh mạng, hắn nhưng là không biết. Hắc ám cổ long lộ ra một cái lão gian cự hoạt vậy nụ cười, nói, luân hồi chi chủ, ta chỉ nói cấp cho ngươi kéo dài tánh mạng linh căn, còn như làm sao sử dụng, chính ngươi từ từ lục lọi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cái này hắc ám cổ long không hổ là thời đại Hồng Hoang nhân vật, tinh thông tính toán, xem ra muốn từ nó cầm trong tay đến kéo dài tánh mạng linh căn, tuyệt không phải chuyện dễ. Tiền bối còn có gì phân phó, chỉ cần ta có thể làm được, tất cả làm theo. Diệp Thần ôm quyền, vậy rõ ràng hắc ám cổ long ý, nhưng thật ra là muốn cho hắn cầm ra càng nhiều hơn tiền đặt cuộc trao đổi mà thôi. Thông minh, không hổ là luân hồi chi chủ, một chút liền thấu. Hắc ám cổ long ha ha cười một tiếng, có vẻ đắc ý, sau đó lại ảm đạm thở dài nói, không sợ nói thật nói cho ngươi, ta hiện tại đặc biệt yếu ớt, pháp bảo mài mòn quá nghiêm trọng, ta cần một kiện đặc thù bảo bối, khôi phục linh khí. Hắc long cửa chính là từ thời đại Hồng Hoang, truyền lưu đến bây giờ pháp bảo, niên đại chân thực quá rất xưa, liền người đều có thể muốn mài mòn, chớ nói chi là pháp bảo. Trước mắt Hồng Hoang cửu môn, mỗi một môn mài mòn cũng vô cùng nghiêm trọng, hắc long cửa cũng không ngoại lệ. Cho nên, hắc ám cổ long muốn ủy thác Diệp Thần, đi tìm đặc thù gì bảo bối, giúp hắn khôi phục linh khí. Diệp Thần trong lòng động một cái, hỏi, không biết tiền bối muốn cái gì bảo bối. Hắc ám cổ long nói, bầu trời long hồn hồn châu. Diệp Thần nghe được bầu trời long hồn bốn chữ, nhất thời kinh hãi, nói tiền bối, người muốn cướp lấy bầu trời long hồn sao? Bầu trời long hồn, nhưng mà Hồng Quân tọa hạ bốn thú vương, đệ nhất thiên lý, bầu trời long vương thần hồn, trước mắt đã đánh mất ở thất lạc thời không bên trong, muốn cướp lấy, khó hơn lên trời. Hắc ám cổ long lắc đầu một cái, nói, bầu trời long hồn,
không đại khí vận người không thể chấp trưởng, ta không phải cái thời đại này sinh linh, không tư cách cướp lấy long hồn, ta chỉ muốn một viên hồn châu. Diệp Thần nói, hồn châu là cái gì? Hắc ám cổ long nói, chính là lợi dụng bầu trời long hồn năng lượng, luyện chế được hạt châu, cái loại này hồn châu luyện chế, sẽ không đả thương đạt tới long hồn căn nguyên, cho nên ngươi đại khả yên tâm, ta chỉ muốn một viên hồn châu, tu bổ mài mòn, khôi phục linh khí, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng ta, ta liền đem kéo dài tánh mạng linh căn cho ngươi, cũng dạy ngươi như thế nào luyện hóa. Diệp Thần ngạc nhiên, nói tiền bối, bầu trời long hồn không có ở đây ta trong tay. Hắc ám cổ long gật đầu nói, ta biết, ta chỉ cần ngươi luân hồi hứa một lời, bầu trời long hồn rơi vào thất lạc thời không, người ngoài rất khó tìm, nhưng người thân cái luân hồi đại khí vật, người có lòng tìm kiếm nói, nhất định có thể mịch được. Hắn tin tưởng Diệp Thần khí vật, hiện tại chỉ cần Diệp Thần một cái lời hứa. Diệp Thần trầm tư một hồi, suy nghĩ rất nhiều hạ cái này lời hứa, mình vậy không có tổn thất gì, liền nói, được, tiền bối, ta đáp ứng ngươi. Hắc ám cổ long nghe được Diệp Thần hứa hẹn, nhất thời đại hỉ, nói, rất tốt, luân hồi chi chủ, quả nhiên là chất phác thẳng thắn, cái này kéo dài tánh mạng linh căn, ngươi cứ việc cầm đi. Dứt lời, hắc ám cổ long bay lên trời, long chảo vung lên, một cây dơ lên trời núi trụ nhô lên, ùng ùng vang dội, sau đó vách núi nổ tung bể tan tành, lộ ra một viên quả đấm lớn tinh thạch. Vậy tinh thạch do như ngọc thạch vậy, phơi bày bích oánh oánh màu sắc. Tràn ra từng tia dịu dàng linh khí. Viên này đá chi tâm, chính là kéo dài tánh mạng linh căn hạch tâm, người giao cho vậy cố đồ tu luyện hóa, liền có thể lấy ra người hắn gian hồn đạo mảnh vỡ, mà không tổn thương hắn tánh mạng. Hắc ám cổ long móng vuốt phung lên, đem vậy tinh thạch giao cho Diệp Thần. Hắn suy diễn nhân quả, đã biết được Diệp Thần ý đồ, chính là muốn dùng kéo dài tánh mạng linh căn, bảo vệ cố đồ tu tánh mạng. Mà viên tinh thạch này, chính là kéo dài tánh mạng linh căn hạch tâm. Diệp Thần trong lòng vui mừng, nhận lấy đá chi tâm, hướng hắc ám cổ long chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Hắc ám cổ long khẽ vuốt cằm, nói, còn có những thạch nhũ này, người vậy cứ việc cầm đi đi, có lẽ đối ngươi hữu dụng. Kéo dài tánh mạng linh căn vách núi bị rút lên sau đó, trên đất xuất hiện một cái hố sâu, trong hố lắp đầy từng luồng màu sữa linh dịch, những cái kia linh dịch, đều có mấy chục ngàn năm hỏa hầu thạch nhũ. Là từ đá chi tâm bên trong chảy ra linh vật. Diệp Thần trong lòng động một cái, chỉ cảm thấy những cái kia thạch nhũ, linh khí vô cùng đậm đà, trong đầu nghĩ, nếu như cầm đi cho Hạ Huyền Thịnh uống, có lẽ có thể trị liệu hắn thương thế. Hạ Huyền Thịnh bị ma tổ vô thiên đả thương, trước mắt vẫn còn đang hôn mê trạng thái, thương thế vô cùng nghiêm trọng, liền Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết, mà những thạch nhũ này, linh khí đậm đà như vậy, nói không chừng có thể phụ trợ chữa thương. Đa tạ. Diệp Thần lần nữa nói cảm ơn, đem những cái kia thạch nhũ, toàn bộ nhận được hoàng tuyển đồ bên trong đi. Hắc ám cổ long hí mắt cười một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, đừng quên ngươi cam kết. Diệp Thần nói, tiền bối mời yên tâm, ta sẽ nhớ. Trong đầu nghĩ, sau này có cơ hội, vẫn còn đi thất lạc thời không một chuyến, tìm bầu trời long hồn, không biết Ngọc Khanh Âm như thế nào, Ngọc Bội chậm chạp không có động tĩnh. Niệm tất. Diệp Thần tạm biệt hắc ám cổ long, rời đi mảnh thế giới này, lần nữa hồi đi ra bên ngoài. Kỷ Tư Thanh, Trương Đinh Linh, Cố Đồ Tô cũng đang đợi, thấy Diệp Thần đi ra, ba người vây lại, cùng kêu lên hỏi, thế nào? Diệp Thần khẽ mỉm cười, móc ra kéo dài tánh mạng linh căn hạch tâm, nói, hết thảy thuận lợi, kéo dài tánh mạng linh căn đã bắt vào tay. Cố Đồ Tô trợn to hai mắt, nhìn Diệp Thần trên bàn tay đá chi tâm, ngạc nhiên nói, sư phụ. Đây chính là kéo dài tánh mạng linh căn sao? Hiển nhiên, cái này kéo dài tánh mạng linh căn bên ngoài chẳng, cũng là ra hắn ý liệu. Trương Đinh Linh nói, luân hồi chi chủ, hắc ám cổ long có hay không làm khó ngươi? Diệp Thần nói, không có, hết thảy cũng rất thuận lợi, Trương cô nương, ta muốn cho ngươi mượn địa phương dùng mấy ngày. Kéo dài tánh mạng linh căn đã tới tay, tiếp theo, chính là từ cố đồ tô trong cơ thể, lấy ra nhân gian hồn đạo mảnh vỡ. Nhân gian hồn nói, thánh hồn mảnh vỡ, một khi lấy ra, thiên địa khí voi làm động tới cực lớn, Diệp Thần không muốn gợi ra ngoại giới chú ý, nếu như có thể ở lại đáy biển thế giới, mượn đáy biển thế giới cấm chế che chở, ngược lại là có thể tránh không thiếu phiền toái. Trương Đinh Linh gật gật đầu nói, có thể, mọi người đều là bạn bè, chút chuyện nhỏ này không thành vấn đề. Diệp Thần nói, đa tạ.
Thỏa thuận xong, Diệp Thần ở đáy biển trong thế giới, tìm một nơi tĩnh lặng cung điện, và Cố Đồ Tô cùng nhau đi vào, chuẩn bị lấy ra nhân gian hồn đạo thánh hồn mảnh vỡ. Kỷ Tư Thanh ở cung điện bên ngoài, nghiêm thần hộ pháp, để phòng bất trắc. Đồ Tô, vất vả ngươi. Diệp Thần đem kéo dài tánh mạng linh căn đá chi tâm, giao cho Cố Đồ Tô. Cố Đồ Tô chán hơi đổ mồ hôi, nhưng hắn nhìn Diệp Thần sắc mặt bình tĩnh, cũng chỉ an định lại, nói, sư phụ, ta không có sao, ngươi cứ việc động thủ đi. Dứt lời, Cố Đồ Tô ngồi xếp bằng xuống, bóp vỡ đá chi tâm, từng luồng linh khí tràn ra tới. Hắn đem đá lòng linh khí, toàn bộ hấp thu. Trong phút chốc, hắn trên thân thể, bao phủ lên một tầng mong mỏng sương mù, giống như có cổ xưa che chở thêm thân. Diệp Thần hít sâu một hơi, hơi ngưng thần, cảm thấy Cố Đồ Tô trong cơ thể, có một khối đặc thù mảnh vỡ. Vậy mảnh vỡ, chính là nhân gian hồn đạo mảnh vỡ. Vù vù. Diệp Thần trong cơ thể diệt quỷ hồn đạo mảnh vỡ, một hồi ông minh, mơ hồ cùng người nọ gian hồn đạo đồng tình. Nếu như có thể thu thập nhân gian hồn nói, hắn luân hồi thánh hồn thiên, thì có hai khối mảnh vỡ, uy năng nhất định thật to tăng lên. Đồ Tô, chuẩn bị xong chưa? Diệp Thần ánh mắt sắc bén, bàn tay cầm gộp lại, chuẩn bị muốn động thủ, cưỡng ép lấy ra nhân gian hồn đạo mảnh vỡ. Cố Đồ Tô cắn răng, nói, sư phụ, ta chuẩn bị xong. Rất tốt, hư linh thần mạch, mở. Diệp Thần quát to một tiếng, tay phải đột nhiên lộ ra, biến dạng hư không, lọt vào Cố Đồ Tô bên trong thân thể, một tay bắt người nọ gian hồn đạo thánh hồn mảnh vỡ, trực tiếp bắt lấy ra. Nếu như có người ở chỗ này, liền sẽ thấy đặc biệt một màn quỷ dị. Diệp Thần tay phải, lại biến mất không thấy, biến mất chỗ có một cái không gian hắc động lơ lửng, cực kỳ quỷ dị. Thật ra thì, cái này dị tượng, là bởi vì là Diệp Thần mở ra hư linh thần mạch, không gian tan vỡ, sản sinh ra một cái hắc động. Bàn tay hắn, từ hắc động bên trong lọt vào, cũng trực tiếp lọt vào Cố Đồ Tô bên trong thân thể. Nói cách khác, hắn tay không phải biến mất, mà là phá vỡ hư không, dò nhập Cố Đồ Tô trong cơ thể. Diệp Thần trước mắt không gian phép tắc tu vi, mặc dù không bằng ma tổ vô thiên như vậy thần hồ kỳ thần, có thể cách nhau vạn dặm lấy tánh mạng người ta, nhưng muốn ở kề bên tới giữa, dò nhập cơ thể người khác, lấy ra thứ gì, nhưng là dễ như trở bàn tay. À! Cố Đồ Tô một tiếng nhọn kêu thảm thiết, Diệp Thần bàn tay truyền vào trong cơ thể hắn, hắn ngũ tạng lục phủ đều là một hồi kịch liệt quặn đau. Kiên nhẫn một chút, Diệp Thần bàn tay bao phủ một tầng màu u lam đạo mang, đó là bát quái thiên đan thuật ánh sáng, ở bát quái thiên đan thuật phụ trợ, hắn đối Cố Đồ Tô tạo thành tổn thương, có thể giảm đến nhẹ nhất. Diệp Thần bàn tay, từ Cố Đồ Tô trong cơ thể rút ra, bàn tay nhuộm đầy máu tươi, trong ngón tay nắm một khối trong suốt tinh thể mảnh vỡ. Khối này tinh thể mảnh vỡ, in một cái người chữ, linh hồn năng lượng dị thường bằng bạc, chính là luân hồi thánh hồn thiên bên trong, nhân gian hồn đạo mảnh vỡ. Thấy khối này nhân gian hồn đạo mảnh vỡ, Diệp Thần ánh mắt bên trong, nhất thời nổi lên nóng rực thần sắc, vô cùng mừng rỡ, kích động trong lòng nói, nhân gian hồn nói, rốt cuộc lấy tới tay. Mà theo nhân gian hồn đạo mảnh vỡ xuất thế, ở giữa thiên địa, cũng có to lớn dị tượng bị làm động tới. Đáy biển thế giới các nơi cung điện, đều là bốc lên hừng hực khói dáng tiên khí, trong hư không có đại đạo thần âm chấn động. Thật may, đáy biển thế giới có đặc thù cấm chế che chở, nơi này dị tượng, cũng không có khuếch tán ra, không sẽ đưa tới người bên ngoài chú ý. Sư phụ! Cố Đồ Tô vô cùng yếu ớt kêu gọi một tiếng, hồn đạo mảnh vỡ bị lấy ra, hắn tựa như bị rút đi người đáng tin cậy, sắc mặt vô cùng trắng bệch, trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Nếu như không phải là có kéo dài tánh mạng linh căn bảo vệ, hiện tại hắn đã chết. Đồ Tô, đa tạ ngươi, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Diệp Thần bắt được mảnh vỡ sau đó, cũng không có lập tức luyện hóa, mà là đem mảnh vỡ sử dụng, trôi lơ lửng ở Cố Đồ Tô trên mình, linh khí không ngừng thúc giục. Người nọ gian hồn đạo mảnh vỡ linh khí, thả ra ngoài, bao phủ ở Cố Đồ Tô trên người, bồi dưỡng mạng hắn mạch. Cố Đồ Tô đạt được nhân gian hồn đạo bồi bổ, khí sắc tốt lắm rất nhiều, gương mặt cuối cùng không có như vậy trắng bệch. Diệp Thần làm như vậy, dĩ nhiên là vì chậm tách ra Cố Đồ Tô thống khổ. Nếu như hắn lập tức luyện hóa mảnh vụn nói, Cố Đồ Tô bỗng nhiên mất đi tất cả, coi như không chết, cũng phải lưu lại nghiêm trọng hậu di chứng. Như vậy qua được 3 ngày, Cố Đồ Tô dần dần khôi phục lại.
Hắn là nhân gian hồn đạo đồ đựng, vậy hồn đạo mảnh vỡ, bỗng nhiên bị lấy ra, lúc đầu vô cùng khó chịu cùng thất lạc, nhưng đi qua 3 ngày thích ứng, hắn đã khôi phục, thậm chí có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Dẫu sao, nhân gian hồn đạo mảnh vỡ, không thuộc về hắn, đó là luân hồi dành riêng đồ, hắn chỉ là tạm thời đồ đựng. Hiện tại mảnh vỡ vật quy nguyên chủ, sứ mạng của hắn cũng là hoàn thành. Sư phụ, thành công không? Cố Đồ Tô khôi phục sau đó, vô cùng mừng rỡ, hướng Diệp Thần hỏi. Diệp Thần trong tay nắm nhân gian hồn đạo mảnh vỡ, trầm ngâm nói, còn muốn lại xem xét mấy ngày, ta sợ ngươi xảy ra chuyện. Cố Đồ Tô tại chỗ vòng vo mấy vòng, vỗ vỗ tay chân, hưng phấn nói, sư phụ, không cần quan sát, ta không có sao, ngươi mau dạy ta kiếm pháp đi. Ta nghe nói thương pháp trình độ cao nhất, tên là Giơ Lên Trời. Đao pháp trình độ cao nhất, tên là Vô Tưởng. Mà kiếm pháp trình độ cao nhất, chính là trong truyền thuyết chỉ thủy, có thể nghịch chuyển thiên địa hết thảy quy luật, ta cũng muốn học sẽ vậy chỉ thủy một kiếm. Cố Đồ Tô trong ánh mắt, tràn đầy hừng hực cầu đạo thần thái, hắn bái sư Diệp Thần, chỉ muốn học kiếm. Diệp Thần nhìn hắn vui sướng hình dáng, liền biết hắn thân thể đã khôi phục, xem ra là không có gì đáng ngại, nhất thời thoáng yên tâm. Bất quá, thấy Cố Đồ Tô như thế nóng rực cầu đạo ánh mắt, Diệp Thần nhưng là có chút không biết làm sao, nói. Chỉ thủy chính là kiếm hết sức gửi, không như vậy dễ dàng học biết, ta trước truyền cho ngươi một môn kiếm pháp, là ta kiếp trước sáng chế, ngươi nhìn cho thật kỹ. Vừa nói, Diệp Thần đứng dậy, tiện tay ngưng luyện trong thiên địa canh kim tinh khí, hóa thành một chuôi kiếm sắt, cầm ở trong tay. Kiếm này, tên là Chủ Tể. Sau đó, Diệp Thần quát to một tiếng, khua kiếm chém ra. Vô cùng vô tận tiên khí ánh sáng rực rỡ, từ hắn trường kiếm trong tay bên trong bộc phát ra. Nắm giữ kiếm, phân là tiên chi chủ tể, cùng ma chi chủ tể. Diệp Thần trường kiếm cua múa lúc đó, bàng bạc như nắm giữ thiên địa tiên khí, không ngừng tràn ngập, sau đó kiếm chiêu thay đổi, kiếm khí ánh sáng hóa thành đen nhánh, giống như nhập ma vậy, biến hóa thành ma đạo nắm giữ kiếm. Môn chủ này làm thịt kiếm pháp, là hắn kiếp trước cùng Huyền Cơ Nguyệt liên thủ sáng chế. Nắm giữ tiên ma, cường hãn dị thường. Cố Đồ Tô thấy Diệp Thần trường kiếm cua múa lúc đó, thiên địa khí lưu xoay tròn, tiên ma gào khóc, càn khôn sụp đổ, kiếm đạo khí tượng lớn, làm người ta rung động. Cái này, kiếm pháp này. Cố Đồ Tô vô cùng lộ vẻ xúc động, ngơ ngác không nói ra lời. Đây là rất thông thường kiếm pháp, cùng chỉ thủy kiếm đạo kém được xa, người thật tốt lĩnh ngộ, có kiếm pháp nhập môn căn cơ, ta mới có thể truyền thụ ngươi càng tinh thâm kiếm đạo. Diệp Thần bàn tay run một cái, trong tay kiếm sắt im hơi lặng tiếng nghiền, lại lần nữa hóa thành thuần túy canh kim tinh khí, tiêu tán ở giữa trời đất. Nắm giữ kiếm pháp thật ra thì cũng không bình thường, ngưng tụ kiếp trước luân hồi chi chủ cùng Huyền Cơ Nguyệt cao nhất tâm huyết, chính là một môn vô cùng cường hãn kiếm pháp. Chỉ là, cái này môn kiếm pháp, cuối cùng còn không siêu thoát thực tế phạm vi, cùng chỉ thủy kiếm đạo so sánh, dĩ nhiên là kém được xa. Được, sư phụ, ta sẽ cố gắng. Cố Đồ Tô ánh mắt ngưng luyện, rút ra trường kiếm, hồi tưởng Diệp Thần nắm giữ kiếm pháp bí ẩn, tự đi diễn luyện. Diệp Thần nhìn hắn như thế bộ dáng nghiêm túc, khóe miệng không khỏi gợi lên một nụ cười châm biếm, sau đó trong lòng nhớ lại Tiêu Thủy Hàn, lại là một hồi cảm trong lòng. Năm đó, hắn học cho Tiêu Thủy Hàn, mới học kiếm đạo thời điểm, cũng là như vậy tinh nhuệ tới thành hình dáng. Không biết Tiêu Thủy Hàn tình trạng gần đây như thế nào? Diệp Thần trong lòng tính toán. Hơi có điểm thấp thỏm Tiêu Thủy Hàn, trong lòng nghĩ mang hắn tiếp tục tu luyện, nhưng nghĩ tới tương lai vòng xoáy tranh đấu, như vậy hung hiểm, hắn lại chẳng muốn Tiêu Thủy Hàn dắt kéo vào. Nhân gian hồn đạo mảnh vỡ đã lấy ra, đại công cáo thành, Diệp Thần ở đáy biển trong thế giới, lại chỉnh đốn sau một đêm, chính là mang Cố Đồ Tô, Kỷ Tư Thanh, cáo từ rời đi. Trương Đinh Linh tự mình đưa tiễn Diệp Thần, thấy Diệp Thần đem muốn rời đi, nàng dí dỏm chớp chớp mắt, nói, luân hồi chi chủ. Thật ra thì ta thích ngươi, nếu như sau này có cơ hội, ta muốn bầu bạn ở bên người ngươi. Vừa dứt lời, Trương Đinh Linh lập tức đóng lại Hắc Long cửa, cũng không cho Diệp Thần bất kỳ đáp lại cơ hội. Diệp Thần ngẩn ngơ, sau đó bật cười khanh khách, lắc đầu một cái. Số đào hoa của ngươi, vẫn là một như thường lệ hừng hực à. Kỷ Tư Thanh hai cánh tay ôm ngực, mắt lạnh quan sát Diệp Thần nói. Diệp Thần lúng túng cười một tiếng, nói, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm, chúng ta đi thôi. Ôm Kỷ Tư Thanh eo,
biến dạng hư không, trở lại Bắc Mãng tổ địa. Trở lại Bắc Mãng tổ địa sau đó, Diệp Thần đem Kỷ Tư Thanh nghỉ ngơi. Mà Cố Đồ Tô tộc nhân đã nhận được tin tức, từ nhân gian cấm trong thành dọn ra, rời đến Bắc Mãng tổ địa, từ đây, lo cho gia đình thành Bắc Mãng thị một cái chi nhánh. Cố Đồ Tô thấy tộc nhân còn sống, không có bị ma tổ vô thiên tiêu diệt, tất nhiên không khỏi mừng rỡ. Tuy nói ma tổ vô thiên tính tình, không giống Vũ Hoàng cổ đế lạnh như vậy khốc nghiêm nghị, nhưng dẫu sao là đại nhân vật, vui giận vô thường, có thể từ thủ hạ hắn sống lại, là thật không dễ. Lo cho gia đình an thần xong, Diệp Thần cũng là thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo, cũng nên là thời điểm hồi phục Hạ Huyền Thịnh. Cùng Hạ Huyền Thịnh tỉnh lại, ta liền có thể biết Âm Dương Thần Điện đệ nhị trọng tổng đàn, rốt cuộc ở địa phương nào. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, trong lòng còn nghĩ Âm Dương Thần Điện sự việc. Hắn luôn muốn tìm Âm Dương Thần Điện rơi xuống, đáng tiếc hắc ám cấm hải quá lớn, nhân quả quá phức tạp, hắn từ đầu đến cuối tìm không tìm được. Mà nếu như Hạ Huyền Thịnh tỉnh lại, vậy hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Lập tức, Diệp Thần sử dụng Hoàng Tuyền Đồ, lắc mình tiến vào Hoàng Tuyền thế giới bên trong. Trong Hoàng Tuyền thế giới, Hạ Huyền Thịnh còn hôn mê nằm, Hoàng Tuyền Thánh Hạ yên tĩnh dòng nước chảy ở hắn bên người. Ở Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong, có từng luồng màu sữa linh dịch, hơi lắng đọng trước. Đó là kéo dài tánh mạng linh căn nhỏ ra thạch nhũ, linh khí đậm đà. Kéo dài tánh mạng linh căn, có thể giữ được Cố Đồ Tô tánh mạng, nơi sản sinh ra thạch nhũ, nhất định cũng có thể đem Hạ Huyền Thịnh hồi phục. Bát quái thiên đan thuật, sắc. Diệp Thần bóp một cái pháp quyết, vận chuyển bát quái thiên đan thuật, đem những cái kia thạch nhũ, toàn bộ điều động ra. Cũng bơm vào nhập Hạ Huyền Thịnh trong cơ thể. Ừ. Hạ Huyền Thịnh rên lên một tiếng, chau mày, thạch nhũ hiển nhiên phát huy ra hiệu quả, đang không ngừng bồi dưỡng hắn thương thế. Quả nhiên hữu hiệu. Diệp Thần trong lòng vui mừng, hắn phỏng đoán qua 2-3 ngày nữa, Hạ Huyền Thịnh là được hoàn toàn khôi phục. Cái này 2-3 ngày thời gian, Diệp Thần tự nhiên sẽ không nhàn rỗi, hắn lấy ra nhân gian hồn đạo mảnh vỡ, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa. Vù vù. Diệp Thần trên đỉnh đầu, chống đỡ một phiến bầu trời. Đó là trong truyền thuyết luân hồi thánh hồn thiên, tràn đầy hào hùng linh hồn năng lượng ba động, trên bầu trời mơ hồ có quỷ khí chìm nổi, các loại quỷ khóc sói chu thanh âm, bên tai không dứt, làm người ta lộ vẻ xúc động. Trước mắt, Diệp Thần luân hồi thánh hồn thiên, chỉ có một khối diệt quỷ hồn đạo mảnh vỡ, cho nên quỷ khí dị thường đậm đà, cũng không gặp có cái khác đạo pháp hơi thở. Nhân gian hồn nói. Dung ta luân hồi. Diệp Thần thong thả, đem nhân gian hồn đạo mảnh vỡ, khảm nạm nhập luân hồi thánh hồn thiên bên trong. Ung ung. Theo nhân gian hồn đạo khảm nhập, luân hồi thánh hồn thiên bàng bạc quỷ khí, nhất thời chấn động, từ trong toát ra từng luồng ngũ hành tinh khí, kim mộc thủy hỏa thổ màu sắc, không ngừng biến hóa, hóa thành ngũ hành thế giới. Nhân gian hồn đạo tinh túy, chính là ngũ hành. Nhân gian chi đạo, chính là ngũ hành chi đạo. Ngũ hành luân hồi. Tức làm người gian. Người nọ gian ngũ hành hồn đạo linh khí, không ngừng đúc nóng nhập Diệp Thần bên trong thân thể. Dần dần, Diệp Thần cảm thấy tự thân linh hồn, đang không ngừng đổi được mạnh mẽ, hồn thể đổi thành, hắn thể chất, cũng là cường đại rất nhiều. Như vậy qua được 2 ngày, Diệp Thần cả người còn quấn từng luồng ngũ hành tinh khí, tu vi hơi thở chí ít tiến bộ 3 thành. Rất tốt, cái này thánh hồn mảnh vỡ, quả nhiên là cường hãn. Lại có thể để cho ta tu vi tiến bộ 3 thành. Diệp Thần trong lòng ngầm thất kinh vui, trước mắt hắn tu vi, đạt tới hoàn chân cảnh 9 tầng thiên, đã là cực hạn, tiến thêm một bước, chính là đại cảnh giới đột phá, đặc biệt không dễ dàng. Mà nhân gian hồn đạo thánh hồn mảnh vỡ, có thể để cho hắn tu vi tiến bộ 3 thành, mặc dù còn không cách nào đột phá, nhưng đã là lớn vô cùng lột xác. Nếu như có thể lại thu thập 2 khối mảnh vỡ, ta nhất định có thể hoàn toàn đột phá. Diệp Thần nắm quyền một cái, trong lòng tính toán. Trước mắt luân hồi thánh hồn thiên, hắn đã lấy được rồi 2 khối mảnh vỡ, cũng không cần 6 khối thu thập như thế phiền toái, chỉ cần lại cho 2 người họ khối, hắn có lòng tin trực tiếp đột phá. Bất quá, cái khác thánh hồn mảnh vụn rơi xuống, Diệp Thần cũng không biết, nhưng là có chút nhức đầu. Ừ, ngay tại lúc này, một đạo tiếng kêu rên, đem Diệp Thần suy nghĩ, kéo trở lại. Diệp Thần mở mắt vừa thấy. Nhưng gặp Hạ Huyền Thịnh đã tỉnh lại, lảo đảo lắc lư đứng lên. Hạ Huyền Thịnh, người tỉnh. Diệp Thần thấy Hạ Huyền Thịnh hồi phục,
nhất thời đại hỉ, đi tới vừa thấy, phát hiện Hạ Huyền Thịnh thương thế, ở thạch nhũ chữa trị xuống, đã hoàn toàn khôi phục, lại vậy không có gì đáng ngại. Diệp công tử, không, điện chủ, là ngươi cứu ta. Hạ Huyền Thịnh nhìn khắp bốn phía, thấy mình thân ở hoàng tuyền thế giới bên trong, không khỏi ngẩn ngơ. Diệp thần vui vẻ nói, không sai, trời tội nghiệp, người cuối cùng là khôi phục. Hạ Huyền Thịnh cẩn thận cảm ứng mình một chút hơi thở, xác định không ngại sau đó, chính là hơi có chút kích động quỳ xuống, nói, điện chủ đại nhân, đa tạ cứu mạng. Nếu như không phải là ngươi, ta có thể đã bị ma tổ vô thiên giết chết. Diệp thần gật đầu một cái, đem Hạ Huyền Thịnh đỡ lên, nói, không cần đa lễ, nói cho ta, âm dương thần điện đệ nhị trọng tổng đàn, rốt cuộc ở nơi nào, còn nữa, ngươi vì sao phải gia nhập cựu Nhật Minh? Nghe được Diệp thần câu hỏi, Hạ Huyền Thịnh sắc mặt trầm xuống, tựa hồ bị gợi lên thống khổ nhớ lại, gương mặt một hồi dữ tợn, nói, điện chủ, ta gia nhập cựu Nhật Minh, là vì báo thù. Diệp thần trong lòng rét một cái, nói, trả thù, ngươi muốn tìm ai trả thù? Chẳng lẽ là ma tổ vô thiên? Âm dương thần điện thành lập, là vì đối kháng vạn khư, cùng ma tổ vô thiên cũng không ân oán. Diệp thần cùng ma tổ vô thiên cừu hận, là gần đây mới bùng nổ, Hạ Huyền Thịnh sớm đi thời điểm, không có lý do đi tìm ma tổ vô thiên trả thù. Hạ Huyền Thịnh lắc đầu một cái, nói, không phải, ta là muốn tìm Vạn Trần Phong trả thù. Vạn Trần Phong. Diệp thần nghe được cái tên này, tựa hồ có chút quen tai. Sau đó, hắn đột nhiên vang lên, danh tự này, hắn tựa hồ ở cấm thiên bảng hạng trên bia đá thấy qua. Bất quá, cấm thiên bảng hạng, Diệp thần không có ngoài định mức lưu ý, vậy không nhớ rõ, chỉ loáng thoáng nhớ, Vạn Trần Phong danh tự này, tựa hồ khá là gần trước. Hạ Huyền Thịnh nói, không sai, cái này Vạn Trần Phong, là cấm thiên bảng hạng thứ ba cao thủ, nắm giữ giơ lên trời một súng. Cấm thiên bảng thứ ba, giơ lên trời một súng. Diệp thần nghe được cái này hạng, gương mặt nhất thời hơi biến sắc. Có thể ở cấm thiên bảng hạng trước ba, thực lực tuyệt không phải là mạnh mẽ, dõi mắt toàn bộ hắc ám cấm hải trẻ tuổi đồng lứa, cũng là tuyệt đối người xuất sắc. Hơn nữa, vậy Vạn Trần Phong, còn nắm giữ giơ lên trời một súng. Thiên cơ bắt dưới, Diệp thần mơ hồ cảm thấy, giơ lên trời một súng, tựa hồ cùng chỉ thủy kiếm đạo, vô tưởng đao, rất có cộng thông chi sử. Hạ Huyền Thịnh sắc mặt ngưng trọng. Nói tiếp, giơ lên trời thương đạo, cũng là Hồng Quân lão tổ sáng chế, đại biểu thương pháp trình độ cao nhất, vô cùng lợi hại. Diệp thần trong lòng hơi rung động, Hồng Quân lão tổ bác thông bách gia, đối với kiếm pháp đao pháp thương pháp phân. Vân võ kỹ, đều có lô hỏa thuần thanh thành tựu. Kiếm hết sức, chỉ thủy. Đao hết sức, vô tưởng. Thương hết sức, giơ lên trời. Giơ lên trời hai chữ, chính là thương pháp trình độ cao nhất. Đại biểu giơ lên trời cái thế bá đạo dung mạo. Vậy Vạn Trần Phong, nắm giữ giơ lên trời một súng, cấm thiên bảng hạng thứ ba, có thể tưởng tượng được có lợi hại dường nào. Âm dương thần điện có rất nhiều cường giả, bị Vạn Trần Phong giết chết, cha ta. Cha ta cũng chết ở Vạn Trần Phong dưới quyền. Hạ Huyền Thịnh nhắc tới chuyện cũ, cặp mắt khóc chảy máu mắt, giọng tràn đầy cừu hận. Cái gì, âm dương thần điện bên trong, có rất nhiều người bị Vạn Trần Phong giết chết. Người này vì sao phải nhằm vào ta âm dương thần điện? Diệp thần nghe lời nói này, cũng là một hồi lộ vẻ xúc động. Vạn Trần Phong có thể xếp hạng cấm thiên bảng, tuổi tác tự nhiên bất mãn thiên tuế, không thể nào cùng 10.000 năm trước luân hồi chi chủ tranh đấu. Theo lý mà nói, hắn cùng âm dương thần điện tới giữa, cũng không ân oán mới đúng. Hạ Huyền Thịnh cắn răng nghiến lợi nói, vậy Vạn Trần Phong, là Vạn Khư thần điện đệ tử, hắn là Vạn Khư gian tế. Bí mật phụng vũ hoàng cổ đế mệnh lệnh, tới diệt giết âm dương thần điện. Cái gì? Diệp thần nội tâm đại chấn, lại không nghĩ rằng cấm thiên bảng hạng thứ ba Vạn Trần Phong, lại có thể xuất từ Vạn Khư. Hắc ám cấm hải, đối Vạn Khư thần điện vô cùng là bài xích, nếu như có Vạn Khư đệ tử bước vào, nhất luật coi là gian tế, sẽ gặp phải cựu Nhật Minh toàn lực đuổi giết. Hạ Huyền Thịnh nói tiếp, bất quá, vậy Vạn Trần Phong ngụy trang được cực tốt. Cho tới bây giờ không có bại lộ thân phận, thậm chí hàng năm cũng hướng cựu Nhật Minh cung phụng hàng loạt tài bảo, cho nên không có ai hoài nghi hắn thân phận, ta thử qua hướng cựu Nhật Minh tố cáo, nhưng đều không người tin tưởng. Ta vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể mạo hiểm tham dự đi săn đại hội, khuất thân tiến vào cựu Nhật Minh, muốn lấy được ma tổ vô thiên tín nhiệm, lại hướng hắn bẩm báo sự thật, để cho hắn ra tay,
Chu Diệt vạn Trần Phong. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, nói, lúc đầu ngươi gia nhập Cựu Nhật Minh, là muốn mượn đao giết người. Hạ Huyền Thịnh cắn răng nói, không sai, điện chủ, vậy vạn Trần Phong tu vi, chân thực cường hãn, ta vô luận như thế nào, cũng không phải là địch thủ của hắn, nhưng thù giết cha, Âm Dương Lâm vào diệt mối hận, ta không thể không báo, chỉ mong có thể mượn ma tổ vô thiên tay, đem vậy vạn Trần Phong giết chết, đáng tiếc. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Huyền Thịnh giọng mang thổn thức, thật sâu nhìn Diệp Thần một mắt. Hắn nguyên bản còn kế hoạch, mượn đao giết người, nhưng nào nghĩ tới thế cục biến hóa quá nhanh, Diệp Thần đã cùng ma tổ vô thiên quyết liệt, hắn kế hoạch tự nhiên vậy rơi vào khoảng không. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, khoát tay trận lại nói, Âm Dương Thần Điện cừu hận, ta tự nhiên sẽ xuất thủ giải quyết, không cần giả mượn tay người khác, vậy vạn Trần Phong ở địa phương nào, người cho ta phát đóng kín một cái thư khiêu chiến đi qua, ta tự mình sẽ gặp hắn. Nghe được Diệp Thần mà nói, Hạ Huyền Thịnh một hồi khiếp sợ, nói cái gì, điện chủ đại nhân, người muốn đích thân ra tay, nhưng mà. Diệp Thần nói, nhưng mà cái gì? Hạ Huyền Thịnh do dự nói, vậy vạn Trần Phong tu vi, đã đạt tới bách gia cảnh 6 tầng thiên, hơn nữa chấp trưởng kình thiên thương đạo, vô cùng lợi hại, ta không địch lại hắn một chiêu, điện chủ đại nhân, chúng ta vẫn là tạm lánh mũi nhọn, không muốn cùng hắn xé rách ra mặt cho thỏa đáng. Hắn tuy sùng bái Diệp Thần thực lực, thế nhưng vạn Trần Phong, cảnh giới tu vi đích thực quá đáng sợ, ước chừng đạt tới bách gia cảnh 6 tầng thiên, hơn nữa nắm giữ giơ lên trời một súng, nếu như tùy tiện tác chiến, hắn chỉ sợ Diệp Thần không địch lại. Bách gia cảnh 6 tầng thiên sao? Diệp Thần gương mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, loại cảnh giới này cường giả, đối hắn mà nói, đúng là có chút khó giải quyết, bất quá chỉ cần hắn nghiêm túc, vận dụng điểm lá bài tẩy, vẫn là có chắc chắn chém chết. Không sao, người cứ việc hướng vậy vạn Trần Phong phát ra khiêu chiến, giơ lên trời thương pháp thì như thế nào, ta có gì sợ hãi? Diệp Thần ánh mắt chiến ý dọn ra, hắn nắm giữ chỉ thủy một kiếm, đại thiên trọng lâu trưởng, luân hồi thánh hồn thiên cũng có hai khối mảnh vụn uy năng, coi như vạn Trần Phong cường hãn, hắn cũng có lòng tin Chu Diệt. Điện chủ, chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút nữa. Hạ Huyền Thịnh nhưng là lắc đầu, không muốn nhìn thấy Diệp Thần mạo hiểm. Cân nhắc cái gì, ngươi không tin ta thực lực. Diệp Thần ánh mắt run lên. Hạ Huyền Thịnh vội vàng nói, không phải, điện chủ đại nhân, ngươi. Ngươi không gặp qua vạn Trần Phong thực lực, có thể khinh địch, giơ lên trời một súng, tuy kém hơn chỉ thủy kiếm, nhưng giơ lên trời cái thế uy mãnh, bạo diệt vạn giới, đủ để tiêu diệt vũ trụ tinh không, này cùng cường địch, tuyệt không thể khinh thường. Nói đến giơ lên trời một súng, Hạ Huyền Thịnh bên trong, tràn đầy kiêng kỵ, thậm chí mang một chút sợ hãi. Hiển nhiên, hắn chính mắt thấy qua vạn Trần Phong võ đạo khí phách, thậm chí, hắn phụ thân chính là bị giơ lên trời một súng giết chết. Vậy một súng, là thế gian thương pháp cứu cực, giơ lên trời vô địch, làm hắn khắc sâu ấn tượng. Thật ra thì, hắn vô tưởng một đao, cũng không thua với giơ lên trời thương, nhưng tiếc là, hắn tu vi, chỉ có nửa bước bách gia cảnh, cùng vạn Trần Phong chênh lệch quá xa. Ở tuyệt đối cảnh giới chênh lệch hạ, hắn liền một chiêu cũng không địch lại, chớ nói chi là báo thù. Dừng một chút, Hạ Huyền Thịnh lại nói, điện chủ đại nhân, có lẽ, ngươi hẳn cùng ta đi tổng đàn xem. Diệp Thần nói, Âm Dương Thần Điện đệ nhị trọng tổng đàn. Ở địa phương nào, ta cũng muốn đi rất lâu rồi. Hạ Huyền Thịnh nói, trước mắt tổng đàn rời đến Kinh Cức Đảo, điện chủ, ngươi nếu có thì giờ rảnh, chúng ta tùy thời có thể đi qua. Diệp Thần nói, Kinh Cức Đảo. Hạ Huyền Thịnh nói, đúng vậy, vậy Kinh Cức Đảo, truyền thuyết là Hồng Quân Lão Tổ, tự tay đúc Kinh Cức Vương quan địa phương, ta tìm hồi lâu, mới may mắn tìm được Kinh Cức Đảo di chỉ, là Âm Dương Thần Điện, cầu được một đường trật tự. Diệp Thần nói, Kinh Cức Đảo sao? Cũng tốt, ta hiện tại cùng ngươi đi một chuyến. Dừng một chút, lại nói, không, vẫn là Vân. Vân, ngày mai đi. Diệp Thần vốn định lập tức lên đường. Nhưng nghĩ tới mình lần đi, có thể có rất nhiều nhân quả cần phải giải quyết, rất lâu đều không thời gian trở về, có thể sẽ phụ lòng Kỳ Tư Thanh. Cẩn thận cân nhắc dưới, Diệp Thần quyết định ở lại Bắc Mãng Tổ Địa một đêm, bồi bồi Kỳ Tư Thanh, ngày mai lại xuất phát. Đêm đó, Diệp Thần liền cùng Kỳ Tư Thanh, một đêm triền miên, cùng chung qua đêm. Đêm xuân tiếc rằng ngắn ngủi, Diệp Thần mang Kỳ Tư Thanh, du ngoạn nguyện vọng thiên tinh trên, cũng thay đổi thời gian pháp tắc. Đem một đêm thời gian, điều chỉnh là ngàn năm.
Ngoài mặt, hắn cùng Kỷ Tư Thanh, chỉ là một đêm xuân tiêu. Nhưng trong thực tế, hai người đã chung nhau vượt qua ngàn năm tốt đẹp thời gian, mặc dù thời gian pháp tắc thái hư huyễn, như trong mộng bọt nước, nhưng dẫu sao là ngàn năm trôi trên mặt nước, vẫn tốt hơn một đêm khổ đoạn. Tư Thanh, đợi ta trở lại. Ở một đêm sau khi kết thúc, Diệp Thần cùng Kỷ Tư Thanh hôn tạm biệt, liền cáo từ rời đi. Âm Dương Thần Điện nhân quả, liên lụy đặc biệt phức tạp, sau lưng sát phạt thảm thiết, tại chưa có xử lý sạch sẽ trước, Diệp Thần không muốn để cho Kỷ Tư Thanh dắt kéo vào. Nói tạm biệt Kỷ Tư Thanh sau đó, Diệp Thần rời đi Bắc Mãng Tổ Địa, cùng Hạ Huyền Thịnh biến dạng hư không, đi Kinh Cức Đảo. Đó là Âm Dương Thần Điện đệ nhị trọng tổng đàn trụ sở. Từ Hạ Huyền Thịnh trong miệng, Diệp Thần cũng biết liền Âm Dương Thần Điện tình huống. Năm đó, Âm Dương Thần Điện đệ nhị trọng tổng đàn, ở Âm Đất Nguyên, kết quả gặp phải Hồng Thiên Kinh tập sát. Lúc đó Hồng Thiên Kinh, là toàn bộ thịnh trạng thái, tay cầm Yên Tịch Thiên Kiếm, chấp trưởng Phạm Thiên Thần Công Liệt Tự Quyết, không người có thể địch. Âm Dương Thần Điện thảm bại, chạy nạn đến Hắc Ám Cấm Hải, cuộc sống không quen, mất đi tất cả dựa vào, tình huống vô cùng thê thảm, có thể nói là một đám cát rời rạc. Vì gặp lại nhân tâm, Âm Dương Thần Điện thậm chí cưỡng ép mời Thiên Nhân Ma Thần rời núi, đảm nhiệm trưởng giáo. Nhưng, Thiên Nhân Ma Thần cuối cùng là quá khứ tới người, khí vận đã sớm mất hút, chống đỡ không nổi đại cuộc. Âm Dương Thần Điện ở Hắc Ám Cấm Hải bên trong, lang bạc kỳ hồ, khắp nơi phiêu linh, liền tự vệ cũng thành vấn đề, căn bản không cách nào là luân hồi đào tạo tinh nhuệ, đối kháng vạn khư. Như vậy phiêu bạc mấy ngàn năm, Âm Dương Thần Điện đạo thống bộc phát suy bại, duy trì kéo dài hơi tàn trạng thái, chỉ có thể chờ đợi một đời mới luân hồi chi chủ hạ xuống, trọng chỉnh tàn cuộc. Nhưng mà, Diệp Thần còn không hạ xuống, vạn khư ánh mắt đã để mắt tới. Đại khái là ở một năm trước, vạn khư thần điện tra được Âm Dương Thần Điện chỗ, cũng âm thầm phái Vạn Trần Phong hạ xuống, mục tiêu là tru diệt Âm Dương Thần Điện, diệt trừ tất cả uy hiếp. Vạn Trần Phong che giấu thân phận, cũng dâng lên hàng loạt bảo vật cung phụng, cũng không có đưa tới cựu Nhật Minh cảnh giác, hắn chấp trưởng giơ lên trời thương, một thân một mình, giết chết lúc ấy Âm Dương Thần Điện người mạnh nhất, Hạ Thần Sơn. Hạ Thần Sơn, chính là Hạ Huyền Thịnh phụ thân. Trừ Hạ Thần Sơn bên ngoài, còn có mười mấy Âm Dương Thần Điện cường giả, chết thảm ở Vạn Trần Phong dưới quyền. Sau trận chiến này, Âm Dương Thần Điện tổn thương nguyên khí nặng nề. Hạ Huyền Thịnh thu thập tàn binh, chạy ra ngoài. Thật may trời không diệt luân hồi, hắn tìm được Kinh Cức Đảo di chỉ, cuối cùng nghỉ ngơi. Mà chính mắt thấy phụ thân tử vong, còn có Âm Dương Thần Điện cường giả bị giết, Hạ Huyền Thịnh cừu hận thống khổ dưới, lĩnh ngộ vô tưởng một đao, tu vi thật to lột xác. Nhưng, cho dù nắm giữ vô tưởng một đao, Hạ Huyền Thịnh vẫn là không có dũng khí, hướng Vạn Trần Phong phát động khiêu chiến trả thù. Bởi vì, Vạn Trần Phong, là cấm thiên bảng hạng thứ ba cường giả, chân thực quá mạnh mẽ, giơ lên trời một súng, cho hắn ấn tượng 10 phần sâu sắc, bóng mờ 10 phần to lớn, hắn đến hiện tại cũng không có dũng khí xuất thủ. Diệp Thần biết được chuyện ngọn nguồn, đối Vạn Trần Phong thực lực, cũng có một cái đại khái biết rõ, nói, ngươi yên tâm đi, vậy Vạn Trần Phong, ta sẽ đích thân đem hắn tru diệt, vì ngươi phụ thân trả thù, cũng thay Âm Dương Thần Điện trả thù, không cần giả mượn ma tổ vô thiên tay. Hạ Huyền Thịnh thật sâu cảm kích, nói, đa tạ điện chủ. Dừng một chút, hắn gương mặt lại mang vẻ dầu dỉ, nói, điện chủ, Vạn Trần Phong thực lực cường hãn như vậy, người thật có thể chiến thắng sao? Hắn từ đầu đến cuối lo lắng, Diệp Thần không địch lại Vạn Trần Phong. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, nếu như liền vạn khư một tên gian tế, ta cũng không đánh lại, vậy ta cũng không phối làm các ngươi điện chủ. Nghe Diệp Thần lần này bình thản tự tin lời nói, Hạ Huyền Thịnh nội tâm nhiệt huyết hỗn loạn, trong mắt dấy lên hy vọng ánh sáng ban mai. Rất nhanh, hai người biến dạng hư không, đi tới Âm Dương Thần Điện đệ nhị trọng trụ sở, Kinh Cức Đảo. Kinh Cức Đảo, là ngày xưa Hồng Quân Lão Tổ, đúc Kinh Cức Vương quan địa phương, nơi đây đặc biệt bí mật, chung quanh có vô cùng sóng biển, vô cùng biển sương mù vần quanh, nếu như không phải là có Hạ Huyền Thịnh dẫn đường, Diệp Thần căn bản không có thể tìm tới nơi này. Hai người trôi lơ lửng ở trên Kinh Cức Đảo không, Diệp Thần nhìn xuống đi xuống, nhưng gặp Kinh Cức Đảo bên trên, xây dựng trước một phiến phong cách cổ xưa kiến trúc, mặc dù đơn sơ, nhưng thắng ở ngay ngắn, ngược lại cũng có điều có lý. Mà Diệp Thần đến một cái tới, hắn luân hồi huyết mạch, tựa như cùng toàn bộ Kinh Cức Đảo khí vận,
sinh ra một cổ đặc thù đồng tình. Ung ung, bầu trời chấn động, luân hồi thiên quốc khí tượng nổi lên, mênh mông thở mạnh. Kinh Cức đảo bên trên, từng cái âm dương thần điện cường giả, từ nhà cửa bên trong bôn tẩu ra, ngước nhìn trời trên mênh mông luân hồi khí tượng, bọn họ hoàn toàn rung động. Luân hồi tôn chủ, rốt cuộc hạ xuống sao? Chúng ta đắng cùng vạn năm, rốt cuộc đến khi điện chủ đại nhân đích thân tới. Bái kiến điện chủ. Điện chủ đại nhân thiên thu vạn đại, nhất thống hoàn vũ, hùng phách thiên hạ, trần thế vô địch. Mọi người thấy Diệp Thần bóng người, bắt được quen thuộc luân hồi hơi thở, rối rít quỳ xuống mảng bái, không ít người trong mắt rơi lệ. Diệp Thần nhìn xuống phía dưới, nhưng gặp rất nhiều âm dương thần điện cường giả, khí vận mười phần suy yếu, dường như muốn vĩnh hằng gặp ách nan cùng hành hạ, cho đến hắn hạ xuống ở chỗ này, vậy cổ suy thoái khí tượng, mới tiêu tản mát. Ta âm dương thần điện, luân lạc đến đây. Diệp Thần một tiếng thổn thức than thở, nội tâm vừa đau hận Hồng Thiên Kinh cùng Vạn Trần Phong. Năm đó, là Hồng Thiên Kinh tập sát âm dương thần điện, mới đưa đến âm dương thần điện, bị buộc rời đến hắc ám cấm hải. Mà gần đây, lại gặp phải Vạn Trần Phong chặn đánh, có thể nói tình huống thê thảm, ách nan trùng trùng. Bất quá, nhiều hơn nữa ách nan, nặng hơn khói mù, ở Diệp Thần hạ xuống sau đó, đều có thể hóa giải. Diệp Thần hạ xuống, nhìn khắp bốn phía, nhưng ở âm dương thần điện cường giả bên trong, phát hiện một đạo quen thuộc bóng người. Bảy bảy, người cũng ở nơi đây. Diệp Thần một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, thân ảnh kia, là cái dáng người thướt tha cô gái đồ trắng, chính là Mưa Bụi Tiên Tôn trắng như lê. Mưa Bụi Tiên Tôn đứng dậy, mừng đến chảy nước mắt, nói tôn chủ, ta ở trên biển tìm kiếm khắp nơi, gặp phải một vị âm dương thần điện ông già, hắn dẫn ta tới liền Kinh Cức đảo. Ta đang muốn thông báo ngươi, không nghĩ tới ngươi ngày hôm nay lại hạ xuống. Lão phu gió không cười, gặp qua điện chủ đại nhân. Một cái ông già đứng dậy, cung kính hướng Diệp Thần chắp tay thi lễ. Diệp Thần khẽ cau mày, trong phảng phất bắt được cái gì, nói tiền bối, ngươi họ gió. Vậy tự xưng gió không cười ông già, khẽ mỉm cười, nói, đúng vậy, lão phu chính là Thái Thượng Phong gia người, phụng đế quân mệnh lệnh, tới thay âm dương thần điện dốc sức. Trước mắt gia nhập âm dương thần điện, đã có nghìn năm thời gian. Hạ Huyền Thịnh nói, vị này gió không thiếu tiền bối, là ta âm dương thần điện luân lạc vạn năm tới, duy nhất thu nhận người mới, vậy nhiều thua thiệt hắn chiếu cố, ban đầu ta âm dương thần điện, mới không có bị Vạn Trần Phong hoàn toàn tiêu diệt. Diệp Thần trong lòng khẽ chấn động, nói, lúc đầu tiền bối là gió đế quân hậu duệ sao? Thập đại lão tổ bên trong, phong gia lão tổ gió đế quân Đổ Mâu. Hết sức chống đỡ Diệp Thần, từ ngàn năm trước bắt đầu, gió đế quân liền đang bố trí, thậm chí phái mình hậu duệ, gia nhập âm dương thần điện, là Diệp Thần lớn mạnh thanh thế. Gió không cười nói, đúng vậy, đế quân đại nhân là ta lão tổ tông, hắn kêu ta coi như đánh bạc đi tánh mạng, vậy phải toàn lực phụ trợ luân hồi quật khởi. Diệp Thần trong lòng đại hỉ, nói, đa tạ tiền bối. Cũng thay ta cảm ơn đế quân lão nhân gia ông ta chống đỡ. Gió không cười mỉm cười nói, hôm nay điện chủ đại nhân trở về, ta âm dương thần điện Sơn Hà trọng chỉnh, nhật nguyệt đổi mới hoàn toàn, muốn đến quật khởi ngày không xa. Diệp Thần cười nói, hy vọng như vậy, bất quá, việc cần kíp, trước hay là giải quyết hết vậy Vạn Khư thần điện gian tế cho thỏa đáng. Gió không cười nói, điện chủ muốn khiêu chiến Vạn Trần Phong sao? Diệp Thần nói, đúng vậy. Gió không cười nhất thời cau mày, nói, Vạn Trần Phong người này. Chấp trưởng kình thiên thương đạo, tu vi bách gia cảnh 6 tầng thiên, cường hãn dị thường, khiêu chiến chuyện báo thù, tốt nhất vẫn là thảo luận kỹ hơn. Hắn chính mắt gặp qua Vạn Trần Phong lợi hại, giơ lên trời một súng, cũng để cho hắn khắc sâu ấn tượng. Hắn và Hạ Huyền Thịnh như nhau, cũng không tán thành Diệp Thần trả thù, dẫu sao cảnh giới chênh lệch quá xa. Diệp Thần nói, không sao, ta nếu dám phát động khiêu chiến trả thù, tự nhiên là có báo thù chắc chắn. Gió không cười nói, như vậy quá tốt, điện chủ đại nhân ngươi mưu lược sâu xa, ngươi nếu làm quyết định, lão phu cũng không tiện phản đối nữa cái gì, bất quá mấy ngày nay, chúng ta vẫn là thật tốt chỉnh đốn một phen. Diệp Thần nói, giữa lúc như vậy, hắn hiện tại hạ xuống âm dương thần điện, toàn bộ Kinh Cức đảo khí tượng đổi mới hoàn toàn, có rất nhiều thứ cần điều chỉnh, trước mắt nhiệm vụ, kế hoạch tương lai vân. Vân, đều phải mưu đồ. Mấy ngày kế tiếp thời gian. Diệp Thần liền ở lại trên Kinh Cức đảo, đầu tiên là trọng chỉnh thổ mộc, lợi dụng nguyện vọng thiên tinh, phát ra cầu nguyện,
sửa đổi địa mạch, lại đem những cái kia đơn sơ kiến trúc nhà cửa, toàn bộ đổi xây xong huy hoàng cung điện. Toàn bộ kinh cực đảo, lập tức nhật nguyệt đổi trời mới, khắp nơi tràn đầy sáng chói mênh mông khí tượng. Những thứ này cung điện khí tượng, cũng không phải là bề ngoài công phu, mà chỉ nói thống huy hoàng tượng trưng, quan hệ đến khí vận, lơ là không được. Đang chỉnh đốn tốt âm dương thần điện sau đó, Diệp Thần ở trên kinh cực đảo, cử hành một cái đơn giản lên ngôi buổi lễ, tuyên cáo mình lần nữa chấp trưởng điện chủ ngôi. Đáng tiếc không có kinh cực phương quan, nếu như có thể đeo lên kinh cực phương quan, chàng này lên ngôi, nhất định có đại khí vận thêm thân. Diệp Thần trong lòng có chút tiếc nuối, luôn cảm giác thiếu mất cái gì. Hắn thiếu hụt, là kinh cực phương quan. Nếu như có thể đeo lên kinh cực phương quan mà nói, hắn liền chân chính lễ đăng cơ là vương, có thiên đại chỗ tốt. Bất quá, cái này kinh cực phương quan, núp ở huyền hải bên trong, hắn coi như muốn, hiện tại cũng là không lấy được. Thôi, sau này có cơ hội lại đi huyền hải xem. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Ở lên ngôi buổi lễ sau khi kết thúc, Diệp Thần liền phái Hạ Huyền Thịnh đi ra ngoài, mang theo đóng kín một cái thư khiêu chiến, đi đưa cho Vạn Trần Phong. Hắn muốn chính thức khiêu chiến Vạn Trần Phong, đường đường tránh tránh báo thù. Diệp Thần cũng không tiếc dùng cái gì đánh lén thủ đoạn, hắn muốn đường đường tránh tránh hướng mọi người tuyên cáo, luân hồi quật khởi, còn có Vạn Trần Phong thân phận chân thật. Vạn Trần Phong, là vạn khư gian tế, hắn không tư cách ở lại trên cấm thiên bảng. Bởi vì, cấm thiên bảng là hắc ám cấm hải bảng danh sách, cùng vạn khư không liên quan. Hạ Huyền Thịnh cầm lên thư khiêu chiến, liền lên đường. Điện chủ, mời cùng ta tới. Gió không cười mang Diệp Thần, đi tới kinh cực đảo phía sau. Đó là một phiến nghĩa trang. Diệp Thần ở mưa bụi tiên tôn đi cùng, đi theo gió không cười, đi tới đảo sau nghĩa trang. Nơi này, đứng sừng sững từng cục mộ bia. Mỗi một khối mộ bia, cũng đại biểu một cái âm dương thần điện chết cường giả. Bắt mắt nhất mộ bia, phía trên khắc Hạ Thần Sơn tên chữ. Mà Hạ Thần Sơn, chính là Hạ Huyền Thịnh phụ thân, ở một năm trước, gặp thảm Vạn Trần Phong tiêu diệt. Hạ đại nhân chết được quá mức bi thảm, vậy giơ lên trời một súng, cũng quá mức bá đạo, điện chủ đại nhân, người tốt nhất xem ngày xưa bi kịch hình ảnh, có lẽ đối ngươi chọn lựa chiến Vạn Trần Phong, sẽ có chỗ hữu dụng. Gió không cười than thở một tiếng, bàn tay khô gầy huy động lúc đó, từng luồng thiên cơ linh khí bị điều động, hội tụ thành một bức lưu động hình ảnh. Diệp Thần ngưng thần hội, hình ảnh bên trong, đầu tiên chiếu vào hắn mi mắt, là một cái uy vũ đường đường nam tử. Nam tử kia, tay cầm chiến thương, cả người bạch bào, người như rồng, thương bừng bừng, uy phong bá đạo, oai hùng muôn vàn, khí thôn vạn dặm, vô cùng cường hãn. Người này chính là Vạn Trần Phong sao? Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, vậy bắt được nhân quả, nam tử này, chính là Vạn Trần Phong, cấm thiên bảng hạng thứ 3 tồn tại, tu vi bách gia cảnh 6 tầng thiên. Nhưng gặp Vạn Trần Phong, hạ xuống đến một tòa trên đảo biệt lập. Cái này cô đảo, chính là lúc ấy âm dương thần điện trụ sở, vô cùng lụi bại, Hạ Thần Sơn, Hạ Huyền Thịnh, gió không cười các người đều ở đây, Diệp Thần còn thấy được một cái lão ngư dân bóng người, là thiên nhân ma thần. Nhưng gặp Hạ Thần Sơn các người, người người mặt mang vẻ lo âu, tựa hồ gặp biến cố gì. Gió không cười nhìn Diệp Thần, giải thích, lúc ấy Vạn Trần Phong còn chưa tới thời điểm, chúng ta âm dương thần điện trụ sở, liền gặp phải cực lớn biến cố, địa mạch bị người đánh nát. Diệp Thần nói, địa mạch bị đánh nát, là ai làm, Vạn Trần Phong sao? Gió không cười nói, không phải Vạn Trần Phong, cũng không biết là ai, nhưng có thể khẳng định, phá hoại địa mạch người, thực lực thậm chí so Vạn Trần Phong còn mạnh hơn hãn. Diệp Thần cả kinh, nói, so Vạn Trần Phong còn cường hãn hơn. Gió không cười ngưng trọng nói, đúng vậy, có một cái thần bí cao thủ, ở sau lưng phá vỡ liền địa mạch, đưa đến chúng ta âm dương thần điện, mất đi địa mạch theo nhờ, cuối cùng gặp thảm Vạn Trần Phong cướp giết, nếu như địa mạch còn ở đó, có điện lợi phong thủy che chở, chúng ta âm dương thần điện, cũng sẽ không luân lạc đến đây. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, tạm thời tới giữa, cũng khó mà suy tính ra người sau lưng. Hắn ngắm nhìn hình ảnh, nhưng gặp hình ảnh lưu truyền, Vạn Trần Phong thế như trẻ che vậy, hạ xuống đến trên đảo biệt lập. Hòn đảo địa mạch bị đánh bể, hắn không có bị bất kỳ ngăn trở, trực tiếp hạ xuống. Hạ Thần Sơn, Hạ Huyền Thịnh các người, thấy đột nhiên có một tôn bách gia cảnh 6 tầng thiên cường giả hạ xuống,
đều là cả kinh thất sắc. Âm dương thần điện tàn dư, toàn bộ cho ta cút ra đây nhận lấy cái chết. Vạn Trần Phong quát to một tiếng, hoành chấp súng trường, khí thế vô cùng bàng bạc. Hạ thần sơn các người, nghe được âm dương thần điện bại lộ, vẻ mặt lại là kinh hãi dị. Không biết các hạ là ai, ta âm dương thần điện, có cái gì đắc tội các hạ địa phương? Hạ thần sơn ngưng trọng đứng dậy, hỏi. Ha ha ha, các người âm dương thần điện, mưu toan không vâng lời vạn khư, đại nghịch bất đạo, ta phụng vũ hoàng trưởng giáo pháp dụ, hôm nay tới chu diệt các ngươi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Vạn Trần Phong ngửa mặt lên trời cười to, dài thương nơi tay, khí thôn sơn hà. Cái gì, ngươi là vạn khư thần điện người? Hạ thần sơn nghe nói như vậy, cả người run rẩy kịch liệt. Vạn Trần Phong hừ cười lạnh một tiếng, hắn nếu ghi tên số, ngày hôm nay liền không dự định lưu lại người sống. Dám không vâng lời vũ hoàng trưởng giáo ý chí, các ngươi đều phải chết, chiến thương giơ lên trời, giết phá núi sông, cho ta trấn áp. Vạn Trần Phong ngửa mặt lên trời chợt quát, súng trường giơ lên trời, một đạo tinh mang từ đầu thương phá giết ra, thẳng ngất trời khung, toàn bộ vũ trụ tựa như đều bị biến dạng, vô số thế giới nhỏ bạo diệt, một phiến mảnh không gian vết rách, từng cái hỗn độn hắc động, điên cuồng bộc phát ra, hiển hiện ra vô cùng đáng sợ uy thế. Đây là giơ lên trời một súng. Cái này một súng, là thương đạo trình độ cao nhất. Hạ thần sơn, hạ huyền thính các người, thấy uy mãnh như vậy khí thế đáng sợ, đều là rung động vạn phần, ngay tại chỗ. Ở Vạn Trần Phong khí thế uy bách hạ, bọn họ lại ngay cả hít thở cũng khó khăn, cả người không cách nào nhúc nhích. Phịch, Vạn Trần Phong giơ lên trời một súng, như nhật nguyệt sụp đổ, núi biển dốc vào vậy, hung hăng trấn áp xuống tới. Chú ý, sống chết trước mắt, hạ thần sơn phục hồi tinh thần lại, vội vàng cắn chót lưỡi, phun ra một hơi linh khí. Cả người máu tươi vậy kịch liệt bốc cháy, rất miễn cưỡng đế tạo ra được một cái hộ thuẫn. Rắc rắc. Nhưng mà, Vạn Trần Phong giơ lên trời một súng, uy thế đích thực quá đáng sợ, chấn áp xuống tới, cơ hồ là ở trong nháy mắt, liền đem hạ thần sơn hộ thuẫn thần thông nghiền nát. Phốc xích. Hộ thuẫn bể tan tành sau đó, hạ thần sơn vậy gặp phải chiến thương đánh, nguyên cái thân thể tựa như pháo bông vậy, tại chỗ nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu. Cha. Hạ Huyền Thịnh mắt thấy phụ thân chết đi, một tiếng bi hống, vành mắt hết sức nứt ra. Đi mau. Gió không cười lật đật mang Hạ Huyền Thịnh, sử dụng thái thượng phong ra thân pháp, thân thể không ngừng thiểm lược, đi bên ngoài chạy thục mạng. Thật may mới vừa có Hạ Thần Sơn hộ thuẫn ngăn trở, để cho hắn thở dốc một cái khí, nếu không ở Vạn Trần Phong giơ lên trời chiến thương nghiền ép hạ, hắn chỉ sợ liền một chút linh khí đều không thể vận dụng. Còn lại âm dương thần điện cường giả, thấy biến cố ra đời, cũng là không sợ chết, kết trận đối kháng Vạn Trần Phong. Nhưng, ở Vạn Trần Phong uy thế hạ, những thứ này âm dương thần điện cường giả, hoàn toàn không cách nào chống lại, phòng ngự trận thế giống như giấy vậy, ngay tức thì bị đánh xuyên, có hơn 10 người bị chu diệt. Gió mát du long pháp, lên. Gió không cười chạy tới bờ biển, tay một nặn quyết, cho gọi ra hàng loạt gió bão, vậy gió bão như du long vậy múa, chính là thái thượng phong ra độc môn thần thông. Tên là gió mát du long pháp. Ha ha ha, gió không cười, nhà ngươi đế quân cho luân hồi chi chủ làm chó, ngươi cũng phải ngoắc cái đuôi, cung phụng luân hồi. Vạn Trần Phong thấy một màn này, nhất thời ngửa mặt lên trời cười to. Thái thượng phong gia, ở gió đế quân dẫn, đã toàn diện đổ mâu, cùng vạn khư thần điện quyết liệt, cũng đưa vào luân hồi dưới cờ. Cái này ở Vạn Trần Phong trong mắt, dĩ nhiên là ngoắc đuôi làm chó cử động. Gió không cười cũng không để ý Vạn Trần Phong giễu cợt, mang Hạ Huyền Thịnh, ngự gió du long, chạy trốn đi. Còn lại âm dương thần điện cường giả, mắt gặp không địch lại, cũng không làm hy sinh vô vị, rối rít ngự phong độn đi, tứ tán thoát đi. Vạn Trần Phong hừ một tiếng, phân thân hết cách, cũng không cách nào đuổi giết tất cả người, hắn nhìn chính xác gió không cười, Hạ Huyền Thịnh chạy thục mạng phương hướng, sách thương đuổi giết đi, hiển nhiên là muốn trước bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần giết chết Hạ Huyền Thịnh cùng gió không cười, âm dương thần điện quần long không đầu, tự nhiên không đánh tự thua. Hình ảnh đến nơi này, liền hoàn toàn tiêu tán. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, muốn, không biết Vạn Trần Phong, có hay không đuổi giết thành công. Dừng một chút, lại bật cười khanh khách, lắc đầu một cái, trong đầu nghĩ, dĩ nhiên là đuổi giết thất bại, nếu không, âm dương thần điện há có thể sống sót đến hiện tại. Thái thượng phong ra thần thông.
gió mát du long pháp, đích xác là có chỗ độc đáo, lại có thể chạy khỏi hết vạn Trần Phong đuổi giết. Điện chủ đại nhân, đây chính là vạn Trần Phong thực lực, người có thể có nắm chắc đối phó. Gió không cười ngắm nhìn Diệp Thần, trịnh trọng hỏi. Diệp Thần hồi tưởng mới vừa hình ảnh, vạn Trần Phong giơ lên trời một súng, đích xác là uy thế ngút trời, cả thiên địa vũ trụ đều tựa như phải bị nghiền ép, nếu như là ở trước kia, hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ ba phần. Nhưng, bây giờ Diệp Thần, tu vi đã đột phá đến hoàn chân cảnh 9 tầng thiên, hơn nữa thu tập được hai khối luân hồi thánh hồn thiên mảnh vỡ, cho dù đối mặt vạn Trần Phong, hắn cũng có lòng tin đánh một trận. Tiền bối yên tâm đi, cùng Hạ Huyền Thịnh cầm thư khiêu chiến đưa cho, chỉ cần vạn Trần Phong chịu gật đầu, ta liền sẽ đích thân đến cửa giết chết hắn. Diệp Thần ánh mắt chiến ý dọn ra, nói. Gió không cười khẽ cau mày, mặc dù Diệp Thần lòng tin tràn đầy, nhưng hắn từ đầu đến cuối cảm thấy, vạn Trần Phong thương pháp quá bá đạo, Diệp Thần chưa chắc là địch thủ. Là thắng hay thua, còn rất khó nói. Trước mắt, vạn Trần Phong cư ngụ ở một cái kêu là phá hư đảo địa phương. Cái này phá hư đảo, là một cái cổ xưa di tích, trước kia một mực không người phát hiện. Ở một năm trước, vạn Trần Phong phát hiện phá hư đảo, cũng ở trên đảo, khai thác ra một kiện pháp bảo, chính là hồng hoang cửu môn bên trong phá hư cửa. Hắn đem phá hư cửa, đưa cho cựu Nhật Minh làm lễ vật, từ đó đạt được cựu Nhật Minh tín nhiệm, cũng đạt được che chở. Sau đó, Ma Tổ Vô Thiên lại lợi dụng phá hư cửa, cách không lấy xuống Hải Đế Trương Thái Hư đầu. Có thể như thế ung dung, giết chết Hải Đế, vạn Trần Phong công không thể không. Cho nên, Ma Tổ Vô Thiên cũng không có hoài nghi vạn Trần Phong thân phận, ngược lại cho hắn không thiếu trợ cấp. Vạn Trần Phong đem vậy phá hư đảo, phát triển thành đạo của mình trận, hùng bá một khối, kiêu căng khá là hừng hực. Đây chính là trước mắt liên quan tới vạn Trần Phong, tất cả tình báo. Diệp Thần từ gió không cười trong miệng, còn có âm dương thần điện hồ sơ bên trong, biết những tin tình báo này, luôn cảm giác sau lưng không đơn giản. Lấy Ma Tổ Vô Thiên tu vi, hắn không thể nào như thế dễ dàng bị lừa gạt. Có lẽ, Ma Tổ Vô Thiên đã sớm biết vạn Trần Phong thân phận, muốn lợi dụng vạn Trần Phong, đối phó ta âm dương thần điện mà thôi. Diệp Thần âm thầm suy đoán, sau đó lắc đầu một cái. Chuyện cho tới bây giờ, những suy đoán này đã không có ý nghĩa. Bởi vì, hắn đã cùng Ma Tổ Vô Thiên quyết liệt, tương lai sớm muộn phải đánh một trận, trước kia nhân quả vậy không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất, là trước hết giết chết vạn Trần Phong, là âm dương thần điện các cường giả trả thù. Cái này không chỉ là báo thù cuộc chiến, hay là tức vận tranh. Nếu như không cách nào chiến thắng vạn Trần Phong mà nói, vậy thì đại biểu, âm dương thần điện không địch lại vạn khư, vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Diệp Thần yên tĩnh chờ, Hạ Huyền Thịnh đã đi phá hư đảo hạ chiến thư, hiện tại hắn sẽ chờ trả lời. Lại nói Hạ Huyền Thịnh một đường ngự gió bay vút, ước chừng xài một ngày thời gian, mới bước vào phá hư đảo địa giới. Phá hư đảo chung quanh mấy vạn dặm không gian, đều bị vạn Trần Phong phong tỏa ở, không cho phép người ngoài tùy tiện đến gần, hắn đã đem phá hư đảo, phát triển thành đạo của mình trận. Tự nhiên sẽ không dễ dàng để cho người đi vào. Hạ Huyền Thịnh bước vào phá hư đảo địa giới, nhưng gặp vậy phá hư đảo đã bị nâng lên, trôi lơ lửng ở trên mặt biển, tiên hà nhô lên, đặc biệt nguy nga. Mà ở phá hư đảo bốn phía, lại có vô số hòn đảo, vần quanh bảo vệ, mỗi trên một hòn đảo, cũng xây dựng sang trọng cung điện kiến trúc, khí tượng 10 phần bàng bạc. Vạn Trần Phong tên này, kiêu căng càng ngày càng hừng hực, chỉ sợ khó đối phó. Hạ Huyền Thịnh thấy chung quanh một màn, sắc mặt nhất thời ngưng trọng xuống. Trừ đếm không hết cung điện kiến trúc bên ngoài, còn thật nhiều võ giả, ở khắp nơi tuần tra, lịch luyện, tu hành, mua bán, tiếng người ồn ào, tất cả mọi người đều phụng Vạn Trần Phong vi tôn. Vạn Trần Phong chia cắt một khối, ngắn ngủi một năm thời gian, đã phát triển đến tình cảnh này. Hạ Huyền Thịnh đến một cái tới, lập tức có mấy cái tuần tra cường giả, vây lại, quát hỏi nói. Đứng lại, phá hư đảo tu luyện nơi quan trọng, người ngoài không được đến gần. Hạ Huyền Thịnh mặt không đổi sắc, móc ra một phong thư, lạnh lùng nói, ta là luân hồi chi chủ dưới quyền đệ tử, phụng luân hồi chi chủ pháp dụ, hướng các người phá hư đảo phát hạ chiến thư, mời các người đảo chủ Vạn Trần Phong chuẩn bị sẵn sàng, luân hồi chi chủ ít ngày nữa liền tới lấy tính mệnh của hắn. Nghe được Hạ Huyền Thịnh mà nói, vậy mấy cái tuần tra cường giả, nhất thời cả kinh thất sắc.
chung quanh có đi ngang qua võ giả nghe được, cũng là kinh hãi dị biến sắc. Cái gì, luân hồi chi chủ muốn khiêu chiến vạn đảo chủ? Luân hồi chi chủ không phải là bị ma tổ vô thiên đuổi giết sao? Hắn còn dám ló đầu. Nghe nói luân hồi chi chủ tu vi, chỉ có hoàn chân cảnh 9 tầng thiên, hắn coi như lại nghịch thiên, cũng không khả năng đánh thắng được vạn đảo chủ à. Điểm này tu vi, lại dám khiêu chiến vạn đảo chủ, hắn là vì cướp đoạt cấm thiên bảng hạng khí vận sao? Đám người kinh hãi không thôi, xì xào bàn tán. Bọn họ cũng không biết, vạn trần phong cùng âm dương thần điện ân oán, chỉ lấy là Diệp Thần phát ra khiêu chiến, là vì tranh đoạt cấm thiên bảng hạng. Cấm thiên bảng, chính là thiên quân phong thần bia phó bia chế tạo, hạng càng gần trước, càng có thể được trong chỗ u minh phong thần khí vận che chở. Đám người chỉ lấy là, Diệp Thần là bị cựu Nhật Minh đuổi giết, tuyệt lộ, vừa mới nghĩ khiêu chiến vạn trần phong, cướp đoạt xếp hạng khí vận, lấy chậm tách ra tự thân nguy cục, nào nghĩ tới sau lưng là luân hồi cùng vạn khư tranh. Luân hồi thư khiêu chiến tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ phá hư đảo địa giới. Phá hư đảo bên trên, một nơi phong thủy bảo địa bên trong, một cái uy vũ đường đường nam tử, từ trong trạng thái tu luyện mở mắt ra, trong ánh mắt lóe lên bất ngờ cùng lạnh lùng vẻ. Luân hồi chi chủ muốn khiêu chiến ta, hắn rốt cuộc trở về âm dương thần điện, biết được hết thảy sao? Nam tử lẩm bẩm nói nhỏ, hắn chính là cấm thiên bảng hạng thứ 3 vạn trần phong. Suy nghĩ trong chuyển động, vạn trần phong thân thể như rồng, ngự gió bay lên trời, từ trên đảo bay ra. Theo vạn trần phong bay ra, toàn bộ phá hư đảo phía trên bầu trời, đều là kịch liệt chấn động đứng lên, tựa như gặp phải một cổ lực lượng vô hình khuấy động. Vạn trần phong thân thể, thẳng tắp như một cán thương, hắn trôi lơ lửng ở chân trời, bá đạo dơ lên trời khí thế thả ra ngoài, thiên địa nhật nguyệt cũng làm biến sắc, vũ trụ tựa như đều phải bị vỡ nát vậy, hiển hiện ra vô cùng hùng hồn uy năng. Vạn đảo chủ, bái kiến đảo chủ, bốn phía rất nhiều võ giả, thấy vạn trần phong xuất hiện, rối rít khom người thi lễ. Vạn trần phong, Hạ Huyền Thịnh thấy vạn trần phong, nhưng là vành mắt hết sức nứt ra. Hai tròng mắt cơ hồ giọt máu. Đó là hắn cửu nhân giết cha. Hắn quả đấm nặn được rắc rắc vang dội, cưỡng ép chịu đựng mình tức giận cùng cừu hận. Nếu như không phải là thực lực sai biệt bầy ở chỗ này, hắn đã sớm ra tay. Ha ha, Hạ Huyền Thịnh, luân hồi chi chủ muốn khiêu chiến ta sao? Vạn Trần Phong quan sát Hạ Huyền Thịnh, thanh âm lạnh lùng nói. Không sai, Vạn Trần Phong, ngươi ngày giỗ sắp tới. Hạ Huyền Thịnh cắn răng, bàn tay ném một cái, đem vậy thư khiêu chiến ném ra ngoài. Vạn Trần Phong khoanh tay tiếp lấy, nhưng liền xem cũng không kham, trực tiếp bóp vỡ cháy hết, cười nói, nghe nói luân hồi chi chủ, tu vi chỉ có hoàn chân cảnh 9 tầng thiên, lại dám khiêu chiến ta, thật là lớn khí phách, rất tốt, rất tốt. Dừng một chút, Vạn Trần Phong nhìn về phía Hạ Huyền Thịnh bên người tuần tra cường giả, hạ lệnh quát lên, đem người này giết. Trước áp chế luân hồi kiêu căng. Những cái kia tuần tra cường giả, nhất thời ngẩn ra. Chung quanh các võ giả, cũng là ngạc nhiên, không nghĩ tới Vạn Trần Phong sau đó chết làm. Cái gọi là hai quân tranh nhau, không chém sứ, Hạ Huyền Thịnh chỉ là một đưa thư, coi như Vạn Trần Phong muốn cùng luân hồi chi chủ khai chiến, cũng không nên giết chết hắn. Không cần do dự, chém chết người này, là vì tỏ rõ ta quyết chiến luân hồi quyết tâm. Luân hồi chi chủ đắc tội ma tổ vô thiên, ta chu diệt luân hồi, vô thiên tiền bối nhất định thật to vui mừng. Vạn Trần Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý cái gì không chém sứ quy củ, chỉ muốn lập tức giết chết Hạ Huyền Thịnh. Âm dương thần điện bên trong người, hắn là một cái cũng không muốn thả qua. Những cái kia tuần tra các cường giả, nghe được Vạn Trần Phong mệnh lệnh, vậy không do dự nữa, trực tiếp rút ra chiến đao, hướng Hạ Huyền Thịnh chém tới. Bọn họ ở phá hư đảo địa giới trên, theo nhờ địa mạch, có thể bùng nổ mạnh nhất chiến lực, xem Hạ Huyền Thịnh tu vi, chỉ có nửa bước bách ra cảnh, cũng chỉ không để ở trong lòng. Vạn Trần Phong, ngươi dám giết ta? Hạ Huyền Thịnh gương mặt vặn vẹo một tí, lại không nghĩ rằng Vạn Trần Phong lại muốn động sát thủ, hắn chỉ là phụng mệnh đưa tin mà thôi. Mắt gặp những cái kia tuần tra cường giả, vùng đao chém tới, Hạ Huyền Thịnh không đạt tới suy nghĩ nhiều. Lập tức rút ra đao ra khỏi vỏ, ánh đao như hoa tuyết vậy lướt qua, so tia chớp mau lẹ ngàn gấp vạn lần, hô hấp tới giữa, liền đem vậy mấy cái cường giả đầu, toàn bộ chém xuống tới. Toàn trường một hồi xôn xao, tất cả mọi người ánh mắt,
đồng loạt rơi vào Hạ Huyền Thịnh trên mình, chẳng ai nghĩ tới, đao pháp của hắn lại như thế cường hãn, tu vi chỉ là nửa bước bách gia cảnh, nhưng dựa vào đao pháp hung mãnh, giết người như chém cỏ, không phí nhiều sức. Đao pháp trung cực, phổ tưởng bí ẩn, xem ra ngươi đã lĩnh ngộ thấu triệt, quả nhiên có chút huyền diệu. Vạn Trần Phong thấy Hạ Huyền Thịnh đao pháp, ánh mắt híp lại, tán thưởng gật đầu một cái. Cũng tốt, đang cùng luân hồi quyết chiến trước, ta lấy trước ngươi luyện tay một chút. Vạn Trần Phong khóe miệng nhếch một cái lãnh khốc nụ cười, bàn tay nắm chặt, một cán ngân bạch chiến thương, còn quấn ngàn vạn nặng thần quang, từ hắn trong lòng bàn tay nổi lên. Cùng lúc đó, trong mắt hắn, vậy sinh ra kinh người biến đổi, lại toát ra từng vòng quang vòng. Ánh mắt biến thành trọng đồng. Trọng đồng dị tướng, là thiên quân tư tượng trưng. Trọng đồng dị tướng, thiên quân tư, Vạn Trần Phong, người kiêu căng, lại có thể hừng hực đến đây. Hạ Huyền Thịnh thấy Vạn Trần Phong trọng đồng, gương mặt nhất thời biến sắc. Xem ra, Vạn Trần Phong ban đầu đánh bại Âm Dương Thần Điệt, lấy được Vạn Khư Ban Phúc khen thưởng, đại khí vận thêm thân, lại sản sinh ra trọng đồng dị tướng. Nếu như cùng quyết chiến bắt đầu, Diệp Thần muốn phải đối phó hắn, vậy thì càng khó giải quyết. Nghĩ tới đây, Hạ Huyền Thịnh nội tâm 10 phần lo âu. Ha ha, Hạ Huyền Thịnh, ta đây muốn xem, ngươi vô tưởng một đao, có thể hay không ngăn trở ta một súng. Vạn Trần Phong cười lạnh một tiếng, tay phải kình thương chỉ thiên, đầu thương chỉ hướng bầu trời, một đạo thần mang phóng lên cao, ùng ùng vang dội, bầu trời ngay tức thì bị xuyên thủng, hiển hóa ra vạn nặng đen nhánh vũ trụ thâm thúy khí tượng, có cuồn cuộn ánh sao, vô cùng thụy khí hạ xuống. Bên trong phương viên mấy vạn dặm, tất cả đại dương, hòn đảo, núi cao, rừng rậm, run lẩy bẩy, trời đất phảng phất muốn sụp đổ. Vạn Trần Phong giơ lên trời một súng, chỉ là xúc thế đãi phát, còn không chân chính bộc phát ra, cũng để cho thiên địa làm run rẩy, vũ trụ làm tan vỡ, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu uy mãnh, đáng sợ cỡ nào, biết bao bá đạo. Hạ Huyền Thịnh cảm nhận được Vạn Trần Phong khí thế, hoàn toàn nghẹt thở. Cho ta chết! Vạn Trần Phong quát to một tiếng, giơ lên trời một súng, như vũ trụ sụp đổ vậy chấn áp xuống tới, hung hăng hướng Hạ Huyền Thịnh đập tới. Cùng lúc đó, mấy vạn dặm bên ngoài, Âm Dương Thần Điện trụ sở, Kinh Cức đảo bên trên. Diệp Thần đang ngồi ở trong cung điện, bất thình lình, nhưng bắt được một cổ vô cùng nguy hiểm hơi thở. Hạ Huyền Thịnh xảy ra chuyện. Diệp Thần mặt liền biến sắc, mặc dù cách nhau mấy vạn dặm, nhưng hắn đã cảm giác được Hạ Huyền Thịnh nguy hiểm. Hạ Huyền Thịnh mang khiêu chiến của hắn xách đi ra ngoài, cho nên hắn có thể rõ ràng bắt được tất cả nhân quả. Thậm chí, trong sâu thẳm, Diệp Thần tựa như xuyên thủng hư không, dòm ngó đến vậy giơ lên trời một súng uy thế. Hai quân giao chiến, không chém sứ, cái này Vạn Trần Phong, lại liền đưa thư sứ giả cũng giết, thủ đoạn không khỏi quá tàn nhẫn điểm. Diệp Thần ngũ quan hơi vặn vẹo, nhưng cũng không nghĩ tới, Vạn Trần Phong lại muốn đối đưa thư Hạ Huyền Thịnh động thủ. Hư linh thần mạch, mở. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần vậy không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở hư linh thần mạch, phong tỏa Hạ Huyền Thịnh vị trí, sau đó nghiền bạo hư không, trực tiếp biến dạng nơi có không gian quy luật, ngay tức thì qua lại, chạy tới phá hư đảo. Mà lúc này, Hạ Huyền Thịnh thấy vậy giơ lên trời một súng, uy đè xuống, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, tự thân như con kiến hôi nhỏ bé, tựa như tùy thời phải bị nghiền nát. Vô tư vô niệm, vô tưởng một đao. Dưới áp lực to lớn, Hạ Huyền Thịnh cắn chặt hàm răng, hoàn toàn để chống tâm tình, tiến vào trạng thái vong ngã. Hắn luyện thành vô tưởng một đao, cho dù là đối mặt sống chết đại khủng bố, cũng có thể ngay tức thì tiến vào trạng thái vong ngã, từ đó bùng nổ mạnh nhất đao thế. Vù vù, thân đao chấn động, tất cả thế giới hiện thật quy luật, ở nơi này một đao dưới, tựa như đều phải băng diệt. Hạ Huyền Thịnh chém ra một đao, thân đao bạo khởi đen nhánh hỗn độn mang khí, trực tiếp chém về phía Vạn Trần Phong chiến thương. Kiến càng hám cây, buồn cười không tự lượng. Vạn Trần Phong khinh thường cười một tiếng, chiến thương như núi lỡ thiên liệt, điên cuồng đập đánh tiếp. Phịch, vô tưởng đao, giơ lên trời thương, hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra động trời đợt khí, bầu trời vạn nặng vũ trụ đều bị xé nát, hóa thành một mảnh hỗn độn cho đen thời không, bốn phía âm phong thảm thảm, gió bão nổ tung. Chung quanh võ giả, kinh hoàng lui về phía sau. Có người tránh lui chậm hơn, gặp phải đao thương đợt khí cuộn sạch, ngay tức thì bị xé bể thành phấn vụn, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra.
Đây là vô tưởng một đao, cùng giơ lên trời một súng va chạm, đại biểu đao pháp trình độ cao nhất, thương pháp trình độ cao nhất, đỉnh cấp giao phong, ngàn vạn tái hiện thực quy luật bị nghiền nát, uy áp cực kỳ khủng bố, căn bản không phải vậy võ giả có thể chịu đựng. Phốc xích. Hạ Huyền Thịnh cuồng phún máu tươi, ở đao thương giao phong ngay tức thì, cả người xương cốt cũng bị chấn bể, cuồng phún ra máu tươi bên trong, thậm chí mang chút nội tạng mảnh vỡ, bị thương cực kỳ thảm thiết, ầm một tiếng, hung hăng rơi vào phía dưới biển sâu. Máu tươi chảy như dòng nước dưới, nước biển đều bị nhuộm thành liền máu đỏ màu sắc, nhìn thấy mà đau lòng. Ha ha, vô tưởng một đao, mặc dù lợi hại, đáng tiếc ngươi tu vi quá kém, cuối cùng không địch lại ta một chiêu. Vạn Trần Phong gương mặt lạnh lùng, thân thể như núi cao vậy, sừng sững không nhúc nhích. Mới vừa giao phong, hắn liền một chút chấn động cũng không có, đặc biệt ung dung, lấy nghiền ép dung mạo, chiến thắng Hạ Huyền Thịnh. Thật ra thì, vô tưởng một đao, giơ lên trời một súng, đều là Hồng Quân lão tổ sáng chế thần thông, đại biểu đao thương trình độ cao nhất, hai người cũng không chia cao thấp. Nhưng, Vạn Trần Phong tu vi, so Hạ Huyền Thịnh cao hơn quá nhiều. Hắn là bách gia cảnh 6 tầng thiên cường giả, dựa vào tự thân tu vi cường hãn, ung dung nghiền ép Hạ Huyền Thịnh, không phí nhiều sức. Thế giới hiện thật quy luật, cuối cùng không phải đột phá dễ dàng như vậy, ở to lớn cảnh giới chênh lệch hạ, hết thảy võ đạo thần thông đều là vô căn cứ, chỉ có cảnh giới lực lượng, mới là vĩnh hằng. Đám người ngơ ngác nhìn một màn này, không nghĩ tới Vạn Trần Phong cường hãn như vậy. Đảo chủ uy vũ, đang trầm mặc một trận sau đó. Đám người bộc phát ra một hồi sơn hô hải khiếu vậy kêu gào, ánh mắt đều là mang nóng rực. Vạn Trần Phong chưa đủ thiên tuế, tu vi đạt tới bách gia cảnh 6 tầng thiên, hơn nữa nắm giữ giơ lên trời một súng, phần này thiên tư cùng bẩm phú, đủ để làm mỗi một người làm hâm mộ, sùng bái, kính sợ. Cầm thi thể đánh vất lên, cắt lấy đầu người, đưa đi cựu Nhật Minh. Vạn Trần Phong thu hồi chiến thương, nhàn nhạt phân phó. Ở hắn trong mắt, Hạ Huyền Thịnh đã là một cổ thi thể. Có đệ tử cung kính đáp dạ, liền muốn đem Hạ Huyền Thịnh thân thể, từ hải lý mò ra. Nhưng ngay vào lúc này, bốn phía hư không kịch liệt chấn động đứng lên, nhất trọng trọng không gian nghiền, cuồn cuộn ánh sáng trắng, từ bên trong vết nứt không gian thấm ra. Một viên minh mông tinh thần, mang cuồn cuộn tín ngưỡng linh khí, từ trên mặt biển bay lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Nguyện vọng thiên tinh. Vạn Trần Phong thấy ngôi sao này, gương mặt nhất thời biến sắc. Nhưng gặp ở nguyện vọng thiên tinh cảm cho đòi hạ, Hạ Huyền Thịnh thân thể, từ hải lý thăng lên, bị tiếp đón đến trên tinh cầu. Sau đó, nguyện vọng thiên tinh trên, bắn ra từng đạo bát quái thiên đan thuật xanh thẫm ánh sáng, bao phủ ở Hạ Huyền Thịnh trên người. Hạ Huyền Thịnh bị thương rất nặng, chỉ còn lại một hơi, nhưng ở bát quái thiên đan thuật chữa trị xuống, thương thế nhanh chóng hết bệnh, nguyên khí nhanh chóng khôi phục. Mở mắt ra, tỉnh lại. Ngay sau đó, nguyện vọng thiên tinh trên, dần dần hiển hóa ra một đạo thanh niên bóng người, tay cầm tai nạn thiên kiếm, chính là Diệp Thần. Điện chủ đại nhân. Hạ Huyền Thịnh thấy Diệp Thần hạ xuống, nhất thời kinh ngạc vạn phần, lại kích động không thôi, tựa như thấy được thiên đại cứu tinh. Luân hồi chi chủ, là ngươi. Vạn Trần Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn phá hư đảo không gian, sớm bị hắn phong tỏa. Người ngoài muốn đi vào, chỉ có thể là ngự gió phi hành, nhưng Diệp Thần nhưng trực tiếp nghiền bạo nơi có không gian, hạ xuống, hắn nội tâm rung động không dứt. Toàn trường mọi người, cũng là kinh hãi vạn phần, chỉ cảm thấy Diệp Thần khí thế, lại có thể không thua với Vạn Trần Phong. Phải biết, Diệp Thần tu vi, chỉ có hoàn chân cảnh 9 tầng thiên, cùng Vạn Trần Phong chênh lệch to lớn, khí thế lại có thể chút nào không thua, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Không có sao chứ. Diệp Thần nhìn về Hạ Huyền Thịnh, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thật may tự mình tới được không tính là quá muộn, nếu như chậm một chút nữa, sợ rằng Hạ Huyền Thịnh liền phải bị giết. Ta không có sao, đa tạ điện chủ cứu giúp. Hạ Huyền Thịnh tim đập bịch bịch, nhìn Diệp Thần, chỉ cảm thấy thời khắc này Diệp Thần, thân thể phá lệ to lớn cao ngất, làm người ta mảng bái. Ha ha, luân hồi chi chủ, không nghĩ tới ngươi còn dám ló đầu, sẽ không sợ ma tổ vô thiên đuổi giết sao? Vạn Trần Phong cũng là tỉnh táo lại, trong đầu nghĩ nếu luân hồi hạ xuống, vậy mình là vạn khư gian tế bí mật, hơn phân nửa đã bị tiết lộ. Bây giờ muốn bảo thủ bí mật nói, phải giết chết Diệp Thần. Hắn mang ra ma tổ vô thiên danh hiệu, là muốn nhiễu loạn Diệp Thần tâm thần.
Diệp Thần nhàn nhạt nói, chuyện ta, không cần ngươi bận tâm. Hắn dám hiện thân, tự nhiên là có mình tính toán. Ma tổ vô thiên cựu nhật thân thể, không thể tùy tiện hạ xuống, coi như muốn đuổi giết hắn, cũng chỉ có thể dựa vào người thủ hạ đuổi giết. Mà cựu nhật minh bên trong hộ pháp cường giả, Diệp Thần cũng không sợ, huống chi sau lưng hắn, còn có Giả Thiên Ma Đế. Giả Thiên Ma Đế khẳng định vậy sẽ âm thầm ra tay, bảo vệ Diệp Thần, sẽ không để cho thế cục trở nên ác liệt. Cho nên, Diệp Thần không hề lo lắng, chỉ cần mình đừng quá nhảy thoát, chạy nữa đến cựu nhật minh địa bàn làm ầm ĩ, cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Vạn Trần Phong cười nói, rất tốt, luân hồi chi chủ, ngươi ngược lại là thật can đảm thức, dám trực tiếp tới ta phá hư đảo địa bàn quyết chiến. Ở phá hư đảo địa giới trên, Vạn Trần Phong có địa mạch khí vận gia trì, sức chiến đấu có thể tiến thêm một bước, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đừng nói nhảm, Vạn Khư Gian Tế, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, bỗng nhiên vung lên tai nạn thiên kiếm, trường kiếm mang ngập trời tai khí, hướng Vạn Trần Phong chém chết đi. Mà nghe được Diệp Thần mà nói, chung quanh rất nhiều võ giả, đều là ngạc nhiên. Cái gì Vạn Khư Gian Tế, chẳng lẽ Vạn Trần Phong thân phận, ngoài ra khác thường. Vạn Trần Phong mặt không đổi sắc, duy trì chấn định, nói, luân hồi chi chủ, người hồ ngôn loạn ngữ cái gì, muốn nhiễu loạn ta tâm thần sao? Cũng không như vậy dễ dàng. Mắt gặp Diệp Thần một kiếm chém tới, Vạn Trần Phong tiện tay huy động chiến thương đón đỡ. Diệp Thần một kiếm này chỉ là dò xét, cũng không có vận dụng chân lực, một kiếm đánh vào Vạn Trần Phong trên thân súng, đang một thanh âm vang lên, tia lửa văng khắp nơi, hắn rút kiếm lui về phía sau. Vạn Trần Phong cũng là lui về phía sau ba bước, ngưng thần mà đợi. Cái này một tí giao phong dò xét, hai bên có kiêng kỵ. Tên này, bách gia cảnh 6 tầng thiên, quả nhiên không dễ dàng đối phó. Diệp Thần sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, mới vừa hắn một kiếm, mặc dù chỉ là dò xét, nhưng dẫu sao là tai nạn thiên kiếm mũi nhọn, vậy không thể khinh thường. Nhưng, Vạn Trần Phong tùy ý đón đỡ, ung dung tiếp, không tốn sức chút nào, cũng không sợ sợ tai nạn hơi thở xâm nhập phạt, đủ thấy hắn võ đạo nội tình cường hãn. Mà Vạn Trần Phong, vậy cảm thấy Diệp Thần uy thế, tuyệt không phải bề ngoài nhìn như thế đơn giản. Xem ra cuộc chiến hôm nay, muốn bắt, tuyệt không phải chuyện dễ. Vạn Trần Phong tinh thần chấn động, thu hồi tất cả khinh địch chi tâm, bách ra cảnh 6 tầng thiên linh khí, toàn bộ bạo phát ra. Vù vù. Trong thoáng chốc, trên người của hắn, tràn ngập nhất trọng thần quang, trong mắt cũng có từng vòng quang vòng bung ra, trọng đồng dị tượng hiện ra đến trình độ cao nhất. Chung quanh các võ giả, thấy hai người như thế ngưng trọng hình dáng, cũng là khẩn trương. Trận chiến này, là cuộc chiến sinh tử. Tuy nói phần lớn người, cũng tin tưởng Vạn Trần Phong thực lực, đủ để chiến thắng Diệp Thần. Nhưng, Diệp Thần chính là luân hồi chi chủ, khí vận ngút trời, làm sao có thể tùy tiện chết. Trận chiến này ai chết vào tay ai, còn rất khó nói. Hồng Mông Đại Tinh Không, luân hồi thánh hồn thiên, mở. Diệp Thần trước tiên động thủ trước, ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, Hồng Mông Đại Tinh Không mở, hơn nữa đồng thời thả ra luân hồi thánh hồn thiên, hồn thể đổi thành. Hồng Mông Tinh Không, cùng luân hồi hồn trời, dung hợp vào nhau, hiển hóa ra mênh mông mù mịt, hư không trong suốt bầu trời dị tượng, giống như một cái nồi lớn xây vậy, bao phủ lại toàn bộ phá hư đảo. Mà ở Hồng Mông thánh hồn thiên bao phủ hạ, phá hư đảo địa mạch khí vận, lại bị áp chế, khó mà phát huy ra hiệu quả. Cái gì? Vạn Trần Phong cảm thấy được một màn này, gương mặt nhất thời co quắp một tí. Diệp Thần khẽ mỉm cười, hắn dám một mình xâm phạm, tự nhiên là có chỗ ỷ lại. Dựa vào Hồng Mông Đại Tinh Không cùng luân hồi thánh hồn thiên dung hợp, hắn đủ để ngắn ngủi áp chế nơi này địa mạch, không cho Vạn Trần Phong bất kỳ mượn dùng cơ hội. Ta cầu nguyện, vạn nặng Phật tháp, uy xuống trần đời. Diệp Thần vung tay lên, nguyện vọng thiên tinh tóe ra ngàn vạn nặng Phật quang. Kim mang sáng chói. Cuồn cuộn Phật quang tới giữa, có từng ngọn phù đồ bảo tháp, long ngâm gầm thét, từ trên tinh cầu gào thét ra, ùn ùn kéo đến, hướng Vạn Trần Phong đập giết đi. Đây là 8 bộ phù đồ khí uy nghiêm. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, hắn nắm giữ thần thông, đã đến tự nhiên cảnh giới, căn bản không cần câu nệ hình thức, ví dụ như vậy 8 bộ phù đồ khí thần thông, dùng nguyện vọng thiên tinh cũng có thể thúc dục, linh khí một tí bùng nổ. Thì có ngàn vạn nặng Phật tháp, như sao rơi mưa sa đập giết ra tới,
vô cùng nguy nga. Đáng chết! Vạn Trần Phong thấy từng ngọn Phật tháp, ùn ùn kéo đến đập tới, đầy trời đều là cổ xưa thánh Phật uy áp, nhất thời có chút nghẹt thở. Nhất thương kình thiên, ta là Chí Tôn. Ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, Vạn Trần Phong cũng không dám khinh thường, trực tiếp bộc phát ra mạnh nhất sát chiêu, giơ lên trời thương pháp trình độ cao nhất tự nhiên, thân súng tách thả ra vạn nặng thần mang, cả người cũng là thần quang bung ra, tại chỗ diễn hóa ra một bộ màu bạc trắng khôi giáp. Khôi giáp thêm thân, chiến thương nơi tay, giờ khắc này Vạn Trần Phong, tựa như sử thi thần thoại bên trong nhảy ra chiến thần, uy mãnh vô địch, khí thế ngút trời. Phá! Hắn một súng huy kích, như rồng xoay tròn, hoành tảo thiên quân, đem Diệp Thần đập tới từng ngọn Phật tháp, toàn bộ quét bay nghiền nát, hoàn toàn bạo diệt. Ha ha, giơ lên trời một súng, quả nhiên không giống vật thường. Diệp Thần cảm nhận được Vạn Trần Phong bá đạo khí thế, thoáng lui về phía sau. Xích Trần Thần Mạch, mở. Trước khí thế trên, Diệp Thần cũng không nguyện thua, trực tiếp mở Xích Trần Thần Mạch, cả người che phủ một tầng hoàng kim chiến giáp. Cái này một tí, Diệp Thần cùng Vạn Trần Phong, đều là người khoác chiến giáp, đều cầm kiếm thương, đứng ngạo nghễ hư không giằng co, như hai tôn cổ xưa chiến thần giao phong, hình ảnh cực kỳ nguy nga. Nghe nói người luyện thành chỉ thủy một kiếm, luân hồi chi chủ, cứ việc thi triển ra, để cho ta khai mở nhãn giới. Vạn Trần Phong mỉm cười, hắn biết chỉ thủy kiếm đạo lợi hại, có thể mượn không không thời không năng lượng, nghịch chuyển thế gian hết thảy quy luật, vô cùng cường hãn. Nhưng, đáng sợ như vậy kiếm pháp, thi triển trên đường, nhất định sẽ có sơ hở, hắn nắm giữ giơ lên trời thương, cùng chỉ thủy kiếm đạo nguyên gia Hồng Quân, rất có cộng thông chi sử, chỉ cần Diệp Thần dám xuất kiếm, hắn liền có nắm chắc nắm lấy sơ hở, dành cho một kích chí mạng. Ha ha, đối phó một mình ngươi Vạn Khư gian tế, cần gì phải chỉ thủy? Minh tự quyết, cho ta trấn áp. Diệp Thần quát to một tiếng, bàn tay đột nhiên cách không một chảo, sử dụng Minh tự quyết. Muốn đoạt lấy Vạn Trần Phong binh khí. Vạn Trần Phong chỉ cảm thấy trong tay chiến thương, không bị khống chế vậy, bị một cổ đại lực lôi kéo, hắn lại không cách nào cầm nặn, súng trường rời tay bay ra, rơi vào Diệp Thần trong tay. Ha ha, nói ta là Vạn Khư gian tế, chính ngươi ngược lại vận dụng Vạn Khư thần thông, rốt cuộc ai mới là gian tế. Vạn Trần Phong mất đi binh khí, không chút kinh hoàng. Binh khí chỉ là ngoại vật, giơ lên trời một súng. Trung cực nghĩa sâu xa là đạo tâm, chỉ cần có dơ lên trời cái thế quyết tâm, thiên hạ vạn vật đều có thể là binh khí. Biển cả vô lượng, nghe ta kêu gọi, hóa thành thần binh. Vạn Trần Phong ánh mắt sắc bén, ngưỡng mặt thét dài, bàn tay nắm chặt, phía dưới sóng biển bạo động lực, ùng ùng vang dội, ở hắn hơi thở bao phủ hạ, khơi dậy vạn nặng sóng thần. Sau đó, hàng tỷ tấn nước biển, bị không ngừng nén, hóa thành một cán màu u lam chiến thương. Trôi lơ lửng ở Vạn Trần Phong đỉnh đầu. Cái này cần màu u lam chiến thương, không biết có nhiều ít trượng dài, hàm chứa biển cả địa mạch ngút trời uy thế, phát ngang ở trong hư không, hơi nước vờn quanh, xanh thẫm như mộng ảo, dường như muốn áp chế nguyên phiến thiên địa, khí tượng mênh mông. Đảo chủ uy vũ, vây xem các võ giả, thấy Vạn Trần Phong hóa biển cả là súng lục đoạt, đều là kinh ngạc rung động, sùng bái không thôi, rối rít kêu gào hoan hô. Phá! Hạ một sát, Vạn Trần Phong một tiếng quát mắng, to lớn biển cả thần thương bạo giết ra, như trời cướp thần phạt, đập về phía Diệp Thần đỉnh đầu. Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng, cho ta nghiền nát. Diệp Thần thấy Vạn Trần Phong uy mãnh như vậy một súng, vậy là không dám thở ơ, ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, cả người linh khí hội tụ bàn tay. Trong thoáng chốc, Diệp Thần sau lưng hiện ra thế giới vô biên, Vạn Trọng Lâu các kinh thiên khí tượng, cuồng bạo vô cùng cương phong. Mạnh nhất 9 tầng trời thần thuật nguyên khí, ở hắn lòng bàn tay ngưng luyện. Phịch! Diệp Thần hung hăng một trường, đánh về phía Vạn Trần Phong biển cả thần thương. Cuồng bạo trưởng phong, xen lẫn đủ để bạo diệt muôn vàn vũ trụ, nghiền nát hàng tỷ ngôi sao đáng sợ uy thế, hung hăng vỗ xuống đi. Oanh! Một màn kinh người xuất hiện, ở Diệp Thần một trường đánh xuống, to lớn kia biển cả thần thương, tại chỗ bị đánh được nổ tung. Hóa thành đầy trời phiêu tán màu xanh ra trời giọt nước, tứ tán bắn tán loạn đi, sau đó diễn biến thành một tràng mưa như chút nước mưa to, rào 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 bão rơi xuống. Cái gì? Vạn Trần Phong thấy mình thương pháp bị phá, nhất thời hoảng hốt, chỉ cảm thấy ngực gian khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa muốn nôn mửa ra, mình vậy bị cực lớn cắn trả.
Hắn biết Diệp Thần nắm giữ Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng, nhưng không nghĩ tới Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng uy thế, lại có thể hung mãnh đến tình cảnh này, một trưởng đem hắn thương pháp thần thông đánh nát, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng cuối cùng là ở thực tế phạm vi, không có siêu thoát thực tế quy luật, hắn cảnh giới tu vi, so Diệp Thần mạnh ra quá nhiều, từ thực tế góc độ xem, lớn như vậy cảnh giới chênh lệch, Diệp Thần không thể nào kích phá hắn thần thông. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hắn có thể làm được một điểm này, nhưng thật ra là bởi vì luân hồi hồn thể gia trì. Luân hồi thánh hồn thiên mở, Diệp Thần hồn thể đổi thành, thể chất đổi được vô cùng cường hãn, bộc phát ra Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng, vậy ngoài định mức uy mãnh bá đạo, coi như là vạn trần phong dơ lên trời một súng, cũng không ngăn nổi hắn một trường. Chín tầng trời thần thuật uy lực, há là ngươi có thể hiểu. Chết đi cho ta. Diệp Thần thừa thắng truy kích. Huy trưởng hung hăng hướng Vạn Trần Phong vỗ tới. Vạn Trần Phong hoảng hốt, trong đầu nghĩ nếu là bị một trưởng này đánh trúng, hắn cho dù có 100 cái mạng, đều phải chết. Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng, xếp hạng thứ nhất 9 tầng trời thần thuật, uy thế xa xa vượt quá hắn tưởng tượng. Đấu tự quyết, Cửu Châu Sơn Hà lớn đấu khí. Sống chết trước mắt, Vạn Trần Phong con ngươi là máu, cả người ý chí chiến đấu cháy, lại có thể sử xuất đấu tự quyết. Hơi thở đổi thành là đấu khí vần quanh toàn thân thể lập tức bành trướng, hóa thành vạn trượng cao, như cổ xưa đấu đế quân vương, đấu khí ở lòng bàn tay ngưng luyện nén, sản sinh ra một cán đấu thần chiến thương. Đấu tự quyết, đạo chủ đại nhân làm sao sẽ đấu tự quyết? Đấu tự quyết, đây là Phạm Thiên thần công bên trong thần thông, là Vũ Hoàng thế gia bí kỹ à? Chẳng lẽ đạo chủ đại nhân, thật cùng Vạn Khư thần điện có dây dưa dễ má? Chung quanh các võ giả, thấy Vạn Trần Phong bỗng nhiên thi triển ra đấu tự quyết, đều là khiếp sợ. Ở Vạn Trần Phong hào hùng đấu khí uy áp hạ, tất cả mọi người đều bị chấn động được lui về phía sau, không cách nào đến gần. Vạn Trần Phong, ngươi lại biết sử dụng đấu tự quyết, ngươi còn nói ngươi không phải Vạn Khư gian tế. Diệp Thần hừ một tiếng, thấy Vạn Trần Phong đấu tự quyết mở ra, cũng không ngoài suy đoán. Vạn Trần Phong lạnh ngắt cười một tiếng. Nói cũng chỉ rất nhiều người biết Phạm Thiên thần công, không cho phép ta sẽ. Diệp Thần nói, người cũng xứng cùng ta so sánh. Vạn Trần Phong gương mặt không thay đổi, tự nhiên sẽ không thừa nhận mình Vạn Khư thân phận, lạnh lùng nói, hãy bớt nói nhảm đi, có thể ép ta đến bước này, người ngày hôm nay cho dù chết, cũng không uổng. Tiếng nói rơi xuống, Vạn Trần Phong cả người đấu khí, bùng nổ đến đỉnh cấp, mãnh liệt hướng Diệp Thần trấn áp đi. Hắn đấu khí. Thẳng sông lên trời cao, hiển hóa ra Cửu Châu núi sông bóng dáng, tựa như hội tụ núi sông uy năng, muốn nghiền ép hết thảy, vô cùng cường hãn. Nhưng mà, Diệp Thần không có động tĩnh, lạnh lùng nói, người đấu khí, vẫn còn quá yếu. Đấu tự quyết, mở. Quát to một tiếng, Diệp Thần ý chí chiến đấu bùng nổ, cả người linh khí vậy chuyển hóa thành đấu khí, một hạt châu từ trong cơ thể hắn bay ra, đó là Thập Đại Thiên Châu bên trong đấu thần Thiên Châu. Ở đấu thần Thiên Châu gia trì xuống, Diệp Thần đấu khí, điên cuồng bành trướng, xung nhét toàn bộ vũ trụ càn khôn, dõi mắt thiên địa biển cả, khắp nơi bát hoang, toàn bộ là hắn đấu khí bóng dáng. Liên liên Vạn Trần Phong thân thể, đều bị Diệp Thần đấu khí bao phủ ở. Cái gì? Vạn Trần Phong thân thể chấn động, nào nghĩ tới Diệp Thần lại vậy nắm giữ đấu tự quyết, hơn nữa cùng đấu thần Thiên Châu dung hợp, khí thế so hắn còn cường hãn hơn. Thiên tai đấu khí, tiêu diệt hết thảy. Diệp Thần ngưỡng mặt thét dài, tai nạn thiên kiếm giết ra, cùng đấu khí kinh thiên dung hợp. Trong thoáng chốc, hắn đấu khí, hóa thành cuồn cuộn cho đen màu sắc, giống như tai họa nước lũ, từ trên trời hạ xuống, như ngày tận thế tinh bộc vậy, cuồn cuộn không ngừng hướng Vạn Trần Phong dốc vào đi. Vạn Trần Phong thần sắc hoảng hốt, vốn là lấy hắn bách ra cảnh 6 tầng thiên thực lực, Diệp Thần tai nạn kiếm khí, khó mà thương tổn tới hắn. Nhưng hiện tại, tai nạn thiên kiếm cùng đấu tự quyết dung hợp, thiên tai đấu khí, tràn đầy lớn sát phạt, lớn ăn mòn, lớn khí thế kinh khủng, liền hắn cũng không đỡ được. Oanh oanh oanh, cuồn cuộn tai khí dốc vào xuống, Vạn Trần Phong thân thể, ở chư thiên tai khí ăn mòn, da ngay tức thì biến thành xám tím màu sắc, tựa như chúng kịch độc, gương mặt vậy nhất thời vặn vẹo. Không thể nào, ta làm sao sẽ bị thua? Vạn Trần Phong ở tai khí ăn mòn. Cả người như bị kiến phệ, thống khổ dị thường, vạn trượng cao thân thể, cũng là ngay tức thì bị đánh hồi nguyên hình,
như một con kiến hôi vậy, ở đầy trời tai khí bên trong vùng vẫy. Phốc xích. Trong phút chốc, Vạn Trần Phong liền ngũ tạng lục phủ, cũng gặp phải tai khí ăn mòn, há mồm phun ra máu tươi, gương mặt ngay tức thì trắng bệch. Đáng chết, rút lui. Vạn Trần Phong cắn chặt hàm răng, thật sâu cảm thấy Diệp Thần đáng sợ, nếu như lại lưu lại nữa mà nói, hắn tuyệt đối phải bị tai nạn thiên kiếm cùng đấu tự quyết giết chết. Trong chớp mắt, Vạn Trần Phong ngự gió phóng lên cao, đi bên ngoài chạy trốn đi. Chung quanh các võ giả, chỉ thấy vậy đầy trời tai khí trong khói mù, một đạo tinh mang bắn ra, như bạch hồng sâu ngày, chính là Vạn Trần Phong. Đạo chủ bại chạy. Mọi người thấy Vạn Trần Phong xa sút chạy khỏi, đều là vô cùng kinh hãi. Phải biết, Vạn Trần Phong nhưng mà bách gia cảnh 6 tầng thiên cường giả, lại có thể vậy thua ở Diệp Thần dưới quyền, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần thực lực, rốt cuộc lợi hại đến cái gì bước? Muốn chạy. Diệp Thần thấy Vạn Trần Phong muốn chạy, chuẩn bị vận dụng Thiên Yêu thần tác, đem đối phương trói. Lệ. Nhưng vừa lúc đó, 9 tầng trời trên bầu trời, truyền tới một đạo réo rắt kêu tiếng, nhưng gặp từng cái chu tước, tràn ngập tiên hà thủy khí, từ trên trời hạ xuống. Chu tước cửa, cho ta trấn áp. Một đạo kiều sắt tiếng nổ vang. Là Kỷ Tư Thanh thanh âm. Kỷ Tư Thanh ở chân trời hiện lên, tiêm vung tay lên, một miếng đỏ thấm cổ xưa môn hộ, ầm ầm chấn rơi xuống. Đó là Hồng Hoang Cửu Môn bên trong chu tước cửa. Không tốt. Vạn Trần Phong thấy đột ngột phủ xuống chu tước cửa, nhất thời thần sắc đại biến. Hắn cả người sớm bị tai nạn đấu khí ăn mòn, trạng thái đặc biệt không ổn, lần này chạy khỏi giây phút, đột nhiên gặp phải Kỷ Tư Thanh trấn áp, căn bản không cách nào phản kháng. Vậy chu tước cửa, thần mang vạn trượng, thủy khí thiên điều, chung quanh vây quanh vô số chu tước phượng hoàng thần điểu, dị thường nguy nga, hung hăng trấn áp xuống tới, ngay tức thì đem Vạn Trần Phong thân thể ngăn chặn. Vạn Trần Phong bị đè ở chu tước cửa hạ, nhất thời nhúc nhích không được. Tư Thanh, ngươi làm sao tới? Diệp Thần thấy Kỷ Tư Thanh hạ xuống, trong lòng vừa kinh lại vui. Kỷ Tư Thanh mỉm cười cười một tiếng, nói, ngươi kêu ta ở lại Bắc Mãng tổ địa, nhưng ta một người còn là quá nhàm chán, cho nên đến tìm ngươi. Diệp Thần thở dài một cái, bên trong lòng rất là cảm kích. Hắn để cho Kỷ Tư Thanh ở lại Bắc Mãng tổ địa, nhưng thật ra là chẳng muốn nàng giao thiệp với vòng xoáy nguy hiểm. Nhưng, Kỷ Tư Thanh tình thâm nghĩa nặng, cuối cùng không đành lòng nhìn Diệp Thần một mình tác chiến, cho nên tới đây bầu bạn. Cảm ơn ngươi. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve Kỷ Tư Thanh gò má, trong mắt mang ôn nhu. Kỷ Tư Thanh cũng là mắt lộ vẻ cười ý, hai người ngưng xem nhìn nhau, tràn đầy tình ý. Vạn Trần Phong thấy một màn này, nhất thời vô cùng giận dữ. Diệp Thần cùng Kỷ Tư Thanh, lại có thể ở trước mặt hắn, nói chuyện yêu đương, hoàn toàn không đem hắn đặt ở bên trong mắt. Hắn liều mạng vùng vẫy, nhưng bị chu tước cửa áp chế, động cũng không nhúc nhích được. Hạ Huyền Thịnh thấy Vạn Trần Phong xa sút bị trấn áp, nội tâm cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong đầu nghĩ cha, điện chủ thay chúng ta báo thù. Vạn Trần Phong, người cái này vạn khư gian tế, còn có lời gì có thể nói? Diệp Thần ánh mắt rơi vào Vạn Trần Phong trên mình, lạnh lùng nói. Vạn Trần Phong vành mắt hết sức nứt ra, nói, luân hồi chi chủ. Ta không phải vạn khư gian tế, ngươi không muốn ngậm máu phun người, hôm nay ta bại trong tay ngươi, là các ngươi lấy nhiều ăn hiếp ít, ta không lời có thể nói, ngươi muốn giết cứ giết. Hắn tự biết hẳn phải chết, cho nên cũng không làm ngoắc đuôi xin xỏ tư thái, chỉ cầu nhanh chết. Còn như vạn khư bí mật, hắn dĩ nhiên là không chịu bại lộ. Cho dù chết, hắn đạo tâm vậy không tan vỡ, không có phụ lòng vạn khư uy danh. Diệp Thần thấy Vạn Trần Phong quật cường như vậy hình dáng, ha ha cười một tiếng, nói, ngươi không phục. Vạn Trần Phong nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn xem Kỷ Tư Thanh, nói các ngươi lấy nhiều ăn hiếp ít, ta dĩ nhiên không phục. Diệp Thần ánh mắt run lên, nói, rất tốt, ngươi không phục, ta đánh liền đến ngươi phục. Dứt lời, Diệp Thần bàn tay một chảo, đem Vạn Trần Phong thân thể, từ chu tước cửa hạ bắt đi ra, níu lấy hắn cổ áo. Vạn Trần Phong hô hấp ngưng động chất, nói, ngươi có ý gì? Diệp Thần hừ một tiếng, bàn tay dâng lên bát quái thiên đan thuật ánh sáng, còn có thiên tiên cá chép sao tiên khí. Ở bát quái thiên đan thuật cùng thiên tiên cá chép sao chữa trị xuống, Vạn Trần Phong thương thế nhanh chóng khôi phục, trên mình tai khí vậy toàn bộ tiêu tán, khôi phục rất nhanh đến đỉnh cấp.
cảm thấy được tự thân hơi thở khôi phục, Vạn Trần Phong cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Thần không những không có giết hắn, ngược lại thay hắn chữa trị. Luân hồi chi chủ, người muốn làm chi? Vạn Trần Phong hơi thở tuy khôi phục, nhưng vẫn bị Diệp Thần chộp vào trong tay, cả người khí cơ bị chế, nhưng cũng không dám vọng động. Diệp Thần nói, không việc gì, người nói người không phục, vậy chúng ta lại đánh một lần. Dứt lời, Diệp Thần buông Vạn Trần Phong. Vạn Trần Phong nhanh chóng lui về phía sau, cùng Diệp Thần kéo ra khoảng cách, cẩn thận cảm ứng mình một chút hơi thở, phát hiện thương thế đã hoàn toàn hết bệnh, nguyên khí vậy khôi phục viên mãn, thậm chí trọng thương sau khi khỏi hẳn, còn có chút phá rồi sau đó lập dấu hiệu, thực lực tăng lên không thiếu. Ngươi nói nếu lại đánh một lần. Vạn Trần Phong ánh mắt âm trầm, quét nhìn Diệp Thần, nhưng cảm thấy Diệp Thần khí thế, so mới vừa suy yếu không thiếu. Dẫu sao, tiếp ngay cả động dùng đại thiên trọng lâu trưởng, đấu tự quyết, tai nạn thiên kiếm, đối với linh khí tiêu hao quá lớn, hiện tại Diệp Thần khí thế, đã không có mới vừa rồi như vậy đáng sợ. Mà Vạn Trần Phong, nhưng là viên mãn trạng thái. Diệp Thần gương mặt rửng rưng, nói, không sai, lại đánh một lần, ngươi ra tay đi. Hắn không hề muốn như thế tùy tiện liền giết chết Vạn Trần Phong, như vậy quá tiện nghi hắn, hắn mong muốn, là đánh tan hoàn toàn Vạn Trần Phong đạo tâm cùng tôn nghiêm. Vạn Trần Phong chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới còn có tái chiến cơ hội. Diệp Thần, không muốn. Kỷ Tư Thanh nghe được Diệp Thần mà nói, nhưng là vội vàng khuyên can. Nếu như tái chiến nói, bị Vạn Trần Phong lật bàn, vậy thì phiền toái. Dẫu sao, Vạn Trần Phong là bách gia cảnh 6 tầng thiên cường giả, tuyệt đối không thể khinh thường. Điện chủ, tuyệt đối không thể. Hạ Huyền Thịnh cũng là sợ hết hồn, vội vàng khuyên can. Yên tâm, một giới con kiến hôi thôi, không cần lo lắng. Diệp Thần khoát tay một cái, không nhúc nhích chút nào, mới vừa chiến đấu bên trong, hắn đã thăm dò Vạn Trần Phong tất cả võ đạo lai lịch, có tuyệt đối nắm chắc tất thắng. Hi hi, luân hồi chi chủ, là ngươi tự tìm chết, vậy cùng đừng trách ta. Vạn Trần Phong cười lạnh một tiếng, nội tâm có dũng khí sống sót sau tai nạn thoải mái, trong tay đấu khí hội tụ, lần nữa hóa thành một cán chiến thương. Đấu tự quyết, giơ lên trời một súng. Đi đôi với quát to một tiếng, Vạn Trần Phong chiến thương cuồng quét ra. Hắn sống sót sau tai nạn, khí thế càng hơn qua trước, cái này nhất thương kình thiên bá đạo, như vũ trụ sụp đổ vậy đập rơi xuống, làm người ta nghẹt thở. Chú ý! Kỷ Tư Thanh mặt đẹp biến sắc, chỉ cảm thấy Vạn Trần Phong cái này một súng, uy thế hung hãn, đơn giản là không cách nào ngăn cản. Nếu như bị đánh trúng, nàng có thể khẳng định, mình tuyệt đối là tan xương nát thịt, liền mảnh giấy vụn đều sẽ không còn dư lại. Nguy cấp bên trong, Kỷ Tư Thanh vội vàng lui về phía sau. Mà Diệp Thần, nhưng là một bộ mây thưa gió nhẹ hình dáng, đứng tại chỗ, mắt thấy Vạn Trần Phong một súng đập tới, nhưng là không có động tĩnh. Thằng nhóc, sợ choáng váng sao? Vạn Trần Phong hừ một tiếng, cả người linh khí bùng nổ đến mức tận cùng, chiến thương thần mang bạo sáng, khí thế như hãn biển kích thiên, thẳng đập Diệp Thần đầu. Mắt xem hắn chiến thương, thì phải đem Diệp Thần đầu đánh bể, nhưng vừa lúc đó, Diệp Thần rốt cuộc động. Luân hồi thiên quốc, lên! Diệp Thần quát to một tiếng, hai tay nâng lên, luân hồi huyết mạch bắt đầu cháy, sôi trào, cuồn cuộn luân hồi năng lượng bộc phát ra, ở đỉnh đầu hắn triển khai một phiến thế giới bao la. Đó là luân hồi thiên quốc thế giới, khắp nơi tràn đầy trang nghiêm túc mục hơi thở, tựa như vĩnh hằng thần thánh đất nước, vô số luân hồi tín đồ ở bên trong khấn cầu tế bái, phát ra vô cùng lanh lảnh tiếng ngâm sướng. Phịch! Vạn Trần Phong kinh thiên một súng, đập xuống đi xuống, rơi vào luân hồi thiên quốc trên, nhưng tựa như một miếng lá cây, đánh mất biển khơi, im hơi lặng tiếng, không có đưa tới bất kỳ gợn sóng. Cái gì? Vạn Trần Phong hoàn toàn rung động, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Đây chính là luân hồi huyết mạch đỉnh cấp võ đạo sao? Luân hồi huyết mạch cháy dưới, giờ khắc này Diệp Thần, khí thế so mới vừa tăng vọt gấp trăm ngàn lần, cả người mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một tấc da, đều có thiên bách thế giới nhỏ sinh diệt trước. Những thứ này thế giới nhỏ, toàn bộ vây quanh luân hồi thiên quốc thế giới, tựa như hướng thánh vậy, Diệp Thần đứng ở hư không, giống như đạt được chư thiên vạn giới cung phụng, luân hồi uy thế mênh mông tới cực điểm. Vạn Trần Phong, ngươi lại thua rồi. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Vạn Trần Phong, như nhìn một con chó chết. Luân hồi huyết mạch, luân hồi võ đạo thần thông,
chính là tự tin của hắn cùng sức lực. Đại Thiên Trọng Lâu trưởng cũng tốt, Chỉ Thủy Kiếm Đạo cũng được, cuối cùng là người ngoài sáng tạo đồ, chỉ có luân hồi, mới là thuộc về duy nhất Diệp Thần vĩnh hằng. Giao, giao, giao. Luân hồi Thiên Quốc Thần Mang bung ra, mênh mông mở ra, đem Vạn Trần Phong thân thể, vậy bao phủ đi vào. Vạn Trần Phong chỉ cảm thấy từng cơn cuồn cuộn luân hồi uy áp, luân hồi ngâm sướng, không ngừng đánh thẳng vào tâm thần. Phốc xích. Hắn há mồm phun ra một cổ máu đen, ở luân hồi dưới áp chế, ý chí chiến đấu bắt đầu phai mờ, đạo tâm bắt đầu tan vỡ. Đừng giết ta, luân hồi chi chủ, đừng giết ta. Vạn Trần Phong hoàn toàn luống cuống, quỳ xuống Diệp Thần trước mặt, đầu bù xù mặt dơ bẩn, nhưng lại cũng không có mới vừa ngạo khí hình dáng, giống như một cái chó chết chủ. Hắn quỳ xuống leo đến Diệp Thần bên người, bịch bịch dập đầu. Phá hư đảo lên các võ giả, thấy bọn họ vô cùng tôn sùng đảo chủ, lại luân lạc đến đây, đều là ngạc nhiên, nội tâm tựa hồ có cái gì tín ngưỡng tan vỡ. Ở luân hồi uy áp hạ, Vạn Trần Phong đạo tâm, hoàn toàn bị kích phá, đã mất đi tất cả ý chí chiến đấu. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, nói, Vạn Trần Phong, người có phải hay không vạn khư gian tế? Vạn Trần Phong nói, phải, 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 vừa nói cuồng phiến mình bạt tai, hướng chung quanh võ giả nói. Các vị, ta là vạn khư gian tế, ta thật xin lỗi các ngươi, là Vũ Hoàng cổ đế phái ta tới. Nghe được Vạn Trần Phong mà nói, toàn trường xôn xao kinh hãi, một phiến xôn xao. Chẳng ai nghĩ tới, Vạn Trần Phong lại có thể thật sự là vạn khư gian tế. Rất tốt, ngươi là mình đoạn, vẫn là phải ta động thủ. Diệp Thần khinh thường cười một tiếng, ngắm nhìn Vạn Trần Phong nói. Vạn Trần Phong cả người run rẩy, quỳ lạy như máy nói, luân hồi chi chủ, đừng giết ta, ta nói cho ngươi một cái bí mật, đừng giết ta. Diệp Thần nói, à, bí mật gì? Vạn Trần Phong nhìn chung quanh, người nhiều tai tạp, muốn nói lại thôi. Diệp Thần tỉnh bơ, trực tiếp mở hư linh thần mạch, mở ra ra một nơi độc lập không gian, ngăn cách ngoại giới, chỉ để cho Kỳ Tư Thanh, Hạ Huyền Thịnh lưu lại, nói, người nói. Vạn Trần Phong nuốt nước miếng một cái, nói, ban đầu công kích âm dương thần điện, trừ ta ra, còn có một người khác. Diệp Thần nói, còn có người khác, là ai? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vạn Trần Phong nói, Thiên Hy cổ tộc Thánh Tử, Hy Huyền Thiên. Diệp Thần nói, Thiên Hy cổ tộc, Hy Huyền Thiên. Vạn Trần Phong nói, không sai, Thiên Hy cổ tộc, là Hắc Ám Cấm Hải ba đại cổ tộc một trong, tộc nhân họ Hy. Cái này ba đại cổ tộc, sâu xa đặc biệt rất xưa, có thể truy tố đến cựu Nhật. Ở cựu Nhật thời đại, Thiên Võ Tiên Môn còn không tiêu diệt, mà Tổ Vô Thiên còn không chạy trốn đến Hắc Ám Cấm Hải, lúc ấy Hắc Ám Cấm Hải người thống trị, chính là ba đại cổ tộc. Theo thứ tự là, Thiên Hy cổ tộc, La Sinh cổ tộc, Huyền Chân cổ tộc. Sau đó, Thiên Võ Tiên Môn tiêu diệt sau đó, mà Tổ Vô Thiên chạy nạn đến Hắc Ám Cấm Hải, thành lập cựu Nhật Minh, uy áp ba đại cổ tộc, trở thành mới người thống trị. Nhưng dù vậy, mà Tổ Vô Thiên cũng khó mà tiêu diệt ba đại cổ tộc. Bởi vì, ba đại cổ tộc căn cơ, chân thực quá mức thâm hậu. Trước mắt, cựu Nhật Minh cùng ba đại cổ tộc, duy trì vi diệu thăng bằng, mà Tổ Vô Thiên không thể đến gần ba đại cổ tộc địa giới, mà ba đại cổ tộc cũng sẽ không nhiễu loạn mà Tổ Vô Thiên bố trí, hai bên có kiêng kỵ, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nghe được Vạn Trần Phong mà nói, Diệp Thần khẽ cau mày, liền ma Tổ Vô Thiên đều phải kiêng kỵ, xem ra vậy Thiên Hy cổ tộc, nội tình đúng là không phải chuyện đùa. Hy Huyền Thiên, người này là Thiên Hy cổ tộc Thánh Tử. Tên chữ tựa hồ có chút quen thuộc. Diệp Thần chân mày nếp nhăn được sâu hơn, tựa hồ ở Cấm Thiên bảng trên bia đá, gặp qua Hy Huyền Thiên tên chữ, nhưng không xác thực định. Vạn Trần Phong nói, cái này Hy Huyền Thiên, ở trên Cấm Thiên bảng hạng thứ hai, tu vi bách gia cảnh 7 tầng thiên, so ta còn lợi hại hơn rất nhiều. Nghe vậy, Diệp Thần sắc mặt chấn động một cái, nói cái gì, Cấm Thiên bảng thứ hai, bách gia cảnh 7 tầng thiên. Hắn lại không nghĩ rằng, Vạn Trần Phong trong miệng Hy Huyền Thiên, lại là Cấm Thiên bảng thứ hai cao thủ, thậm chí tu vi đạt tới đáng sợ bách gia cảnh 7 tầng thiên. Phải biết, bách gia cảnh 7 tầng thiên, đã là hậu kỳ, cùng 6 tầng thiên so sánh, đó là chất lột xác. Ban đầu phá hoại âm dương thần điện địa mạch, chính là cái này Hy Huyền Thiên. Diệp Thần suy diễn thiên cơ, ngay tức thì bắt được cái gì?
Ban đầu âm dương thần điện chú đóng ở trên một hòn đảo, thế nhưng hòn đảo địa mạch lại bị một cái người thần bí đánh nát, đưa đến âm dương thần điện mất đi địa mạch theo nhờ, cuối cùng gặp phải Vạn Trần Phong cướp giết. Nếu như địa mạch còn ở đó, âm dương thần điện sẽ không chật vật như vậy, Hạ Huyền Thịnh phụ thân cũng chưa chắc sẽ chết. Vạn Trần Phong nói, không sai, chính là hắn. Bên cạnh Hạ Huyền Thịnh, nghe nói như vậy, nhất thời kinh ngạc không thôi, dù gì nói như vậy, ta phụ thân là bởi vì là Hy Huyền Thiên mà chết. Vạn Trần Phong hoảng hốt vội nói, đúng vậy, chuyện không liên quan ta, hết thảy đều là Hy Huyền Thiên sai, van cầu các ngươi đừng giết ta. Hạ Huyền Thịnh cắn răng, nói cái này Hy Huyền Thiên chỉ là đồng lõa, sau cùng hung thủ là ngươi, ngươi ngày hôm nay chớ nghĩ sống. Dứt lời, Hạ Huyền Thịnh rút ra trường đao, liền muốn một đao giết chết Vạn Trần Phong, thay phụ thân trả thù. Vạn Trần Phong hù được mặt không người sắc, quỳ xuống, nói, đừng giết ta, đừng giết ta. Các ngươi nếu là giết ta, thì không thể tìm được Hy Huyền Thiên báo thù. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, ngừng Hạ Huyền Thịnh, nói, đừng xung động, trước xem nói sau. Dừng một chút, Diệp Thần hướng Vạn Trần Phong hỏi, ta âm dương thần điện, cùng Thiên Hy cổ tộc làm không ân oán, cái gì đó Hy Huyền Thiên, vì sao phải công kích âm dương thần điện? Diệp Thần cẩn thận suy diễn thiên cơ, cũng khó mà dòm ngó gặp sau lưng bí mật, cái này Thiên Hy cổ tộc quá cổ xưa. Hết thảy thiên cơ đều bị năm tháng sương mù dày đặc bao phủ. Nhưng trong phảng phất, hắn vẫn là cảm ứng được một chút khác thường. Luân hồi kiếp trước, tựa hồ cùng Thiên Hy cổ tộc có tiếp xúc qua, nhưng đó là thiện ý tiếp xúc, Diệp Thần cũng không có cảm thấy ân oán sát phạt. Vậy vì sao, Hy Huyền Thiên muốn công kích âm dương thần điện? Vạn Trần Phong nói, vậy Hy Huyền Thiên muốn mưu đoạt luân hồi thiên kiếm. Diệp Thần nói, luân hồi thiên kiếm. Vạn Trần Phong nói, không sai, hắn năm nay chưa đủ thiên tuế, tu vi nhưng đạt tới bách gia cảnh 7 tầng thiên, thiên phú lớn lao, uy năng vô lượng, võ đạo thần thông kinh thiên, nhưng thiếu một cái binh khí, hắn nằm mộng cũng nhớ bắt được luân hồi thiên kiếm, hắn công kích âm dương thần điện, chính là vì tìm luân hồi thiên kiếm đầu mối. Hạ Huyền Thịnh nói, ta âm dương thần điện bên trong, nơi nào có cái gì luân hồi thiên kiếm đầu mối, ta cũng không biết vậy luân hồi thiên kiếm ở nơi nào. Vạn Trần Phong nói, tuy nói như vậy, nhưng sai lầm đã phạm xuống, người phụ thân bởi vì Hy Huyền Thiên mà chết, chúng ta việc cần kíp, là tìm Hy Huyền Thiên trả thù. Thiên Hy cổ tộc huy hoàng minh mông, địa giới xâm nghiêm, người ngoài rất khó bước vào, nhưng ta cùng Hy Huyền Thiên có giao tình, chỉ cần các ngươi thả ta có thể mang các ngươi đi gặp hắn, tìm hắn trả thù. Hắn thanh âm nói chuyện khẽ run, vì còn sống, đẩy trách nhiệm, đem hết thảy lỗi, cũng đẩy cho Hy Huyền Thiên. Dẫu sao, ban đầu nếu như không phải là Hy Huyền Thiên, đem âm dương thần điện địa mạch đánh nát, hắn cũng không cách nào thương tổn tới âm dương thần điện bên trong người. Diệp Thần nghe xong Vạn Trần Phong mà nói, ha ha cười một tiếng, nói xong sao. Vạn Trần Phong nhìn Diệp Thần thâm trầm diễn cảm, nội tâm âm thầm kêu khổ, nói, luân hồi chi chủ, cầu ngươi thả qua ta, nếu như ngươi giết ta, các ngươi không thể nào bước vào Thiên Hy cổ tộc địa giới. Diệp Thần nói, ngươi là vạn khư gian tế, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Còn như Thiên Hy cổ tộc, ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Xem ra ngươi nói như thế nhiều phân thượng, ta có thể cho một mình ngươi thống khoái. Dứt lời, Diệp Thần ánh mắt tỏ ý, nhìn xem Hạ Huyền Thịnh. Hạ Huyền Thịnh trong mắt bốc lên sát khí, gật đầu một cái, vung đao chém về phía Vạn Trần Phong đầu. Vạn Trần Phong kinh hoàng kêu to, đừng giết ta. Lật đật đi bên ngoài chạy trốn đi. Nhưng chung quanh không gian, đều bị Diệp Thần phong tỏa, hắn nơi nào có thể chạy thoát. Phốc xích. Hạ Huyền Thịnh chiến đao vung qua, vô tưởng một đao, lạnh lùng tới cực điểm, đem Vạn Trần Phong đầu nạo xuống. Vạn Trần Phong đầu lìa khỏi xác, liền thần hồn vậy chôn vùi ở Hạ Huyền Thịnh lưỡi đao bên trong, hoàn toàn chết. Diệp Thần thu hồi hư linh thần mạch uy năng, không gian phóng thích mở ra, ngoại giới võ giả. Chính là thấy rõ Vạn Trần Phong chém đầu thân thể không lành lặn, từ không trung đánh mất, hoàn toàn táng diệt ở phía dưới biển sâu bên trong. Đảo chủ chết. Đảo chủ thật là vạn khư gian tế. Cái này không thể nào. Đám người kinh hoàng một phiến, vừa sợ gặp trì ngư trì ương, rối rít chật vật chạy trốn tứ tán. Diệp Thần các người vậy lười được đuổi giết, trong phút chốc, phá hư đảo người trên, toàn bộ chạy sạch sẽ, chỉ còn lại Diệp Thần, Hạ Huyền Thịnh. Kỷ Tư Thanh ba người.
Mà vào lúc này, bầu trời chấn động, có một khối đá bia, phá không nổi lên. Đó là cấm thiên bảng bảng danh sách bia đá. Nhưng gặp trên tấm bia đá, xếp hạng thứ ba Vạn Trần Phong, tên chữ hoàn toàn bị xóa đi. Tên mới, Du Ngoạn Đi Lên, là Diệp Thí Thiên ba chữ. Vạn Trần Phong cuối cùng, mặc dù là bị Hạ Huyền Thịnh giết chết, nhưng trở về rốt cuộc, là Diệp Thần tự tay đánh bại. Cho nên, phần này chiến tích, dĩ nhiên là thuộc về hắn. Xếp hàng cấm thiên bảng thứ ba, Diệp Thần chỉ cảm thấy trong sâu thẳm, mình khí vận, lại có tăng lên. Chúc mừng Điện Chủ, Du Ngoạn cấm thiên bảng thứ ba. Hạ Huyền Thịnh mặt đầy mừng rỡ, hướng Diệp Thần chúc mừng. Lần chiến đấu này, Diệp Thần bước lên cấm thiên bảng thứ ba, hắn vậy tự tay báo phụ thù, có thể nói đều là lớn vui mừng. Đừng cao hứng quá sớm, kẻ địch còn không dọn dẹp sạch sẽ. Diệp Thần ánh mắt híp lại, ngưng nhìn bầu trời ở giữa bia đá. Ở Diệp Thí Thiên ba chữ phía trên, là Hy Huyền Thiên tên chữ. Hy Huyền Thiên, cấm thiên bảng hạng thứ hai, đè qua Diệp Thần một đầu. Kỷ Tư Thanh nói, phải đi tìm Hy Huyền Thiên trả thù sao? Diệp Thần nắm quyền một cái, nói, nếu muốn báo thù, vậy dĩ nhiên là muốn hoàn toàn, cái này Hy Huyền Thiên, cũng không thể bỏ qua. Thiên cơ bắt dưới, Diệp Thần vậy dòm ngó thấy Thiên Hy cổ tộc đạo tràng. Thiên Hy cổ tộc, xa ở 10 đếm xa vạn dặm, ở một cái kêu là Thiên Hy đảo địa phương. Vậy Thiên Hy đảo, chính là Thiên Hy cổ tộc đạo tràng. Hy Huyền Thiên, chính là Thiên Hy đảo trên sáng chói nhất Minh Châu, là chói mắt thánh tử. Bách gia cảnh 7 tầng thiên, phần thực lực này, có thể nói khủng bố. Cho dù là hôm nay Diệp Thần, đối mặt này nhóm cao thủ, đều cảm thấy vạn phần khó giải quyết. Nhưng Âm Dương Thần Điện cừu hận, tuyệt đối muốn tuyết tẩy, nếu bị khói mù bao phủ, vĩnh viễn sẽ không có ngày nổi danh. Ngày hôm nay hắn Du Ngoạn cấm thiên bảng thứ ba, khí thế chính là thịnh vượng, chính là hướng Hy Huyền Thiên báo thủ lớn thời cơ tốt. Vậy Hy Huyền Thiên, nhưng mà bách gia cảnh 7 tầng thiên à? Kỷ Tư Thanh có chút lo âu. Điện chủ, không bằng chúng ta đi về trước, từ từ thảo luận kỹ hơn, dẫu sao cái này Hy Huyền Thiên, thực lực so Vạn Trần Phong còn đáng sợ hơn. Hạ Huyền Thịnh cũng là tràn đầy vẻ buồn rầu, trừ mặt ngoài tu vi bên ngoài, Hy Huyền Thiên bối cảnh nội tình, vậy so Vạn Trần Phong đáng sợ rất nhiều. Cái này Hy Huyền Thiên, chính là Thiên Hy cổ tộc thánh tử, mà Thiên Hy cổ tộc, liền ma tổ vô thiên đều phải kiêng kỵ, mười mấy vạn năm tới, từ đầu đến cuối không cách nào tiêu diệt. Thiên Hy cổ tộc, truyền thừa từ cựu Nhật, niên đại chân thực quá lâu xa, sâu xa thâm hậu, tích lũy phong phú, nếu như đi Thiên Hy đảo, tìm Hy Huyền Thiên báo thù, chỉ sợ là cửu tử nhất sanh. Không sao, ta đi gặp vậy Hy Huyền Thiên, các ngươi có thể đi về trước. Diệp Thần khoát tay một cái, mặc dù kẻ địch mạnh mẽ, nhưng Âm Dương Thần Điện cừu hận, không thể không báo, hắn sẽ không lùi bước. Hắn đối mình thực lực, có tuyệt đối lòng tin, coi như không đánh lại Hy Huyền Thiên, nhưng muốn trở lui toàn thân, đó cũng là dễ như trở bàn tay, không người có thể ngăn được hắn. Không, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Kỷ Tư Thanh kéo Diệp Thần cánh tay, nàng quyết ý từ Bắc Mãng tổ địa bên trong đi ra, liền quyết định cùng Diệp Thần đồng sanh cộng tử, nơi nào đều sẽ không đi. Điện chủ, nếu ngươi thật muốn đi Thiên Hy đảo, vậy ta vậy cùng đi chứ. Hạ Huyền Thịnh ánh mắt ngưng trọng, hiện tại hắn là Âm Dương Thần Điện đệ nhị trọng trưởng giáo, chuyện báo thù, tự nhiên không thể ngồi coi bỏ mặc. Rất tốt, vậy chúng ta đi liền Thiên Hy đảo một chuyến. Diệp Thần khẽ mỉm cười, sau đó thi triển bát quái thiên đan thuật, dịch dung cải trang, che giấu hơi thở. Thiên Hy cổ tộc, dẫu sao là thượng cổ đại tộc, tùy tiện bước vào địa giới của bọn họ, tự nhiên phải cẩn thận một chút. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Hạ Huyền Thịnh ba người, toàn bộ dịch dung cải trang, che giấu thân phận, ngụy trang thành người bình thường hình dáng. Sau đó, ba người ngự gió phi hành, đi Thiên Hy đảo bay đi. Thiên Hy đảo, ở phá hư đảo bắc cảnh phương hướng, hai nơi cách nhau mấy trăm ngàn dặm. Diệp Thần ba người bay thời gian hai ngày, rốt cuộc đến. Chỉ là phi hành, cũng không có dùng biến dạng hư không thủ đoạn, chủ yếu là vì tiết kiệm thể lực. Đang cùng Vạn Trần Phong chiến đấu bên trong, Diệp Thần tiêu hao thực không nhỏ, mà đi qua cái này hai ngày phi hành nghỉ ngơi, Diệp Thần trạng thái, đã hoàn toàn khôi phục được đỉnh cấp. Ba người đến Thiên Hy cổ tộc địa giới, nhưng gặp hắc ám cấm hải bầu trời, trên trời cao, lơ lửng một tòa vô cùng bát ngát hòn đảo,
xây dựng trước từng ngọn cung điện hoa lệ nhà cửa, hết sức thổ mộc thịnh, kim quang còn quấn toàn đảo, thụy khí thiên điều, khí tượng vô cùng huy hoàng. Đây chính là Thiên Hy đảo sao? Diệp Thần ánh mắt híp lại, nhìn bầu trời to lớn hòn đảo, nhưng gặp trên đảo có rất nhiều hơn võ giả, còn có rất nhiều hành thương, tiếng người ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Thiên Hy cổ tộc ở chỗ này sinh sôi mười mấy vạn năm, tộc duệ cùng dòng thứ người số lượng người, đủ có mấy chục triệu nhiều, thanh thế cường thịnh. Mà trừ người của bổn tộc bên ngoài, Thiên Hy đảo trên còn có rất nhiều vùng khác võ giả cùng thương nhân. Thiên Hy đảo địa giới xâm nghiêm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn khép kín, chỉ cần nộp một khoản đủ phong phú cung phụng là được lên đảo. Thiên Hy đảo lên linh khí, đặc biệt dồi dào, cho nên ngoại giới cũng có không thiếu võ giả, nghe tin tức sau đó, nộp cung phụng lên đảo, chỉ là ở trên đảo tu luyện, tăng tiến tu vi. Còn có rất nhiều thương nhân, cũng muốn lên đảo mua bán. Cho nên, toàn bộ Thiên Hy đảo, phơi bày ra một phiến phồn hoa cảnh tượng. Đi, chúng ta đi xem. Diệp Thần mang Hạ Huyền Thịnh, Kỷ Tư Thanh, ngự gió đi Thiên Hy đảo bay đi. Bọn họ vẫn là dịch dung cải trang trạng thái, cũng không có bại lộ thân phận. Đến gần Thiên Hy đảo lối vào, thì có hai cái trấn thủ người đi ra, cản lại ba người. Đứng lại, người nào, nói lên thân phận. Vùng khác du thương, muốn đến Thiên Hy đảo làm chút làm ăn. Diệp Thần ung dung trả lời. Vậy hai cái trấn thủ người, khẽ gật đầu, cũng không có tra cứu hơi cha. Bởi vì Thiên Hy đảo sau lưng, là Thiên Hy cổ tộc ở trông coi, liền cựu Nhật Minh cũng không dám gây chuyện, bọn họ căn bản không sợ có người ngoài dám quấy rối. Lên đảo cần nộp cung phụng, gần đây thánh tử ở rèn luyện thiên địa huyền hoàng tháp, cần hàng loạt pháp bảo là vật liệu, mỗi người các ngươi nộp một kiện thái thượng thần khí, là được lên đảo. Vậy hai cái trấn thủ người, liền hướng Diệp Thần các người, đòi cung phụng. Cần nộp thái thượng thần khí. Diệp Thần gương mặt hơi co rúm một tí, thái thượng thần khí, thật là không rẻ, đây quả thực là đòi hỏi nhiều. Thái thượng cấp bậc thần khí, có thể nói là pháp bảo trình độ cao nhất, trong đó lấy 33 thiên thần khí chân quý nhất. Dĩ nhiên, cái này hai cái trấn thủ người đòi, cũng không phải là 33 thiên thần khí như thế ngoại hạng, chỉ là cần thông thường thái thượng thần khí. Nhưng dù vậy, đó cũng là đòi hỏi nhiều. Chúng ta không có thái thượng thần khí, có thể dùng đan dược thay thế sao? Diệp Thần chậm rãi nói. Vậy hai cái trấn thủ người nói, vậy phải xem đan dược phẩm chất. Diệp Thần trong lòng động một cái, âm thầm thúc giục Hoàng Tuyền Đồ, lợi dụng suối vàng thánh thủy, luyện chế ra hơn triệu lớn nguyên đan. Hắn hiện tại đạo pháp tinh thâm, luyện đan lúc không dấu vết, vậy hai cái trấn thủ người căn bản không phát hiện. Những đan dược này được không? Diệp Thần ném ra hàng loạt đan dược, đều là dùng suối vàng thánh thủy rèn luyện qua, phẩm tương thật tốt. Vậy hai cái trấn thủ người gặp được, nhất thời đại hỉ, nhận lấy đan dược, nói có thể, các ngươi vào đi thôi. Diệp Thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, liền dẫn Kỷ Tư Thanh cùng Hạ Huyền Thịnh, chính thức lên đảo. Rốt cuộc leo lên Thiên Hy đảo, Diệp Thần chỉ cảm thấy từng cơn hào hùng linh khí, gào thét tới, liền hít thở một cái, đều có loại bị tẩy cảm giác, vô cùng thoải mái. Cái này Thiên Hy đảo trên, thiên địa linh khí so ngoại giới dư thừa trăm lần, thậm chí ngưng tụ thành khói dáng sương mù, ở giữa trời đất bồng bềnh, thấm vào lòng người, lộng lẫy nguy nga. Diệp Thần ánh mắt híp lại, nhưng gặp ở phương xa, đứng sừng sững một tòa pho tượng to lớn, có rất nhiều người ở cung phụng cúng bái. Chúng ta lại xem. Diệp Thần cũng không biết vậy Hy Huyền Thiên ở nơi nào, dự định gặp đi bộ bước. Lập tức, Diệp Thần cùng Kỷ Tư Thanh, Hạ Huyền Thịnh ba người, đi vậy pho tượng to lớn đi tới. Pho tượng kia là một người mặc đế bào nam tử, tràn đầy uy nghiêm, tay cầm trước chiến kiếm, một bộ khai cương thác thổ hùng hồn khí thế. Thiên Hy cổ đế, không biết hắn chết chưa? Lúc này, Diệp Thần nghe được luân hồi mộ địa bên trong, truyền ra Hoàng lão thanh âm. Hoàng lão nhìn vậy pho tượng khổng lồ, tựa hồ cũng có chút hoài niệm. Hoàng lão, pho tượng kia là ai? Diệp Thần khá có chút hiếu kỳ hỏi. Hoàng lão suy nghĩ bay xa, hồi lâu sau, mới nói, chính là Thiên Hy cổ tộc tổ sư gia, danh hiệu Thiên Hy cổ đế, là thời đại viễn cổ cự phách, ta năm đó từng cùng hắn đã giao thủ, ước chừng xài ngàn chiêu, mới đưa hắn đánh bại, cũng không biết hắn có còn hay không còn sống. Diệp Thần ngẩn người, lại không nghĩ rằng, Hoàng lão từng cùng Thiên Hy cổ tộc tổ sư gia chiến đấu qua.
Vậy ta hiện tại, là muốn cúng tế một tí cái này Thiên Hy cổ đế. Diệp Thần nhìn bốn phía, phát hiện có rất nhiều võ giả, đều ở đây cung phụng tế bái trước pho tượng. Hoàng lão đánh một cái ngáp, lười biếng nói, tùy ngươi, không quá ta khuyên ngươi vẫn là cút xa một chút, ta luôn cảm giác pho tượng kia có cổ quái. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói có cổ quái gì. Hoàng lão cười một cái, nói, nếu như ta không nhìn lầm, pho tượng kia tựa hồ có một cái tác dụng, đó chính là có thể cảm giác lên đảo người cừu hận, nếu như có người mưu đồ gây rối, pho tượng lập tức liền sẽ bùng nổ dị tượng. Nghe vậy, Diệp Thần mặt liền biến sắc, nói, làm sao không nói sớm. Hắn cùng Kỷ Tư Thanh, Hạ Huyền Thịnh, đối Thiên Hy cổ tộc đều có hận ý, muốn tìm Thánh Tử Hy Huyền Thiên trả thù, nếu như Hoàng lão nói là sự thật, vậy hắn nhất định phải bại lộ. Vù vù. Vừa lúc đó, Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên thấy pho tượng kia ánh mắt, nhấp nhoáng một hồi quỷ dị hồng quang. Cái này đột ngột lóng lánh hồng quang, để cho được tại chỗ tất cả tế bái người, đều là kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có địch xâm phạm? Là ai dám mưu đồ gây rối? Đám người kinh ngạc không thôi, nhưng gặp pho tượng kia ánh mắt hồng quang, bỗng nhiên bắn ra, cuối cùng rơi vào Hạ Huyền Thịnh trên mình. Hạ Huyền Thịnh ngẩn ngơ, lập tức cảm giác được mình cừu hận bại lộ, đã bị Thiên Hy cổ tộc phát hiện. Mà trừ hắn ra, Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh, cũng không có bại lộ. Pho tượng kia yêu dị hồng quang, cũng không có bắn về phía hắn hai người chúng ta. Nguy rồi! Diệp Thần thấy Hạ Huyền Thịnh bại lộ, nhất thời mặt liền biến sắc. Hắn và Kỷ Tư Thanh không có bại lộ, muốn đến là luân hồi huyết mạch hiệu quả, không có bị pho tượng phát hiện. Nhưng Hạ Huyền Thịnh không có luân hồi huyết mạch che chở, hận ý hoàn toàn bại lộ. Toàn trường người ánh mắt, đồng loạt rơi vào Hạ Huyền Thịnh trên mình. Có người lớn tiếng kêu lên, người này là gian tế. Pho tượng vùng lân cận tuần tra cường giả, cảm thấy được khác thường, rối rít rút ra đao kiếm, bước nhanh vội vàng chạy tới, đem Hạ Huyền Thịnh vây quanh vòng tròn. Hạ Huyền Thịnh sắc mặt trầm xuống, bàn tay đè cán đao. Diệp Thần cùng Kỷ Tư Thanh nhìn nhau. Đều là chấn động ngạc, không nghĩ tới sẽ có như vậy biến cố. Thật may người chung quanh nhiều, bọn họ xen lẫn trong đám người, cũng không có bại lộ, chỉ có Hạ Huyền Thịnh bại lộ. Người nào, lại dám ở Thiên Hy đảo âm mưu làm loạn? Rất nhiều tuần tra cường giả, vô cùng cảnh giác vây quanh Hạ Huyền Thịnh, nhưng cũng không dám tùy tiện động thủ. Bởi vì, bọn họ có thể cảm giác được, Hạ Huyền Thịnh sắp muốn bùng nổ khí thế, vậy cổ giữ tợn hung mãnh đao ý. Làm người ta nghẹt thở. Có người phát ra đạn tín hiệu, có người thổi vang phòng bị kèn hiệu, tìm kiếm tăng viện. Hạ Huyền Thịnh ánh mắt nhìn về Diệp Thần, cũng không biết như thế nào cho phải. Diệp Thần âm thầm truyền âm nói, đi mau. Cong ngón tay bắn ra, một viên bụi bẩm, im hơi lặng tiếng bay về phía Hạ Huyền Thịnh. Đó là nguyện vọng thiên tinh biến thành bụi bẩm. Diệp Thần biết rõ Thiên Hy cổ tộc mạnh mẽ, Hạ Huyền Thịnh một thân một mình. Chưa chắc có thể chạy khỏi, cho nên đem nguyện vọng thiên tinh cho hắn mượn. Hạ Huyền Thịnh đạt được nguyện vọng thiên tinh, trong lòng đại định, lập tức xoay người chạy trốn. Muốn chạy, ngăn lại hắn. Chung quanh tuần tra cường giả cao giọng hò hét, rối rít huy động đao kiếm, hướng Hạ Huyền Thịnh chém tới. Vô tưởng một đao. Hạ Huyền Thịnh cắn răng, trở tay chém ra một đao, giữ tợn ánh đao, mang nghiền ép thế giới hiện thật đáng sợ uy thế, hướng vậy rất nhiều cường giả bổ tới. Đám người thất kinh, chỉ cảm thấy một đao này uy thế, đơn giản là kinh thiên vậy đáng sợ, đủ để ngay tức thì đem bọn họ xóa bỏ. Vù vù, mắt xem đám người liền phải bị giết, nhưng vào lúc này, vậy Thiên Hy cổ đế pho tượng, lại tuôn ra một cổ sáng chói hồng quang, hóa thành kết giới, đem đám người bao phủ ở. Hạ Huyền Thịnh một đao cuồng vỗ tới, lại không cách nào phá vỡ kết giới. Suy, ngay sau đó, pho tượng kia lần nữa hiển linh. Con người bắn ra đao kiếm vậy tinh mang, hướng Hạ Huyền Thịnh đầu ám sát đi. Hạ Huyền Thịnh kinh hãi, chỉ cảm thấy tinh mang này uy thế, ác liệt vạn phần, cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Nguyện vọng thiên tinh, lên. Trong lúc nguy cấp, Hạ Huyền Thịnh thúc giục nguyện vọng thiên tinh, che trước mặt mình. Phốc, pho tượng kia bắn ra tinh mang, bắn vào nguyện vọng thiên tinh trên, nhưng không cách nào phá vỡ nguyện vọng thiên tinh phòng vệ. Hạ Huyền Thịnh ám hô may mắn. Thầm nghĩ, đa tạ điện chủ. Vội vàng thu hồi nguyện vọng thiên tinh, phi độn đi. Mọi người thấy nguyện vọng thiên tinh khí tượng, rối rít kêu to.
Nguyện vọng thiên tinh, là luân hồi chi chủ pháp bảo. Người này là luân hồi chi chủ. Chẳng lẽ luân hồi chi chủ, muốn ngư hại thiên hy cổ tộc? Tại chỗ tất cả người, thấy nguyện vọng thiên tinh sau đó, cũng hiểu lầm liền Hạ Huyền Thịnh thân phận, chỉ lấy là Hạ Huyền Thịnh chính là luân hồi chi chủ, lại không nghĩ rằng vậy nguyện vọng thiên tinh, nhưng thật ra là Diệp Thần mượn đi ra. Hạ Huyền Thịnh ở nguyện vọng thiên tinh dưới sự che chở, nhanh chóng thoát đi, bóng người mười phần chật vật, nhưng cuối cùng không có bị thương. Diệp Thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng gặp toàn trường xôn xao, một phiến hỗn loạn, mọi người lấy là luân hồi chi chủ hạ xuống, phải đối phó thiên hy cổ tộc, tự nhiên chấn động vạn phần. Chúng ta đi. Diệp Thần tỉnh bơ, mang Kỷ Tư Thanh rời đi. Sau đó, hai người ở trên đảo, tìm một gian khách điếm, tạm thời nghỉ ngơi. Diệp Thần dự định ở chỗ này, hỏi thăm một tí Hy Huyền Thiên chỗ. Không nghi ngờ chút nào, Hy Huyền Thiên ngay tại Thiên Hy đảo trên, chỉ là Thiên Hy đảo lãnh thổ quả thực không nhỏ, muốn tinh chuẩn tìm được Hy Huyền Thiên vị trí, tuyệt không phải chuyện dễ. Lập tức Diệp Thần liền hướng điếm tiểu nhị hỏi thăm, hỏi, anh bạn trẻ này, chúng ta là vùng khác tới thương nhân, rất là ngưỡng mộ Hy nhà thánh tử phong tư, không biết thánh tử đại nhân ở nơi nào bảo địa tu luyện. Điếm tiểu nhị kia nghe được Diệp Thần hỏi, nhất thời cảnh giác, nói các ngươi vùng khác tới, hỏi thăm thánh tử đại nhân rơi xuống, muốn làm cái gì? Diệp Thần tỉnh bơ, nói chỉ là hỏi một chút, chúng ta muốn thấy thánh tử đại nhân phong thái. Vậy điếm tiểu nhị kia nói, thánh tử đại nhân hình dáng, cũng là các ngươi có thể bộ mặt. Ta khuyên các ngươi không nên uổng phí khí lực, qua loa hỏi thăm nói, vạn nhất bị làm là ngoại tộc gian tế, vậy ngươi thì phiền toái. Hắc ám cấm hải ba đại cổ tộc, thiên hy cổ tộc, la sinh cổ tộc, huyền chân cổ tộc, lẫn nhau tới giữa có phân tranh, cũng không phải là một đoàn hòa khí. Cho nên, ba tộc bên trong, gia trọng yếu bao nhiêu nhân vật cao tầng, trẻ tuổi thiên kiêu, tu luyện chỗ ở, đều là bí mật, sẽ không hướng ra phía ngoài công bố. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, xem ra muốn hỏi thăm Hy Huyền Thiên rơi xuống, so hắn tưởng tượng còn muốn khó khăn. Trong chốc lát bên trong, Diệp Thần vậy không biện pháp gì tốt, liền muốn một cái gian phòng, đêm đó cùng Kỷ Tư Thanh cùng nhau ở. Mà ở Diệp Thần cùng Kỷ Tư Thanh, cùng chung qua đêm thời điểm, Thiên Hy đảo một nơi hoang vu trong rừng trúc, một cái ngồi xếp bằng ngồi nam tử, từ từ mở mắt, trong tròng mắt có tinh mang lóe sáng. Ta tựa hồ bắt được luân hồi hơi thở, chẳng lẽ cố người tới? Nam tử lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó móc ra một cái mờ u rùa, xem bói một quẻ, quái tượng nhưng là tốt nhất đại cát. Quả nhiên là hắn tới chưa, còn có nữ võ thần. Bọn họ rốt cuộc kết thành lương duyên. Nam tử cảm thấy ngạc nhiên mừng rỡ cùng bất ngờ, trầm tư sau một hồi, gọi tới một cái thị nữ, phân phó một phen. Thị nữ kia gật đầu liên tục, mặt mang vẻ kinh nghi, nhưng cuối cùng vậy không hỏi nhiều cái gì, xoay người rời đi. Diệp Thần cùng Kỷ Tư Thanh, ở khách điếm bên trong ngủ một đêm, tinh thần mười phần. Đến được sáng sớm hôm sau, hai người từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại, kết bạn ra cửa, chuẩn bị lại nghĩ biện pháp, thám thính Hy Huyền Thiên chỗ. Nhưng mà, hai người mới vừa ra khỏi cửa, nhưng thấy có một cái thị nữ ăn mặc cô gái, đứng ở ngoài cửa, tựa hồ chờ bọn họ rất lâu rồi. Luân hồi chi chủ, nữ võ thần đại nhân, hoan nghênh các người đại giá đến chơi Thiên Hy đảo, chủ nhân nhà ta chờ các người rất lâu rồi, mời các người đi U Hoàng rừng trúc tụ họp một chút. Thị nữ kia thanh thúy mở miệng, lại báo ra Diệp Thần luân hồi chi chủ, còn có Kỷ Tư Thanh nữ võ thần danh hiệu. Diệp Thần cùng Kỷ Tư Thanh sợ hết hồn, chỉ lấy là bại lộ. Ngắm nhìn bốn phía, thật may lúc sáng sớm, khách điếm bên trong vậy không người ngoài. Người thị nữ này, tựa hồ cũng không có ác ý. Nếu như có ác ý, hiện đang đợi Diệp Thần, hẳn là ùn ùn kéo đến Hy nhà cường giả, mà không phải là chỉ có nàng một cái. Chủ nhân ngươi là ai? Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, suy đoán thị nữ này ý đồ. Thậm chí, Diệp Thần còn lấy là, người thị nữ này, là Hy Huyền Thiên thuộc hạ. Hy Huyền Thiên phái nàng tới đây, là cấp cho mình đánh phủ đầu ra oai. Thị nữ kia nói, chủ nhân nhà ta kêu Hy Minh Phượng, là thiên hy cổ tộc trước hai đời thánh tử. Hy Minh Phượng, Diệp Thần cùng Kỷ Tư Thanh, nghe được cái tên này, đều là thần sắc chấn động một cái. Đầu mơ hồ cảm giác đau đớn, tựa hồ có cái gì nhớ lại bị vuốt. Diệp Thần đầu óc bên trong, hiện ra một cái mày kiếm tinh mắt, khá là anh tuấn nam tử gương mặt.
Nam tử kia tên chữ, liền kêu Hy Minh Phượng. Ở chục nghìn năm trước, Hy Minh Phượng từng ở trên trời người vực, sinh tử ước chiến luân hồi chi chủ. Nói cách khác, kiếp trước Diệp Thần, từng cùng Hy Minh Phượng giao chiến qua. Trận chiến ấy, dĩ nhiên là Diệp Thần thắng. Hy Minh Phượng thua ở luân hồi chi chủ dưới quyền, vốn là phải chết, nhưng luân hồi chi chủ hạ thủ lưu tình, cuối cùng vẫn là thả hắn, kết thiện duyên. Hy Minh Phượng rất là cảm kích, nói qua sẽ báo đáp. Chỉ bất quá sau đó, kiếp trước Diệp Thần nghe nói, Hy Minh Phượng bởi vì chiến bại, đã bị tước đoạt Thiên Hy cổ tộc thánh tử thân phận, thậm chí bị trục xuất gia tộc. Hắn tự thân khó bảo toàn, dĩ nhiên là không cách nào lại báo đáp luân hồi. Người chủ nhân là Hy Minh Phượng, không phải Hy Huyền Thiên. Diệp Thần kinh nghi bất định, nhìn thị nữ kia nói. Thị nữ kia nhàn nhạt cười một tiếng, nói, đúng vậy, chủ nhân nhà ta muốn mời hai vị tụ họp, xin hai vị đại nhân nể mặt. Diệp Thần trong lòng vui mừng, Hy Minh Phượng coi như là hắn kiếp trước bạn cũ, hai người không đánh nhau thì không quen biết, nếu như có thể gặp lại, nói không chừng có thể từ Hy Minh Phượng trong miệng, thám thính được Hy Huyền Thiên rơi xuống. Được, xin dẫn đường. Diệp Thần gật đầu đáp ứng, cũng muốn gặp Hy Minh Phượng. Hai vị đại nhân, mời. Thị nữ kia làm một động tác tay mời, mang Diệp Thần cùng Kỷ Thư Thanh rời đi khách điếm, hướng phía tây đi về phía. Dọc theo đường đi, không hề thiếu Hy nhà tuần tra cường giả, thấy thị nữ kia, đều là lộ ra giễu cợt vẻ mặt, kêu lên. Tiểu Lan, ngươi lại thế nào hầu hạ phế vật kia người? Hy Minh Phượng phế vật kia, năm đó bị luân hồi chi chủ một chiêu đánh bại, mất hết ta Thiên Hy cổ tộc mặt mũi, ngươi ở lại hắn bên người, thì có ích lợi gì? Đúng vậy, ngược lại không như bồi ta tốt. Nghe những cái kia chói tai tiếng giễu cợt, thị nữ kia không có động tĩnh, gương mặt như cũ trầm tĩnh, tựa hồ là thói quen. Diệp Thần cùng Kỷ Thư Thanh nghe được, đều là khẽ cau mày. Kiếp trước sinh tử ước chiến, Diệp Thần lấy nghịch thiên dung mạo, một chiêu đánh bại Hy Minh Phượng. Tin tức này, truyền về Thiên Hy cổ tộc, cử tộc chấn động. Thắng bại là chuyện thường binh ra, nếu như là thông thường chiến bại, vậy cũng không việc gì, nhưng hết lần này tới lần khác, Hy Minh Phượng là bị một chiêu đánh bại, có thể nói ảm đạm hết sức. Năm đó hắn, là Hy nhà thánh tử, địa vị cao quý, nhưng kinh này thảm bại sau đó, bị tước đoạt nơi có thân phận địa vị, đuổi ra khỏi gia tộc tổ địa, vạn năm gian chịu hết mắt lạnh giễu cợt. Cái này kêu Tiểu Lan thị nữ, là bầu bạn ở Hy Minh Phượng bên người, duy nhất người. Diệp Thần than thở một tiếng, lại không nghĩ rằng năm đó cuộc chiến, đối Hy Minh Phượng ảnh hưởng lại có thể lớn như vậy. Ở thị nữ kia Tiểu Lan dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần cùng Kỷ Tư Thanh, rất nhanh đi tới Thiên Hy đảo ngoại thành phía Tây, nơi này có một mảng lớn hoang vu rừng trúc, cách xa người ở, chính là Hy Minh Phượng hôm nay cư trú U Hoàng rừng trúc. Tiểu Lan nói, chủ nhân nhà ta bị trục xuất gia tộc sau đó, liền ẩn cư ở chỗ này, hắn thường xuyên nhắc tới luân hồi chi chủ uy danh, nói có thể cùng luân hồi đánh một trận, coi như bị tước đoạt thánh tử thân phận, đó cũng là đáng giá. Diệp Thần gật đầu một cái, cùng Kỷ Tư Thanh sải bước đi nhập trong rừng trúc, lại nghe sâu trong rừng trúc, truyền ra một hồi dễ nghe tiếng đàn. Tiếng đàn thanh u, như ngọc châu rơi bàn, ở trong sáng sớm nghe tới, phá lệ làm người ta tinh thần. Diệp Thần cùng Kỷ Tư Thanh, đều là tinh thần chấn động. Đi tới sâu trong rừng trúc, chỉ gặp một cái quần áo giản phác anh tuấn nam tử, đang khải đàn. Nam tử kia thấy Diệp Thần Kỷ Tư Thanh tới, khẽ mỉm cười, đứng dậy, chắp tay nói, luân hồi chi chủ, nữ võ thần, hai vị chuyển thế sống lại, phong thái như cũ, không biết còn nhớ không nhớ, ta vị lão bằng hữu này. Nam tử này, tự nhiên chính là Hy Minh Phượng. Diệp Thần thấy Hy Minh Phượng dung mạo, đầu óc bên trong hiện ra trí nhớ của kiếp trước. Cùng Hy Minh Phượng sanh tử quyết chiến, rành trong mắt. Minh Phượng công tử võ đạo thông trời, ta dĩ nhiên nhớ, năm đó ta là dựa vào huyết mạch thiên phú, may mắn thắng một chiêu, nếu là thật đang võ đạo quyết đấu, ta chưa chắc là Minh Phượng công tử địch thủ. Diệp Thần mỉm cười cười một tiếng, chắp tay đáp lễ. Hy Minh Phượng than thở một tiếng, nói, đánh bại chính là đánh bại, ta không lời có thể nói, năm đó ngươi không giết ta, tha ta một mạng, ta rất là cảm kích. Vẫn muốn báo đáp, sau đó ta nghe nói, người bị Huyền Cơ Nguyệt giết chết, thật ra thì cũng muốn vì ngươi trả thù, đáng tiếc ta bị kẹt ở Thiên Hy đảo, gia tộc không cho phép ta đi ra ngoài, chân thực tiếc nuối. Dừng một chút, Hy Minh Phượng lại hỏi, luân hồi chi chủ, người hôm nay dịch dung cải trang, du ngoạn Thiên Hy đảo,
không biết có gì sao? Chẳng lẽ người muốn sẽ cùng ta đánh một trận? Diệp Thần cùng Kỳ Tư Thanh, đều là dịch dung cải trang, có thể lừa gạt được người khác, nhưng không gạt được Hy Minh Phượng. Bởi vì, Hy Minh Phượng cùng kiếp trước Diệp Thần, từng có sanh tử quyết chiến, nhân quả dây dưa cực sâu, vạn năm cũng sẽ không tiêu tán. Cho nên, chỉ cần Diệp Thần xuất hiện ở vùng lân cận, hắn lập tức là có thể cảm ứng được. Diệp Thần nói, không phải, ta tới Thiên Hy Đảo, là muốn tìm một người. Hy Minh Phượng con người có giúp một cái, tựa hồ đoán được cái gì, nói, người muốn tìm đương kim thánh tử Hy Huyền Thiên. Diệp Thần nói, đúng vậy. Hy Minh Phượng sắc mặt trầm xuống, nói, người tìm Hy Huyền Thiên làm gì? Chẳng lẽ người muốn khiêu chiến hắn, tranh đoạt cấm thiên bảng hạng? Hắn cũng không biết, Hy Huyền Thiên cùng âm dương thần điện ân oán, chỉ lấy là Diệp Thần lên đảo, là muốn tranh đoạt hạng. Cái này trăm năm lúc đó, muốn khiêu chiến Hy Huyền Thiên, tranh đoạt hạng người, nhiều như cá giết qua sông, không đếm xuể, Hy Minh Phượng vậy thấy có lạ hay không? Dẫu sao, Hy Huyền Thiên ở trên cấm thiên bảng, hạng thứ hai, nếu như có thể đoạt bảng thành công, nhất định có đại khí vận thêm thân. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói, không phải, ta cùng Hy Huyền Thiên tới giữa, khác có ân oán, chỉ có thể sống chết gặp nhau. Âm dương thần điện nhân quả, liên lụy quá nhiều, Diệp Thần cũng không có bại lộ, chỉ nói là khác có ân oán. Sống chết gặp nhau, có như thế nghiêm trọng. Hy Minh Phượng thất kinh, trên dưới quan sát Diệp Thần một mắt, nói, luân hồi chi chủ, người kiếp này tu vi, quá mức yếu ớt, chỉ có hoàn chân cảnh 9 tầng thiên. Mặc dù ngươi chân thật sức chiến đấu, nhất định vượt quá nơi này, nhưng cùng Hy Huyền Thiên so sánh, vẫn là kém được quá xa, ngươi không muốn uổng đưa tánh mạng. Hy Huyền Thiên ánh sáng, chân thực quá mức chói mắt, Thiên Hy cổ tộc đương thời thánh tử, chưa đủ thiên tuế, tu vi liền đạt tới bách gia cảnh 7 tầng thiên, cấm thiên bảng thứ hai, phần này thiên phú cùng thành tựu, đủ để làm mỗi một người thán phục. Diệp Thần nói, Minh Phượng công tử, không biết vậy Hy Huyền Thiên ở nơi nào, xin cho biết. Ta muốn đi sẽ gặp hắn, ta cùng hắn có cực lớn cửu hận. Hy Minh Phượng khiếp sợ, cũng không biết Diệp Thần cùng Hy Huyền Thiên, là làm sao kết thù, nói. Người muốn tìm Hy Huyền Thiên trả thù, vậy không thể nào, Hy Huyền Thiên hôm nay, ở Hy gia tổ tu luyện, bên người có gia tộc trưởng lão bảo vệ, người coi như huyết mạch nghịch thiên, có thể thay đổi cảnh giới chênh lệch chiến thắng hắn, cũng không có xuất thủ cơ hội. Hy gia tổ, Diệp Thần nghe được có đầu mối. Nhất thời ánh mắt đông lại một cái, nói, Minh Phượng công tử, xem vào năm đó trên giao tình, người có thể hay không giúp ta tiến vào các ngươi Hy nhà tổ địa. Hy Minh Phượng ánh mắt chớp động, hắn năm đó bị Diệp Thần tha một mạng, vẫn luôn có muốn báo đáp ý, hiện tại Diệp Thần muốn tiến vào Hy gia tổ, chuyện này nếu như có thể làm được, chính là tốt nhất báo đáp. Luân hồi chi chủ, nói thật không sợ nói cho ngươi, ta năm đó cùng ngươi đánh một trận sa sút, đã bị trục xuất Hy nhà. Thành hôn tộc vứt đi, vĩnh viễn không cho phép bước vào Hy gia tổ, liền chính ta cũng không thể đi vào, chớ nói chi là mang ngươi tiến vào. Hy Minh Phượng thở dài nói. Võ đạo đấu tranh là tàn khốc, người thắng độc tôn, người thua thực trần, vạn năm trước Hy Minh Phượng chiến bại, đến ngày hôm nay vẫn là Hy nhà trò cười, bị tất cả người giễu cợt, chịu hết bạch nhãn. Hắn như vậy tình trạng, dĩ nhiên là không cách nào đặt chân tổ địa. Phải không? Diệp Thần hơi có chút thất vọng. Hy Minh Phượng nhưng đổi câu chuyện, nói, bất quá. Diệp Thần vội vàng nói, bất quá cái gì? Hy Minh Phượng nói, muốn trở lại tổ địa, vậy không phải là không có cơ hội, nhưng ta cần ngươi hỗ trợ. Diệp Thần nói, à. Hy Minh Phượng nói, ta Hy nhà có quy củ, nếu như gia tộc vứt đi, có thể hoàn thành ba khảo nghiệm lớn ở giữa một đạo, là được trở lại gia tộc, tiến vào tổ địa tu luyện. Cái này ba khảo nghiệm lớn, mỗi một đạo đều vô cùng khó khăn. Đạo thứ nhất, chính là đạt được bầu trời long hồn, vậy cơ hồ là không thể nào, bầu trời này long hồn, vạn khư thần điện và cựu nhật minh, cũng đang ngó chừng. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, vậy đạo thứ hai đâu? Hy Minh Phượng nói, đạo thứ hai khảo nghiệm, chính là trở thành cấm thiên bảng trước ba tồn tại, chứng minh thực lực và thiên phú, ta bế quan vạn năm, đáng tiếc năm đó thảm bại. Ta đạo tâm bóng mở quá nặng, hôm nay tu vi ngược lại lùi lại, chỉ có bách gia cảnh một tầng thiên, muốn tranh đoạt cấm thiên bảng trước ba, tuyệt không khả năng. Trước mắt, cấm thiên bảng hạng, thứ ba là Diệp Thí Thiên, thứ hai là Hy Huyền Thiên, Hy Minh Phượng muốn cạnh tranh, khó hơn lên trời. Nếu như Hy Minh Phượng thật muốn tranh bảng mà nói,
như vậy muốn cùng Diệp Thần sanh tử quyết chiến. Mà hắn bách ra cảnh một tầng thiên thực lực, Diệp Thần một đầu ngón tay liền có thể bóp chết. Diệp Thần nhướng mày một cái, xem ra cái này hai đạo khảo nghiệm, cũng không có hoàn thành có thể. Vậy đạo thứ ba đâu? Đạo thứ ba khảo nghiệm, chính là tìm về mấy trăm năm trước, thất lạc ở Thiên Hy đảo vùng đất tuyệt cảnh, địa uyên thâm huyền phía dưới, đã từng Hy nhà thứ nhất yêu nghiệt, đời trước thánh tử Hy Phục Thiên hài cốt. Hy Phục Thiên. Diệp Thần trong lòng khẽ động. Ba đạo khảo nghiệm, chỉ phải hoàn thành một đạo, là được để cho Hy Minh Phượng trở lại tổ địa, trước hai đạo là không thể nào, nhưng cái này đạo thứ ba, tìm Hy Phục Thiên hài cốt, có lẽ có cơ hội. Hy Minh Phượng nói, đúng vậy, ta là trước hai đời thánh tử, thân phận ta bị tước đoạt sau đó, thừa kế thánh tử đại vị, chính là cái này Hy Phục Thiên, hắn cũng là đương thời thánh tử Hy Huyền Thiên ca ca. Diệp Thần khá cảm thấy ngoài ý muốn, nói, nguyên lai là Hy Huyền Thiên ca ca sao? Hy Minh Phượng nói, đúng vậy, năm đó Hy Phục Thiên, trời xanh trọng đồng, trong mắt liền chín tầng hào quang dị tượng, thiên phú nghịch thiên, có vô lượng thiên quân tư, bị gia tộc ký thác kỳ vọng rất lớn. Diệp Thần cả kinh, nói trời xanh trọng đồng, vẫn là chín tầng quang vòng, cái này Hy Phục Thiên, không đơn giản à. Trọng đồng là thiên quân tư dị tướng, lấy chín tầng quang vòng là nhất cao. Có chín tầng hào quang trọng đồng, vậy không chỉ là phổ thông thiên quân tư chất. Mà là vô lượng thiên quân, có thể đạt tới thực tế võ đạo nhất đỉnh cấp. Hy Minh Phượng than thở một tiếng, nói ta và Hy Phục Thiên, vốn là giao tình vậy rất tốt, hắn thừa kế ta thánh tử quyền vị, ta rất là hài lòng, năm đó trong gia tộc có không ít người muốn giết ta, đều là hắn thay ta xếp hiểu, ta rất là cảm kích. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng không biết nguyên nhân gì, rơi vào địa uyên thâm huyền, đó là Thiên Hy đảo tuyệt cảnh, người nếu là rơi vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho tới bây giờ không có ai, có thể từ địa uyên thâm huyền bên trong còn sống đi ra. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, địa uyên thâm huyền, chỗ này lại có thể như vậy đáng sợ. Hy Minh Phượng gật đầu nói, không đáng sợ mà nói, cũng sẽ không được gọi là tuyệt cảnh, đây là năm đó Thiên Hy cổ đế, cùng ma tổ vô thiên đại chiến sau đó, thế giới quy luật sụp đổ, hình thành vực sâu, đặc biệt kinh khủng. Diệp Thần con người có giúp một cái, ngược lại là không nghĩ tới. Lúc đầu vậy địa uyên thâm huyền, còn cùng ma tổ vô thiên có liên quan. Hy Minh Phượng nói tiếp, vậy địa uyên thâm huyền, đối cảnh giới có hạn chế, bách gia cảnh hậu kỳ cường giả, không cách nào bước vào, mà trẻ tuổi đồng lứa đệ tử tiến vào, đều không từng sống trở về, đó là chân chánh tuyệt cảnh tử địa. Diệp Thần cau mày nói, Minh Phượng công tử, vậy ý của ngươi là? Hy Minh Phượng cười khổ một tí, nói, luân hồi chi chủ, ta muốn ngươi trợ lực. Cùng ta đi địa uyên thâm huyền một chuyến, tìm Hy Phục Thiên hài cốt, trước hai đạo khảo nghiệm, cũng không thể thực hiện, chỉ có cái này khảo nghiệm, có chút đạt thành hy vọng. Nếu như khảo nghiệm thông qua, ta có thể trở lại Hy nhà, liền có thể mang ngươi đi tổ địa, lưỡng toàn kỳ mỹ. Diệp Thần nói, ngươi nhất định phải đi địa uyên thâm huyền. Ngươi không phải nói chỗ đó, cho tới bây giờ không người nào có thể còn sống đi ra. Hy Minh Phượng nói, luân hồi chi chủ. Người khí vận thâm hậu, có người bầu bạn, cái gì gian hiểm đều có thể vượt qua. Diệp Thần bật cười khanh khách, nói, ngươi không khỏi quá để mắt ta. Dừng một chút, Diệp Thần vừa nhìn về phía Kỳ Tư Thanh, nói, Tư Thanh, ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ Tư Thanh kéo Diệp Thần cánh tay, nói, ta đều nghe ngươi. Hy Minh Phượng nói, luân hồi chi chủ, ta tối hôm qua xem bói qua, là tốt nhất thuận lợi quái tượng, chúng ta nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Diệp Thần gật đầu một cái, trầm tư một hồi, nói, cũng tốt, hôm nay cũng chỉ có biện pháp này, vậy ta liền cùng ngươi đi địa uyên thâm huyền một chuyến. Hy Minh Phượng đại hỉ, nói, như vậy quá tốt, như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi lãnh sự đường một chuyến, tiếp lấy khảo nghiệm nhiệm vụ. Lãnh sự đường, là Thiên Hy cổ tộc tuyên bố nhiệm vụ địa phương, Hy nhà các đệ tử, có thể ở lãnh sự đường bên trong, tiếp lấy ủy thác nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, có thể lấy được tương ứng khen thưởng. Vậy ba khảo nghiệm lớn nhiệm vụ bảng, bị treo ở lãnh sự đường chỗ dễ thấy nhất, trên bảng hiệu đã hiện đầy bụi bặm, hiển nhiên cho tới bây giờ không có ai nhận qua. Hy Minh Phượng mang Diệp Thần, Kỳ Tư Thanh hai người, đi tới lãnh sự đường. Lãnh sự đường bên trong, đã có không thiếu Hy nhà đệ tử, tìm thích hợp mình nhiệm vụ. Đây không phải là Minh Phượng công tử sao? Kết quả là mấy ngàn năm vẫn là mấy chục ngàn năm không gặp,
Minh Phượng công tử, người tu vi tại sao lại bước lui? Chỉ còn lại bách gia cảnh một tầng thiên, làm sao cùng thánh tử đại nhân so sánh? Người điểm này tu vi, vẫn là không nên ra ngoài mất mặt xấu hổ. Thấy Hy Minh Phượng xuất hiện, không thiếu Hy nhà đệ tử, rối rít châm chọc, cho dù là tiểu bối, đối Hy Minh Phượng cũng không có chút nào tôn kính. Tuy nói bách gia cảnh một tầng thiên, thả vào Hy nhà trẻ tuổi đồng lứa bên trong, cũng coi là xuất sắc, nhưng dẫu sao, đã từng là Hy Minh Phượng, quá mức thiên tài, chính là trước hai đời thánh tử, hôm nay luân lạc đến đây, có thể không xứng với hắn ban đầu thân phận. Hơn nữa, cùng Hy Huyền Thiên Huy Hoàng khí tượng so sánh, Hy Minh Phượng cũng kém được quá xa, quá mức ảm đạm. Hy Minh Phượng nghe chung quanh giễu cợt, chỉ làm không có nghe gặp, tựa hồ vậy thói quen, sải bước đi đến lãnh sự đường bên trong, đem vậy tìm Hy Phục Thiên Hải cốt nhiệm vụ bảng, hái xuống. Thấy Hy Minh Phượng tháo xuống bảng, mọi người nhất thời kinh hãi. Này, Hy Minh Phượng, người muốn làm cái gì? Người điên rồi, chẳng lẽ người phải đi Địa Uyên Thâm Huyền, tìm đời trước thánh tử hải cốt? Lúc đầu người muốn đi tìm chết, ngược lại không như trực tiếp một kiếm lao cổ, lại là thống khoái. Mọi người thấy Hy Minh Phượng cử động, đều là 10 phần bất ngờ, lãnh sự đường bên trong chấp sự, lại là vội vàng đi ra ngăn cản. Hy Minh Phượng, người muốn quấy rối sao? Không, ta không quấy rối, ta chuẩn bị đi Địa Uyên Thâm Huyền một chuyến, tìm về Hy Phục Thiên Hải Cốt. Hy Minh Phượng sắc mặt ngưng trọng, đem nhiệm vụ bảng thu vào trong ngực, không chút nào mở ý đùa giỡn. Vậy lãnh sự đường chấp sự kinh hãi, nói, người thật muốn đi Địa Uyên Thâm Huyền. Hy Minh Phượng vậy lười được nói nhảm nữa, hướng Diệp Thần Kỳ Tư Thanh nói, Diệp huynh, Khúc cô nương, chúng ta đi. Diệp Thần cùng Kỳ Tư Thanh gật đầu một cái, đi theo Hy Minh Phượng rời đi. Hồi tưởng lại mới vừa lãnh sự đường bên trong tình huống, Diệp Thần khẽ cau mày, nói, Minh Phượng công tử, không có sao chứ. Hy Minh Phượng khoát tay một cái, nói ta không có sao. Chờ ta hoàn thành khảo nghiệm, nhất định sẽ làm cho tất cả người nhìn với cặp mắt khác xưa. Chàng này khảo nghiệm, đối hắn mà nói, vô cùng trọng yếu, nếu như có thể thông qua, hắn là được trở lại gia tộc, cọ rửa tất cả khuất nhục. Diệp Thần trong đầu nghĩ, Hy Minh Phượng luân lạc đến đây, là bởi vì là năm đó thua ở hắn kiếp trước ra tay vẫn là quá độc ác điểm, một chiêu đem người đánh bại, một chút mặt mũi cũng không để lại. Nếu như có thể hơi thả điểm nước, có lẽ Hy Minh Phượng tình huống, sẽ không như thế gay gâu. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi thông qua khảo nghiệm. Diệp Thần trịnh trọng nhìn Hy Minh Phượng, cũng muốn giúp hắn một lần. Nếu quả thật có thể thông qua khảo nghiệm, hắn cũng có thể đi theo Hy Minh Phượng, đi Hy gia tổ, thấy Hy Huyền Thiên, báo thù tuyết hận. Đa tạ. Hy Minh Phượng hướng Diệp Thần chắp tay nói cảm ơn, 10 phần cảm kích. Vậy Địa Uyên Thâm Huyền, dẫu sao là tuyệt cảnh tử địa. Hy Minh Phượng cũng không dám tùy tiện bước vào, ở tiếp vào tay nhiệm vụ sau đó, hắn lại chuẩn bị rất nhiều đan dược, thiên tài địa bảo, bùa hộ mạng chiếu vân. Vân, cuối cùng lại cùng thị nữ Tiểu Lan ly biệt. 3 ngày trôi qua, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Hy Minh Phượng mang Diệp Thần cùng Kỳ Tư Thanh, đi Địa Uyên Thâm Huyền. Địa Uyên Thâm Huyền, đây là thiên hy đảo nổi danh nhất tuyệt cảnh tử địa, là năm đó ma tổ vô thiên, cùng hy nhà tổ sư ra thiên hy cổ đế. Kinh thiên đại chiến sau đó, lưu lại một cái chiến trường phế tích. Chỗ này, ở thiên hy đảo bắc nhất bên. Diệp Thần đi tới Địa Uyên Thâm Huyền, nhưng gặp truyền thuyết này ở giữa Địa Uyên Thâm Huyền, trên thực tế là một cái to lớn hố trời, từ nơi này hố trời nhìn tiếp, chỉ thấy một phiến đen nhánh vực sâu. Mà ở trên trời cái hố chung quanh, có từng luồng ma khí quanh quẩn, ma khí sôi trào lúc đó, lại diễn hóa thành từng đạo quỷ dị cổ xưa chữ viết.